tiểu tử, thi triển bí pháp linh lực chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện di chứng rồi đúng không? Muốn ta động thủ hay là thúc thủ chịu trói? Lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên gằn giọng nói từng câu. Thanh niên áo xanh này vừa mới từ Linh Vương Lục Trọng thi triển bí pháp tăng lên Linh Vương Cửu Trọng đỉnh phong. Bí pháp linh lực không thể duy trì được liên tục, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút tác dụng phụ. Thúc thủ chịu trói, sợ rằng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, Vũ Tôn Nhất Trọng, hắn đã sớm không cần cố kỵ. Người mà hắn cố kỵ chỉ là Vũ Tôn Nhị Trọng kia mà thôi. Ha ha! Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng này bước lên phía trước một bước, nụ cười nhạt quanh quẩn trong không gian. Sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người dám coi thường hắn như thế. Hắn lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nhìn lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng này, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân thể khẽ động rồi tiến lên phía trước nói. Nếu như ngươi muốn động thủ thì trước tiên phải nghĩ cho kỹ, ngươi phạm thượng ghét không tha. Nói xong, hàn ý quanh thân Lục Lâm Thiên bắn ra, không gian chung quanh lạnh lẽo. Lập tức có một cỗ sát khí vô hình tràn ra ngoài bao phủ toàn bộ không trung khiến cho không trung vô hình run lên. Cảm nhận khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên, ánh mắt hai Vũ Tôn này run lên, lão giả Vũ Tôn Nhị Trọng nhíu mày nói. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, đánh chết Linh Vương Cửu Trọng đã có thể đối phó được chúng ta. Ta khuyên các ngươi không nên động thủ thì tốt hơn, bằng không chính các ngươi sẽ hối hận. Lục Lâm Thiên nói xong, hàn ý trong mắt càng đậm, xem ra hắn phải hung hăng làm cho đám người này kinh sợ mới được. Tiểu tử cuồng vọng. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng kia cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, chân khí thuộc tính thủy nồng đậm xuất hiện mang theo năng lượng thiên địa đắc sợ tràn ngập, một tiếng cười lạnh từ trong miệng người này vang lên. Tiểu tử, để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi còn có thể cuồng vọng được nữa không? Giáo chủ, cẩn thận. Tập Hạo Nhiên, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm biến sắc, miệng quát lớn một tiếng, thế nhưng bị đối thủ ngăn cản cho nên không thể thoát thân. Ầm ầm. Ba người công kích mãnh liệt, thế nhưng bị đối thủ cuốn lấy, muốn thoát thân cứu viện căn bản không phải là chuyện dễ dàng. Phía xa, trên một đỉnh núi có một đạo thân ảnh chắp tay mà đứng, không có bất luận kẻ nào có thể cảm giác được khí tức của hắn. Người này mặc một bộ hắc bào, ánh mắt như sao lúc này đang nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình thản. Siêu. Lúc này, Vũ Tôn Nhất Trọng kia đột nhiên nhảy tới, tiếp đó thân hình giống như thuấn di đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Chân khí thuộc tính thủy nồng đậm bạo phát rồi hóa thành chảo ấn, hung hăng đánh xuống trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên. Cường giả Vũ Tôn nắm trong tay không gian lực đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Dưới một chảo này không gian vặn vẹo kịch liệt như một cái bánh, chảo ấn nhanh chóng phóng tới trước người Lục Lâm Thiên. Cứu giáo chủ! Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ hét lớn một tiếng, ánh mắt run lên, thân ảnh muốn phóng tới. Ta còn chưa đi ra, ngươi gấp cái gì, việc này cũng không tới phiên ngươi. Ngươi đi tới cũng vô dụng, chỉ bằng vào hai người này còn không làm gì được lão đại ta, các ngươi không nên đi tới gây thêm phiền phức. Cùng lúc đó thân ảnh Tiểu Long chợt lóe, cánh tay bé nhỏ giương lên, trực tiếp chặn đại trưởng lão Thánh Linh Bộ lại. Tiểu Long hiểu rõ. Lão đại không cho nó xuất thủ thì lão đại tuyệt đối có nắm chắc. Bằng vào tính cách không bao giờ làm chuyện quá mạo hiểm, huống chi lão đại lại có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, người có thể động tới lão đại quả thực không nhiều. Tiểu Long ngăn cản khiến cho đại trưởng lão và đông đảo trưởng lão tức thì biến sắc. Ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn về phía trước. Trong nháy mắt này chảo ấn của Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã đánh tới vị trí cách Lục Lâm Thiên không được 10 thước, lực lượng bàng bạc khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên đỏ lên. Siêu siêu. Trong sát na Lục Lâm Thiên nhìn về phía chảo ấn không có một chút do dự nào, linh lực trên người thu liếm, quanh thân có một cỗ quang mang bao phủ. Thanh linh khải giáp được bố trí, bàn chân bước lên phía trước. Chân khí hùng hồn giống như thủy triều từ trong cơ thể bạo phát, một cỗ khí thế ngập trời lan tràn. Linh lực thu liếm, sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt hồng nhuận. Lúc này Lục Lâm Thiên hầu như có một loại cảm giác nôn nóng phát ra lực lượng. Giống như hỏa sơn tùy thời phun trào. Thực lực Vũ Vương Lục Trọng của hắn dựa vào chân khí mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể, trực tiếp chống lại Vũ Vương Bát Trọng đỉnh phong hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu dùng toàn lực muốn ghét Vũ Vương Cửu Trọng cũng có thể làm được. Về phần đánh chết Âm Hồn Vương kia đó là bởi vì Âm Hồn Vương có hồn khí địa cấp chấn linh diệt hồn tháp, thực lực tiếp cận linh tôn vô hạn, hoặc là có thể nói tương đương với linh tôn nhất trọng.
Vì vậy hắn mới dùng lực lượng của Tử Kim Huyền Lôi, nếu không, muốn đánh chết người này cũng khó. Ồ! Linh lực trên người Lục Lâm Thiên thu liếm, phía xa xa, thân ảnh đen kịt kia tức thì nghi hoặc kêu lên một tiếng, trong ánh mắt không chút gợn sóng xuất hiện sự kinh ngạc. Chân khí! Trong chớp mắt này, Vũ Tôn Nhất Trọng đang đánh tới là người đầu tiên cảm giác được biến hóa trên người Lục Lâm Thiên. Linh lực thu liếm trở thành chân khí, điều này khiến cho hắn kinh ngạc tới nỗi công kích đình trệ một lát, hoàn toàn kinh hoàng. So chảo ấn một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, tinh quang trong mắt bắn ra, trong tay phải, liệt thiên vô cùng hoàn mỹ xuất hiện, một tiếng hét lớn vang lên. Tề thiên liệt địa chảo. Chảo ấn trên bầu trời đánh xuống, liệt thiên trong tay phải Lục Lâm Thiên vung lên, chân khí mênh mông như đại dương trong cơ thể tràn vào kinh mạch dày rộng. Dẫn dắt năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc hội tụ trên không trung. Cả không trung trong nháy mắt bị nhuộm một màu đỏ. Tiếp đó, một đạo chảo ấn bắn ra. Chảo ấn này có màu đỏ giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén, dùng xu thế như sấm sét ầm ầm đánh về phía chảo ấn của Vũ Tôn Nhất Trọng. Cạch cạch. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo công kích bằng chảo ấn va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Đồng thời hỏa diễm bắn ra bốn phía, không ngờ trực tiếp phá nát không gian. Kinh khí cuồng bạo, mạnh mẽ tức thì tràn ngập không trung. Khục khục, kinh khí bàng bạc khuếch tán, thân thể Lục Lâm Thiên trong nháy mắt bị đẩy lùi hơn 10 bước, kinh khí mạnh mẽ đánh vào giống như một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên thanh linh khải giáp. Lực lượng này lập tức tác dụng vào trên bất diệt huyền thể, một đạo lưu quang màu vàng không người nào có thể thấy được lưu truyền tức thì đánh nát cỗ lực lượng mạnh mẽ bên ngoài. Cuối cùng tác dụng mà cỗ lực lượng ngập trời kia tạo thành cho Lục Lâm Thiên cũng chỉ khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà thôi, lập tức bị ngăn chặn. Khục! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này Vũ Tôn Nhất Trọng kia lảo đảo lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía trước tràn ngập kinh hãi, không thể hồi phục tinh thần lại. Khí tức Vũ Vương Lục Trọng! Không phải Linh Vương sao? Sao đột nhiên lại trở thành Vũ Vương? Linh Vũ song tu, ta biết rồi! Đây chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Người này chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Trời, không ngờ truyền thuyết lại có thật, thực sự có Linh Vũ song tu. Mọi người kinh hoàng, khiếp sợ cứng cả họng, hơn vạn người ngây dại, từng ánh mắt kinh hãi mang theo tiếng hít sâu nhìn về phía không trung, nơi thân ảnh nam tử màu xanh được một kiện khải giáp màu vàng bao phủ. Tất cả linh tôn, vũ tôn đều kinh hãi, các trưởng lão thánh linh bộ càng giật mình, trợn mắt. Mà cảnh này khiến cho đám người Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn đang xem náo nhiệt và Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn còn có Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm và chúng cường giả kinh ngạc tới cực điểm. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn Vũ Tôn Nhất Trọng tràn ngập sát ý. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt, chân khí trong cơ thể giờ phút này không hề giữ lại mà bạo phát. Toàn bộ các đốt ngón tay dưới chân khí bạo phát vang lên thanh âm cạch cạch, chân khí như biển mang theo kình phong sắc bén tràn ra. Đối mặt với hai vũ tôn, Lục Lâm Thiên biết, hôm nay nếu như hắn muốn làm kinh sợ đệ tử tam bộ thì phải biểu lộ ra thực lực khiến cho bọn họ cố kỵ và kinh sợ. Muốn thu phục thánh linh giáo thì hắn phải ghét hai vũ tôn trước mắt để ghét gà dọa khỉ. Bằng không đột nhiên xuất hiện một giáo chủ, mấy lão gia hỏa này làm sao có thể thuần phục. Làm theo ý mình đã lâu, sao lại có thể can tâm bị người khác quản chế cơ chứ? Ông ông! Đồng thời phía sau thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên có một tiếng sấm vang vọng. Một đôi cánh màu xanh mở rộng mang theo tiếng sấm vang vọng thiên địa khuếch tán một cỗ uy áp cũng theo đó mà lan tràn ra chung quanh. Vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn đôi cánh màu xanh tràn ngập năng lượng kinh người và tiếng sấm nổ vang vọng phía sau lưng Lục Lâm Thiên, cường giả trong thánh linh giáo cũng là người biết hàng, sắc mặt cả đám đột nhiên biến đổi. Cho dù là Vũ Tôn Nhất Trọng. Một khi phạm thượng cũng là tội chết. Nói xong, huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Lâm Thiên rung lên, trong nháy mắt lao thẳng về phía Vũ Tôn Nhất Trọng. Tốc độ lúc này của Lục Lâm Thiên, lại thêm thuộc tính phong phối hợp với phù quang lược ảnh, ba cái chồng chất lên nhau, tốc độ đã tới trình độ tuyệt đối kinh khủng. Thật nhanh! Cảm nhận tốc độ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Vũ Tôn Nhất Trọng này run run. Thanh niên này rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Vương Lục Trọng. Không biết vì sao lại khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Linh Vũ song tu, cũng chỉ là Vũ Vương Lục Trọng mà thôi. Lẽ nào nháo tận trời được nữa sao? Vũ Tôn Nhất Trọng này cắn răng hừ lạnh một tiếng, chân khí thủy hệ quanh người cấp tốc bạo phát, phất tay một cái, năng lượng thuộc tính thủy lập tức tụ tập rồi lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên.
năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc cùng với chân khí hội tụ tạo thành một đạo quyền ấn thật lớn phá không đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dưới quyền ấn, không gian bị xé rách tạo ra một cái khe. Uy thế tràn ngập thiên địa khiến cho đệ tử phía dưới thực lực thấp một chút tức thì sắc mặt đỏ lên sau đó trắng bệch. Phía xa, Vũ Tôn Nhị Trọng đứng ở một bên lược trận nhìn thấy Vũ Tôn Nhất Trọng đánh tới, sắc mặt có quắp thế nhưng cũng không có tiến lên. Thân là cường giả Vũ Tôn Nhị Trọng, xuất thủ với một Vũ Vương đã là mất mặt lắm rồi. Hắn sao có thể cùng với một Vũ Tôn khác vây công một Vũ Vương đây? Cho dù Vũ Vương này không tầm thường, thế nhưng sợ rằng bất luận một Vũ Tôn nào cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Huống chi Vũ Tôn Nhất Trọng sẽ bại trong tay một Vũ Vương Lục Trọng sao? Hừ, Vũ Tôn Nhất Trọng, ngày hôm nay bản công tử nhất định sẽ trà đạp ngươi. Nhìn thấy Vũ Tôn Nhất Trọng này đánh tới, Lục Lâm Thiên nhíu mày, chân khí bàng bạc mênh mông như biển trong đan điền khổng lồ cuồn cuộn, vũ đan ngũ sắc trong đan điền xoay tròn. Chân khí không ngừng thông qua kinh mạch chút ra bên ngoài. Chân linh cấm không trưởng. Tiếng quát vừa dứt, Lục Lâm Thiên tức thì đánh ra một trưởng, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang như ẩn như hiện. Năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm đột nhiên hội tụ giữa không trung. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng xuất hiện từng cái khe, trong nháy mắt hung hăng va chạm với quyền ấn của Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Oanh! Dưới hơn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, trường ấn và quyền ấn va chạm, âm thanh kinh khủng giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Hai đạo công kích bùng nổ, năng lượng kinh khủng rung động giống như sóng gợn trong lan tỏa ra xung quanh. Ở nơi hai đạo công kích va chạm không gian đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Đồng thời, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đánh bay đi. Ngay khi thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi, kim quang trên da lần nữa hiện lên, trong ánh mắt hiện lên sự quỷ dị. Vũ giả song hệ, ồ, kinh khí khuếch tán, Vũ Tôn Nhất Trọng kia lần nữa kinh ngạc. Thanh niên áo xanh này từ đầu đã thi triển thuộc tính hỏa, mà lúc này lại là thuộc tính mộc khiến cho hắn kinh hãi. Sắc mặt người này đột nhiên đại biến, ba động kinh khủng bên trong khiến cho hắn có cảm giác chân khí mình đình trệ, tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng cũng có không ít ảnh hưởng. Hay cho vũ kỹ mộc hệ quỷ dị. Cường giả giao thủ, bất luận một chút sai lầm nào đều là chí mạng. Thân là Vũ Tôn hắn càng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy trong nháy mắt này sắc mặt hắn mới đại biến. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên đã sớm biết được tác dụng quỷ dị của chân linh cấm không trưởng. Thân ảnh mang theo huyễn ảnh thanh dược kèm theo tiếng sấm nổ trong nháy mắt phóng tới, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới. Tay trái Lục Lâm Thiên đột nhiên đánh ra một đạo trưởng ấn, trong lòng bàn tay có một tiếng rít truyền ra. Giữa không trung cuồng phong gào thét, một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn, giống như là một cơn lốc vậy. Dòng xoáy này quét qua núi non phía dưới, năng lượng kinh khủng tràn ngập, toàn bộ không gian bị bao phủ. Dòng xoáy lớn này nhanh chóng bành trướng, hung hăng bao phủ Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Đồng thời trong tay phải Lục Lâm Thiên dùng tốc độ như quỷ mị đánh ra một đạo thủ ấn, không gian quanh thân tức thì phong vân biến sắc giống như thiên hôn địa ám, chân khí thuộc tính thủy nồng đậm hóa thành sóng nước mơ hồ chồng chất lên nhau. Tiếp đó trong không gian xuất hiện một dòng xoáy nước lớn, chung quanh dòng xoáy, gợn sóng văng tung tóe. Hai đạo công kích tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới, một chính là dòng xoáy bằng gió. Một là dòng xoáy bằng nước. Hai cỗ công kích hội tụ lại với nhau, hai cỗ lực lượng chồng chất, uy năng lập tức tăng lên mạnh mẽ. Hai dòng xoáy kinh khủng hợp lại thành một, không gian liên tục run rẩy, một dòng xoáy lấy tốc độ gần như hủy diệt quét tới, bao phủ Vũ Tôn Nhất Trọng vào bên trong. Năng lượng kinh khủng này khiến cho Vũ Tôn Nhất Trọng vô cùng kiêng kỵ. Hai đạo công kích đồng thời được thi triển, uy lực sợ rằng kém hơn vũ kỹ địa cấp trung giai. Thế nhưng tuyệt đối có thể tương đương với vũ kỹ địa cấp sơ giai đỉnh. Hai cỗ lực lượng đều do một mình Lục Lâm Thiên thi triển ra cho nên cực kỳ dễ dàng dung hợp với nhau. Nếu như đổi lại là hai người thi triển thì sợ rằng sẽ không dễ dàng dung hợp như vậy. Đây cũng được coi là trùng hợp cùng ngoài ý muốn, khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên cũng không ngờ. Xem ra sau này hắn phải nghiên cứu phương diện này một chút. Không ngờ lại làm vũ giả tam hệ. Sắc mặt Vũ Tôn Nhất Trọng lần nữa kinh hãi. Lúc này hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngày càng đậm, hai đạo vũ kỹ địa cấp sơ giai tiếp tục được đánh ra. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Đại Địa Vô Ảnh Cước. Tiếng quát vừa dứt, trong tay phải Lục Lâm Thiên, Liệt Thiên lần nữa xuất hiện, một đạo chảo ấn bắn ra,
Chảo ấn này giống như hỏa diễm dùng tốc độ như thiểm điện trực tiếp tạo thành những cái khe trong không gian hung hăng đánh về phía trước. Ngay sau đó thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút quái dị, huyễn ảnh Thanh Vũ phía sau khẽ nghiêng. Thân hình nghiêng về phía sau, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ tức thì hội tụ trên cao. Bỗng nhiên hai chân hắn liên tiếp đá ra vô số cước ấn mang theo từng đạo tàn ảnh thoáng chốc bắn về phía trước. Cước ấn ngập trời giống như một đóa hoa cúc nở rộ mang theo vô số đạo quang mang đánh xuống. Mỗi một đạo cước ấn đều có lực lượng xé rách không gian hội tụ thành một cơn lốc, năng lượng kinh khủng dưới vạn án mắt chăm chú nhìn vào hung hăng đánh tới không gian quanh thân Vũ Tôn Nhất Trọng. Chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên thi triển ra năm đạo công kích vũ kỹ địa cấp sơ giai, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi kinh ngạc mãi không thôi. Vũ Tôn Nhất Trọng kia vốn từ đầu đã bị chân linh cấm không trưởng làm ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt thế nhưng lập tức bị tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới của Lục Lâm Thiên từ hai hợp thành một bao phủ. Lục Lâm Thiên toàn lực thi triển vũ kỹ địa cấp, uy lực tuy rằng còn chưa biến thái tới mức tiếp cận vũ tôn, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới hai hợp lại thành một, uy lực càng thêm mạnh mẽ, người bị vây khốn ở trong đó tức thì không thể thoát thân. Và ngay sau đó... Lục Lâm Thiên lại tiếp tục thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo phối hợp với huyết lục, uy lực đủ để chống lại Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa còn có đại địa vô ảnh cước, nếu tính toán, đó chính là năm đạo công kích vũ kỹ địa cấp vây công Vũ Tôn Nhất Trọng. Vũ kỹ địa cấp một khi thi triển đủ để bù đắp lại khoảng cách mà Lục Lâm Thiên còn thiếu trong chốc lát. Tương đương với năm Lục Lâm Thiên đồng thời xuất thủ vây công. Công kích bằng năm Vũ Vương cửu trọng liên thủ. Trong đó còn có hai đạo công kích tuyệt đối có thể so sánh với Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Công kích như vậy cho dù là Vũ Tôn Nhất Trọng cũng phải hoảng sợ. Tới lúc này Vũ Tôn Nhất Trọng này mới biết được người trước mặt hắn không phải là Vũ Giả song hệ, cũng không phải là Vũ Giả tam hệ mà là Vũ Giả toàn hệ, linh Vũ song tu và Vũ Giả toàn hệ, còn có thể đánh ra được Vũ Kỹ địa cấp. Tu vi chỉ có Vũ Vương lục trọng thế nhưng công kích tuyệt không dưới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là còn tiếp cận Vũ Tôn. Vũ Tôn Nhất Trọng này vô cùng phiền muộn, kinh hoàng và thất thần, thế nhưng dưới từng đạo công kích biến thái này hắn chỉ có thể nhanh chóng bố trí một vòng cương khí hộ thân. Quanh thân thậm chí còn xuất hiện một kiện khải giáp bằng chân khí, chỉ là dường như cấp bậc cũng không quá cao. Ầm ầm, mấy đạo công kích vũ kỹ địa cấp tràn ngập, bằng mắt thường cũng có thể thấy được không gian nhanh như thiểm điện bành trướng. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kinh khí đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa khuếch tán. Oanh! Kinh phong gào thét, phương viên mấy nghìn thước hỗn loạn, từng gợn sóng lan ra rồi nổ tung, toàn bộ không gian chấn động mạnh mẽ. Cạch cạch! Cương khí hộ thân của Vũ Tôn Nhất Trọng xuất hiện những vết nứt nẻ, sắc mặt hắn trắng bệch. Kinh phong hung hăng đánh vào trên khải giáp hộ thân bằng chân khí của hắn. Làm cho khải giáp nứt nẻ, không chống đỡ được bao lâu lập tức bị nghiền nát. Ngao! Một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra, Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng. Tay cầm huyết lục, bước chân bước ra khỏi không gian tràn ngập kình khí hỗn loạn, gợn sóng trong không gian giống như mặt nước ba động dưới chân Lục Lâm Thiên. Chân khí mênh mông như biển từ trong kinh mạch tuôn trào, rót vào trong huyết lục. Khi huyết lục tung bay, đột nhiên có một cỗ năng lượng thuộc tính thổi bàng bạc bao phủ thiên địa, ngay khi Vũ Tôn Nhất Trọng kia ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận khí tức trên huyết lục trong tay lúc này, không biết vì sao trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn run lên. Liệt không cửu kích. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, thân thể lơ lửng trên không trung, trong lòng thầm hét lớn một tiếng. Huyết lục nhanh như thiểm điện bổ ra chín đạo đao mang hơn nghìn thước trong nháy mắt phá không lao tới, đao mang dùng xu thế chồng chất lại cùng một chỗ, bắn ra quang mang huyết sắc khiến cho tim người khác đập nhanh. Siêu. Ngay khi Vũ Tôn Nhất Trọng bị đẩy lui, huyết sắc đao mang kinh khủng dùng xu thế như trẻ tre lập tức bổ xuống. Nơi đao mang đi qua, không gian xung quanh trực tiếp nát bấy. Siêu. Dưới công kích kinh khủng như vậy gã Vũ Tôn Nhất Trọng không có cách nào né tránh cho nên không thể làm gì khác hơn là phải ngạnh kháng. Một đạo trưởng ấn từ trong tay hắn bắn ra. Chân khí bàng bạc giống như vạn thú hung mãnh dẫn dắt năng lượng thuộc tính thủy hội tụ, toàn bộ không gian trở nên ẩm ướt. Siêu siêu. Trưởng ấn đánh ra, dưới một trưởng này từng cái khe trong không gian lan tràn, dường như toàn bộ không gian đều nứt vỡ. Công kích như vậy đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà công kích của Vũ Tôn Nhất Trọng này được ngưng tụ trong lúc vội vàng cho nên còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công. Đao mang trên bầu trời đánh xuống, hung hăng đánh vào trưởng ấn còn chưa thành hình.
Siêu. Dưới đao mang, nơi tiếp xúc với trưởng ấn bắn ra quang mang chói mắt, gợn sóng trong không gian trực tiếp vang lên tiếng cạch cạch rồi vỡ nát. Rồi đột nhiên, cả không gian vặn vẹo, trưởng ấn ầm ầm bị nghiền nát. Đao mang dùng tốc độ kinh người bổ ra một cái khe đen kịt trong không gian. Tiếp đó lao thẳng vào trong bàn tay Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Khi thấy đao mang đánh vào bàn tay, ánh mắt Vũ Tôn Nhất Trọng kia lập tức kinh hoàng. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, đao mang đột nhiên bạo phát, dùng xu thế mạnh mẽ bùng nổ. Khải giáp trên người Vũ Tôn Nhất Trọng rốt cuộc cũng bị nghiền nát triệt để. Tiếp đó, máu tươi phun ra, bàn tay và cổ tay của Vũ Tôn Nhất Trọng này bị chém đứt đôi. A! À, vẻ mặt Vũ Tôn Nhất Trọng không thể tưởng tượng nổi hét thảm một tiếng. Lúc này bàn tay hắn đã bị chặt đứt mang theo máu tươi nhỏ xuống ngọn núi bên dưới. Sao có khả năng, Vũ Vương Lục Trọng sao lại mạnh như vậy? Vũ Tôn Nhị Trọng kia vừa mới phục hồi tinh thần lại thì đã không còn kịp cứu viện, một loạt bất ngờ xảy ra chỉ trong nháy mắt khiến cho hắn khiếp sợ không thể phục hồi tinh thần lại. Phía xa cùng với bên dưới không trung, mọi người vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời của Vũ Tôn Nhất Trọng kia lúc này mới phục hồi tinh thần. Hít! Mọi người không khỏi run lên, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi. Vũ Vương Lục Trọng không ngờ lại đánh cho Vũ Tôn Nhất Trọng bị thương nặng, đây lẽ nào là chỗ kinh khủng của Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Ngũ Hệ sao? Vũ Kỹ Địa Cấp tùy ý đánh ra, trà đạp Vũ Tôn, đây là điều mà Vũ Vương Lục Trọng có thể làm được sao? Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu. Phía xa, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn kinh hãi. Ngay cả Thánh Pháp Thiên Tôn và Thánh Linh Thiên Tôn còn có Viên Tự Thành và Quân Bất Phàm đang giao thủ kinh ngạc, công kích vì vậy mà đình trệ một chút. Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu, loại người chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, lực trùng kính đối với bọn họ quá lớn. Tiểu tử, đả thương ta sao? Để mạng lại. Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời vô cùng chấn động. Chỉ có lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng bị Lục Lâm Thiên chặt tay, sắc mặt vì đau đớn mà trở nên dữ tợn. Chân khí vận chuyển, máu tươi lập tức ngừng chảy. Trong lúc nổi giận, tay trái bỗng nhiên nhấc lên, chân khí thủy hệ phô thiên cái địa bạo phát, chân khí giống như một lốc mang theo linh hồn ba động điên cuồng đánh về phía trước. Siêu! Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc bị dẫn dắt trên không trung hội tụ, không gian chung quanh nứt vỡ. Lúc này Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã thực sự nổi giận, toàn lực đánh ra một kích. Mọi người không khỏi vì Lục Lâm Thiên trên bầu trời mà hít sâu một hơi. Có lẽ Lục Lâm Thiên phải dùng toàn lực mới đánh cho Vũ Tôn Nhất Trọng bị thương nặng, ở đây đều là cường giả bất phàm. Lục Thiếu Du đả thương Vũ Tôn Nhất Trọng là bởi vì có vũ linh khí phi hành, còn do Vũ Tôn Nhất Trọng sơ ý. Thế nhưng cũng chỉ khiến cho Vũ Tôn Nhất Trọng kia bị thương nặng mà thôi. Bây giờ Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã nổi giận dùng toàn lực, Lục Lâm Thiên có thể ứng phó được không? Chỉ sợ không thể chống lại được. Chân khí thủy hệ nồng nặc hội tụ. Không gian run rẩy từng đợt, cuối cùng đột nhiên hình thành một quang cầu nhanh chóng xoay tròn, năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ra. Gợn sóng chung quanh văng tung tóe, tiếng xé gió đinh tai nhức óc dùng tốc độ kinh khủng nặng nề đánh về phía Lục Lâm Thiên. Còn có thể chống đỡ được không? Nhìn lên bầu trời, đệ tử Thánh Linh Giáo lúc này vô cùng khẩn trương, không ngờ lại lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Kích động như vậy làm gì, đây mới chỉ là dạo đầu mà thôi. Cũng không phải là thực sự muốn ghét ngươi. Hiện tại ta mới thực sự ghét ngươi. Ngay khi công kích kinh khủng kia đánh tới, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn ra sát ý nồng nặc. Ta nói rồi, cho dù ngươi là Vũ Tôn, Phạm Thượng cũng ghét không tha. Tiếng quát vừa dứt, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, đôi cánh màu xanh phía sau Lục Lâm Thiên run lên, đột nhiên cánh tay phải vung lên, bàn tay chụp về phía trước. Ầm ầm. Trong tay Lục Lâm Thiên có một đoàn quang mang màu tím. Sau đó hóa thành một đạo sấm sét lớn như cự mãng, trong nháy mắt cả không trung tràn ngập lôi vân. Một tiếng nổ vang vọng, đạo sấm sét to như cánh tay giống như một con rồng từ trên trời đánh xuống. Nơi sấm sét đi qua, không gian vặn vẹo, sau đó nó lập tức đánh vào trên quang cầu của Vũ Tôn Nhất Trọng. Quang mang lóe lên, điện mang lan tràn trên quang cầu to lớn. Quang cầu kia trong lập tức tan nát. Siêu siêu. Sấm sét lần nữa đánh xuống, Vũ Tướng Nhất Trọng kia ngẩng đầu nhìn, con người co rút lại, khi thấy đạo sấm sét màu tím kia hắn có cảm giác tim mình ngừng đập. Đạo sấm sét này đang nhanh chóng đánh vào trên đầu hắn. Không tốt. Cảm nhận năng lượng bên trong đạo sấm sét màu tím,
Cả đám vũ tôn, linh tôn tức thì thầm hô một tiếng không tốt, cỗ năng lượng này khiến cho tim bọn họ đập nhanh hơn vài phần. Phanh! Dưới ánh mắt kinh hãi của vạn chúng phía dưới, đạo sấm sét màu tím như quang trụ đánh thẳng vào trên đầu vũ tôn nhất trọng. Không trung trực tiếp xuất hiện hắc động, bên trong tràn ra quang mang khiến tim người đập nhanh hơn. Phương viên chung quanh tức thì nát bấy, bằng mắt thường có thể thấy được, thân hình vũ tôn nhất trọng ngay khi sấm sét máu tím kia đánh xuống trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Từ trên không trung rơi xuống mặt đất, cơn gió thổi qua, lập tức tan thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội chạy ra. Không gian bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Mà khi cơn lốc này khuếch tán tới một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ tiêu tán trong không trung như chưa từng xuất hiện. Không trung vừa mới hỗn loạn lập tức yên lặng trở lại như lúc ban đầu. Hít! Vô số ánh mắt kinh hãi, tiếng hít sâu xuất hiện. Đây còn là vũ vương lục trọng sao? Một chiêu đánh chết một vũ tôn nhất trọng, thực lực như vậy quá kinh khủng. Ngay từ đầu thanh niên áo xanh này chỉ thử đao mà thôi. Đây mới là lực lượng chân chính của hắn. Lực lượng chân chính có thể đánh chết một vũ tôn nhất trọng. Người phạm thượng ngày hôm nay sẽ bị xử phạt. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua phía dưới, cuối cùng ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo nhìn về phía vũ tôn nhị trọng phía trước. Vũ tôn nhị trọng này nhìn Lục Lâm Thiên, không ngờ vô hình chung lại cảm giác được một cỗ khí tức bất an, tim đập nhanh hơn. Còn có ngươi nữa, dám phạm thượng, hôm nay dù là ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nhìn vũ tôn nhị trọng, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Quanh thân trong nháy mắt có một đám quang mang màu tím bạo phát. Thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím xuất hiện rồi xoay tròn trong lòng bàn tay. Hắn hiểu, nếu muốn hoàn toàn làm những lão gia hỏa này kinh sợ thì đánh chết một vũ tôn nhất trọng còn chưa đủ. Bởi vì nơi này còn có vũ tôn tam trọng, linh tôn tứ trọng, và vũ tôn ngũ trọng. Thực lực những người này so với vũ tôn nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Vì vậy nhất định phải dùng thực lực tuyệt đối làm kinh sợ mới có thể trấn trụ được mọi người. Vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều, vạn nhất lại tiêu hao một lần nữa, đến lúc đó muốn làm đám người này kinh sợ thì sợ rằng chỉ có tâm mà không có lực. Hơn nữa, ra tay lúc này hiệu quả lớn nhất. Lưu quang màu tím lại xuất hiện, toàn bộ không trung bị một cỗ khí tức quỷ dị bao bọc. Hầu như là cùng lúc khi không trung đột nhiên run rẩy, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn trên không trung. Mà khí tức này, mục tiêu chủ yếu của nó chính là vũ tôn nhị trọng kia. Tất cả các cường giả giống như bị thu hút, lập tức nhìn vào lưu quang màu tím trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Vũ tôn nhị trọng bị khí tức khóa chặt kia càng thêm kinh hãi, từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, lưu quang màu tím trong lòng bàn tay ầm ầm xẹt qua không gian phóng lên cao rồi xoay tròn. Trong chớp mắt đột nhiên có tầng tầng lớp lớp lôi vân kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có điện mang lưu chuyển, một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lại truyền đến. Lúc này, mọi người trong phương viên chung quanh đều cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn. Ồ, tử lôi huyền đỉnh của lão gia hỏa huyền thiên yêu tôn sao lại ở trên người tiểu tử này? Phía xa xa, thân ảnh đen kịt kia nhìn chăm chú vào không gian, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây là... không xong, đây là vũ linh khí thiên cấp. Là thần khí, chạy mau. Lúc này Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng là người thứ nhất nhận ra đây là thần khí, sắc mặt hoảng sợ tới cực hạn. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên liên tục được kết, chân khí bàng bạc mênh mông như biển từ trong người giống như hồng thủy trút vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Lưu quang màu tím trên bầu trời nhanh chóng bành trướng tới vài trăm thước. Bí văn không ngừng lan tràn khiến cho thiên địa run rẩy. Nếu muốn làm cho người khác kinh sợ, Lục Lâm Thiên biết, bản thân hắn cũng chỉ có thể thi triển tử lôi huyền đỉnh một lần nữa. Bất luận kẻ nào không tuân giáo quy đều phải trả giá đắt. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, tử lôi huyền đỉnh trong nháy mắt chụp xuống hư không. Đại đỉnh xoay tròn, không gian vặn vẹo, miệng đỉnh giống như hắc động, lôi vân màu tím chung quanh cuồn cuộn không ngớt. Từng đạo sấm sét mang theo khí tức khiến cho người ta ngạt thở tràn ra. Toàn bộ bầu trời lúc này giống như là đêm tối trước bình minh vậy. Không tốt. Chạy, nhanh tách ra. Giờ phút này mọi người ở phía dưới đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Dưới lôi uy kinh người này linh hồn bọn họ đều run rẩy, vũ tôn nhị trọng kia cũng nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Ầm ầm, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, lôi vân màu tím cuồn cuộn, trong giây lát có từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân.
vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian văng tung tóe. Siêu siêu! Vũ tôn nhị trọng này muốn chạy trốn thế nhưng đã muộn. Dưới vô số đạo sấm sét đánh xuống, cả không gian tràn ngập thanh âm bạo liệt, sắc bén. Nơi sấm sét đi qua không gian ầm ầm văng tung tóe mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp bao vây vũ tôn nhị trọng này. Thổ cương thuẫn! Vũ tôn nhị trọng kia thối lui. Thế nhưng lại có một cỗ năng lượng vô hình tràn ngập không gian khiến cho hắn vô cùng khó có thể thoát thân được. Không gian hoàn toàn bị đọng lại, căn bản khó có thể thoát ra được. Một cỗ quang mang bàng bạc hiện lên, năng lượng hệ thổ từ trong không gian lôi điện tràn ra rồi lập tức bao phủ quanh thân thể. Cỗ năng lượng hệ thổ này tràn ra, năng lượng bàng bạc không ngờ lại có thể ngăn cách với không gian lôi điện. Thực lực của vũ tôn nhị trọng tuyệt đối cường hãn. Ầm ầm, lôi vân màu tím cuồn cuộn. Lôi điện màu tím ầm ầm đánh vỡ không gian phóng xuống. Hơn 10 đạo sấm sét đồng thời rơi vào trên cương thuẫn thổ hệ của vũ tôn nhị trọng này. Nhưng không ngờ ba đạo sấm sét đầu tiên lại bị thổ cương thuẫn của vũ vương nhị trọng này ngăn cản. Thế nhưng dưới những đạo sấm sét còn lại, thổ cương thuẫn dần dần ảm đạm, vẫn cố gắng chống lại. Chạy mau, nhanh. Nhanh xuất thủ ngăn hắn lại, nhanh. Dưới lôi uy kinh người này, tất cả đệ tử thánh linh giáo hoảng hốt. Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn không có thời gian nhúng tay vào. Chỉ có thể vội vàng nhanh chóng đánh ra một vòng quang cháo, bao phủ không gian phía dưới, đem các đệ tử bảo vệ bên trong. Ầm ầm, dư ba lôi điện ầm ầm đánh xuống khiến cho không gian như cuộn sóng. Lôi điện từ một phân thành ba, hung hăng khuếch tán ra chung quanh. Khí thế hủy thiên diệt địa như vậy ngoại trừ tứ đại thiên tôn ra, những vũ tôn. Linh tôn khác cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Siêu siêu. Trong lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời lần nữa có từng đạo sấm sét màu tím đánh ra. Mỗi một đạo sấm sét như quang trụ từ trong lôi vân lao ra. Không gian chung quanh bị xé rách, sấm sét mang theo âm hưởng khiến tim đập nhanh hung hăng bổ vào trên thổ cương thuẫn của vũ tôn nhị trọng kia. Ầm ầm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, cương thuẫn của vũ tôn nhị trọng lần nữa bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Lôi điện màu tím trong nháy mắt lan tràn trên cương thuẫn. Cương thuẫn nứt nẻ, trên bề mặt xuất hiện vô số cái khe. Sắc mặt vũ tôn nhị trọng kia đại biến, thủ ấn biến hóa, chân khí phô thiên cái địa trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tuôn vào cương cháo, dẫn dắt năng lượng thuộc tính thổ minh mông trong thiên địa. Cương thuẫn vừa mới nứt nẻ từ từ khôi phục, lại lần nữa chặn được công kích của sấm sét. Nhìn thấy tất cả chuyện này sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Hắn thôi động tử lôi huyền đỉnh đã sớm có uy lực đánh chết vũ tôn nhất trọng. Khi trước đánh chết hỉ vô thường kia thực lực của hắn còn chưa tới vũ vương lục trọng như bây giờ. Thế nhưng hiện tại, dùng tu vi vũ vương lục trọng thôi động tử lôi huyền đỉnh đối phó với vũ tôn nhị trọng này. Đối phương chỉ là vũ tôn nhị trọng lại có thể liên tiếp chống lại. Bởi vậy có thể thấy được tới cấp bậc vũ tôn, mỗi một trọng đều mạnh hơn rất nhiều. Vũ tôn nhất trọng so với vũ tôn nhị trọng mà nói. Thực lực thua kém cực lớn. Phá! Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, chân khí bàng bạc mênh mông như đại dương trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn từ trong kinh mạch tràn ra. Trong tử lôi huyền đỉnh có một đạo sấm sét lớn như cánh tay trẻ con giống như một con rồng đang giận dữ rít gào. Đạo sấm sét này mang theo thanh âm trầm thấp ầm ầm đánh về phía vũ tôn nhị trọng này. Nơi đạo sấm sét to như cánh tay trẻ con này đi qua, không gian xung quanh liên tục xuất hiện cái khe nứt to tướng đáng sợ vô cùng. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng với co rút của vũ tôn nhị trọng, đạo sấm sét này trực tiếp đánh vào thổ cương thuẫn của hắn. Lôi điện màu tím lập tức tràn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Phanh phanh, lúc này cương thuẫn đã không thể chống đỡ được nữa. Cương thuẫn xuất hiện những vết nứt nẻ, rồi trong nháy mắt vỡ nát bắn ra quang mang sáng chói. Lực lượng ngập trời khuếch tán. Toàn bộ không gian nổ tung. Từng cái khe liên hiện ra trong không gian rồi lan khắp cả bầu trời. Bên trong từng cái khe không gian giống như thực chất kia tràn ra quang mang đen kịt vô cùng đáng sợ. Khục khục. Cương thuẫn nổ tung, một đạo sấm sét bàng bạc màu tím chút xuống trên người vũ tôn nhị trọng. Vũ tôn nhị trọng này lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Thu. Đồng thời thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, từ lôi huyền đỉnh phủ xuống. Trực tiếp thu vũ tôn nhị trọng kia vào trong tử lôi huyền đỉnh. Trong không gian của tử lôi huyền đỉnh, vũ tôn nhị trọng kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chung quanh.
thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước người hắn. Không ngờ ngươi lại có thần khí. Vũ Tôn nhị trọng suy yếu, dường như đã bị thương vô cùng nặng. Ngươi biết thì đã chậm rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, không gian quanh thân Vũ Tôn nhị trọng tức thì ngưng động lại. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên có thể nắm giữ tất cả, trong nháy mắt đem cấm chế đánh vào trên người Vũ Tôn nhị trọng này. Trong bầu trời, khi tất cả gần như khôi phục lại như cũ. Trong lúc mọi người suy đoán thân ảnh mang khải giáp và Tôn lão hộ giáo đi đâu thì thân ảnh Lục Lâm Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Tử Lôi Huyền Đỉnh được thu hồi trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời trong tay mang theo hai tôn giả nhị trọng. Hít. Mọi người hít sâu một hơi, vô số đệ tử Thánh Linh giáo thầm nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình. Ánh mắt kinh hãi nhìn đôi cánh màu xanh trên lưng một nam tử mặc khải giáp màu vàng. Đánh chết Vũ Tôn nhất trọng, bắt giữ Vũ Tôn nhị trọng. Trực tiếp đánh chết đại trưởng lão, hai tôn lão hộ giáo một chết một bị bắt. Thực lực như vậy quả thực còn là Vũ Vương lục trọng sao? Lẽ nào Linh Vũ song tu trong truyền thuyết lại kinh khủng như vậy? Hít! Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn thu hồi quang tráo, cùng với tất cả Linh Tôn, Vũ Tôn còn lại dùng ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cho dù là Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, còn có Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm cũng không phải là ngoại lệ. Thực lực của giáo chủ Hoàn To Ân khiến cho bọn họ kinh hãi. Buổi tối ngày hôm trước bọn họ cũng thật không ngờ giáo chủ lại là Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, lại còn có nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy. Đây là kết cục của kẻ dám phạm thượng, dám không để mắt tới giáo quy, to gan không tuân theo thánh linh sắc lệnh. Còn có ai dám không tuân theo môn quy, bước ra cho ta. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, ánh mắt quét qua mọi người. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ uy nghiêm, loại uy nghiêm này chính là khí tức của người đứng trên. Đây là cỗ khí tức mà Lục Lâm Thiên đã tích lũy từ khi lắm quyền ở Phi Linh Môn. Người không có địa vị cực cao tuyệt đối không thể có được loại khí tức này. Tiết Linh Phượng, Nguyễn Thượng Hành, Tàng Thiên Báo, thực lực của giáo chủ các ngươi cũng đã thấy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hoài nghi sao? Lẽ nào các ngươi thực sự muốn làm phản? Đừng quên di ngôn của đệ nhị đại thiên tôn. Thân là thiên tôn, ai dám làm phản tự nhiên sẽ có người tới trừng phạt các ngươi. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên tiến lên nhìn Tam Đại Thiên Tôn nói. Tam Đại Thiên Tôn nhìn nhau, người thanh niên tự xưng là giáo chủ này, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Lại còn có di ngôn của đệ nhị Đại Thiên Tôn, khi bọn họ tiếp nhận chức vụ Thiên Tôn đời thứ ba đã nghe cảnh cáo qua. Ai dám làm phản thì sẽ tự có người trừng phạt. Thiên Tôn đời thứ hai đã cố ý nói cho bọn họ biết, đây tuyệt đối không chỉ hù dọa suông. Vì vậy mấy nghìn năm qua, bọn họ cho dù mơ ước chức vị giáo chủ thế nhưng cũng không dám phản giáo. Chính là bởi vì lời cảnh cáo của Đại Thiên Tôn đời thứ hai cho nên khiến cho trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, loại cố kỵ này càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này Thánh Linh Thiên Tôn lần nữa đề cập tới khiến cho trong lòng ba người run lên. Thánh Pháp Bộ, Thánh Thú Bộ, Thánh Vũ Bộ, đệ tử Tam Bộ còn không thuần phục sao? Quân Bất Phàm tiến lên. Thanh âm mang theo linh lực quanh quẩn ở phía dưới khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Trong đoàn người có hơn vạn người gây rối thế nhưng không một người nào của Tam Bộ dám phản giáo. Lúc này giáo chủ xuất hiện, chứng kiến thực lực kinh khủng của giáo chủ, trong lòng mọi người đã bị kinh sợ. Các đệ tử nhìn nhau, lúc này chỉ cần có một người thần phục thì sẽ kéo theo những người còn lại thuần phục. Tôn lão hộ giáo Tam Bộ, các người cần phải hiểu rõ, các người thực sự muốn phản giáo sao? Quân Bất Phàm nhìn về phía các tôn lão hộ giáo còn lại. Đám tôn lão hộ giáo của Tam Bộ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tam Đại Thiên Tôn, không hề nghi ngờ, bọn họ đã bị Lục Lâm Thiên làm cho kinh sợ. Ánh mắt Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành trầm xuống rồi khẽ thở dài, dường như đang muốn nói gì đó thì Thánh Thú Thiên Tôn tiến lên, quát lên một tiếng. Hừ, cho dù ngươi có thực lực bất phàm thì cũng khó có thể chứng minh ngươi là đệ tử của lão giáo chủ. Càng khó có thể chứng minh là lão giáo chủ truyền ngôi cho ngươi. Việc này còn cần điều tra. Chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng, nếu như là sự thực đương nhiên chúng ta sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ. Hiện tại còn chưa phải lúc. Thánh Thú Thiên Tôn lên tiếp, đám người gây rối trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo. Vũ Tắc Thiên, Thánh Linh Thiên Tôn vốn định thuần phục, ánh mắt biến đổi cũng thu lời nói của mình lại. Thánh Thú Thiên Tôn, ý của ngươi là...
Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, một cỗ hàn ý bắn ra. Trước tiên giao ra thánh linh sắc lệnh, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ. Thánh thú thiên tôn Tàng Thiên Báo nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt, một cỗ khí tức quỷ dị tức thì tràn ra. Ta lấy thân phận giáo chủ thánh linh giáo tuyên bố phế bỏ chức vị thiên tôn thánh thú bộ của Tàng Thiên Báo. Từ giờ trở đi Tàng Thiên Báo không còn là thiên tôn của thánh thú bộ nữa. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy các đệ tử biến sắc, ngay cả thánh linh thiên tôn, thánh pháp thiên tôn, thánh vũ thiên tôn cũng không ngoại lệ. Ba người biến sắc, phế bỏ chức vị thánh thú thiên tôn của Tàng Thiên Báo, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bốn tôn lão hộ giáo của thánh thú bộ mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó lại lập tức nhìn về phía Tàng Thiên Báo. Tiểu tử, người biết người đang nói gì không? Tàng Thiên Báo nhìn Lục Lâm Thiên, khóe mắt run rẩy, trầm giọng hỏi. Từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là thiên tôn của thánh thú bộ nữa, ngươi không nghe rõ sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt đối chọi gay gắt không có chút khoan nhượng. Ha ha ha! Nghe Lục Lâm Thiên nói, Tàng Thiên Báo không giận mà cười lớn. Trong nụ cười tràn ngập sự lạnh lẽo, hắn nói. Tiểu tử, ai đã thừa nhận ngươi là giáo chủ? Đệ tử thánh thú bộ nghe lệnh, bắt tên cuồng đồ này. Tàng Thiên Báo đã không phải là thiên tôn của thánh thú bộ, ai dám phạm thượng ghét không tha. Tiếng quát Lục Lâm Thiên vang lên, sát khí ngập trời bao phủ không trung. Hai ngư một ời nói xong. Mấy nghìn đệ tử thánh thú bộ phía dưới nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Tàng Thiên Báo do dự không quyết. Tàng Thiên Báo chính là thiên tôn thánh thú bộ đã lâu, uy quyền vẫn còn. Mà vị giáo chủ mới tới này tuy rằng các đệ tử còn chưa gặp mặt. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều có chút phán đoán, thêm nữa vừa rồi lại bị Lục Lâm Thiên làm cho kinh sợ. Bản thân hắn lại có thánh linh sắc lệnh cho nên đã tin Lục Thiếu Du hơn phân nửa. Vì vậy đệ tử thánh thú bộ lúc này không biết nên nghe lời ai. Cả đám nhìn nhau do dự không quyết. Bốn người các ngươi, nhanh bắt tiểu tử kia cho ta. Nhìn thấy đệ tử thánh thú bộ phía dưới không có phản ứng, ánh mắt Tàng Thiên Báo trầm xuống nhìn về phía bốn tôn lão hộ giáo. Bốn linh tôn nhìn nhau, lúc này cũng không biết lựa chọn như thế nào. Bốn người các ngươi cần phải hiểu rõ, tội phạm thượng không thể tha. Tàng Thiên Báo đã không phải là thiên tôn của thánh thú bộ, lẽ nào các ngươi muốn phản giáo sao? Ánh mắt Tập Hạo Nhiên đảo qua đám người, nhìn kỹ về phía bốn linh tôn kia. Ánh mắt bốn linh tôn biến ảo, dường như đã có quyết định. Trong bốn người, một linh tôn tam trọng run rẩy ngẩng đầu lên nói. Việc này bốn người bọn ta không nhúng tay vào, đến lúc đó tình nguyện bị phạt. Người này nói xong bốn người gật đầu, thân ảnh lui về phía sau hơn nghìn thước. Ở giữa hai sự lựa chọn bốn người lựa chọn không nhúng tay vào chuyện này. Bốn tôn lão hộ giáo lựa chọn như vậy bởi vì bọn họ thực sự không còn cách nào, đây cũng là cách duy nhất và bất đắc dĩ nhất. Hừ, nhìn bốn tôn lão hộ giáo lúc này không ngờ lại không giúp bên nào, khuôn mặt Tàng Thiên Báo tức thì có chút xấu xí. Hiển nhiên hắn đã bị không ít đả kích. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bốn tôn giáo hộ giáo lựa chọn lui lại phía sau, sợ rằng trong lòng hơn phân nửa đã không dám hoài nghi thân phận giáo chủ của hắn. Bởi vì Tàng Thiên Báo này ngồi ở chức vị thiên tôn đã rất lâu rồi, bọn họ cũng không dám phản kháng, trong lòng cũng còn có chút hoài nghi với hắn cho nên mới lựa chọn không giúp bên nào. Xem ra người duy nhất muốn đối phó với hắn hiện tại chính là Tàng Thiên Báo. Không biết Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành và Thánh Linh Thiên Tôn Tiết Linh Phượng sẽ lựa chọn ra sao? Nếu như hai người này động thủ thì quả thực rất nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên suy đoán. Mấy tôn lão hộ giáo của thánh thú bộ lui về phía sau hẳn sẽ khiến cho Nguyễn Thượng Hành và Tiết Linh Phượng cân nhắc. Hai vị thiên tôn, các người lựa chọn thế nào? Chúng ta đâu có ít, vây khốn thánh linh bộ lấy thánh linh lệnh rồi mở ra mật thất. Hiện tại có thánh linh sắc lệnh, càng có thể mở ra mật thất. Tàng Thiên Báo quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía hai người thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành và thánh linh thiên tôn Tiết Linh Phượng. Nguyễn Thượng Hành chắp tay đứng trên không. Ánh mắt nhìn về phía Tiết Linh Phượng. Đầu khôi lỗi cấp 8 mang theo uy thế kinh khủng bên người Tiết Linh Phượng kia, mái tóc trên khuôn mặt già nua có chút rối loạn. Dường như trong lúc giao thủ với Tập Hạo Nhiên, dù có thêm khôi lỗi cấp 8 sơ giai nhưng vẫn khiến cho nàng nếm chút vị đắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn dám người phía dưới. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành run lên nói.
Tàng Thiên báo, trước tiên ngươi cứ thử xem giáo chủ này là thực hay giả. Việc này chưa biết thật giả, Thánh Vũ Bộ ta không nhúng tay vào. Thánh Pháp Bộ ta cũng không nhúng tay vào. Ánh mắt Tiết Linh Phượng không chút biến hóa, cũng quyết định không nhúng tay vào chuyện này. Đám người phía dưới đã có chút rối loạn, hơn nữa lựa chọn của bốn tôn lão hộ giáo Thánh Thú Bộ khiến cho Tiết Linh Phượng và Nguyễn Thượng Hành phải thận trọng hơn trong lựa chọn của mình. Nghe hai người lựa chọn như vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm thở ra một hơi. Chỉ còn lại một mình Tàng Thiên Báo thì dễ đối phó hơn. Chỉ một mình Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cũng đủ để đối phó rồi. Lẽ nào? Lúc này Lục Lâm Thiên lập tức có chút cảnh giác. Dựa theo lời sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, thực lực Thánh Thú Bộ dường như không chỉ có thế, lẽ nào? Tốt, tốt, cả đám đều muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Tàng Thiên Báo nhìn Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng, ánh mắt run lên, hàn ý càng đậm. Tàng Thiên Báo, ngươi cũng thấy rồi đó. Hiện tại chỉ còn một mình ngươi, hà tất phải làm như vậy? Ta tin nếu như ngươi nhận sai với giáo chủ sẽ tha cho ngươi. Tập Hạo Nhiên nhìn về phía Tàng Thiên Báo rồi nói. Ha 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 ha. Tàng Thiên Báo cười ha ha nói. Nhận sai với giáo chủ sao? Ta còn chưa thừa nhận hắn là giáo chủ. Ngươi cho rằng ngày hôm nay các ngươi có thể làm gì được ta sao? Các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Nói xong ánh mắt sắc bén của Tàng Thiên Báo đảo qua chung quanh, thủ ấn trong tay được kết. Đột nhiên một khối lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Lệnh bài này so với bách thú lệnh của bách thú cốc cũng không kém là bao, hầu như giống với thánh linh sắc lệnh, chỉ là khí tức bên trên kém hơn một chút. Thánh thú lệnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thánh thú lệnh của Thánh Thú Bộ vẫn còn đang ở trên người Tàng Thiên Báo này. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Tàng Thiên Báo cầm thánh thú lệnh trong tay, linh lực rót vào bên trong. Trong thánh thú lệnh tức thì có huyết quang tràn ra. Ngao. Một tiếng thú minh giống như rồng ngâm. Hổ gầm từ trong thánh thú lệnh mơ hồ truyền ra. Đột nhiên một đạo huyết hồn ấn giống rồng mà không phải là rồng, giống hổ mà không phải là hổ mang theo tiếng thú minh ầm ầm phóng lên cao, đánh văng gợn sóng trong không gian. So với bách thú lệnh còn mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên thở dài, thánh thú lệnh này so với bách thú lệnh mà nói mạnh hơn không ít. Đạo huyết hồn ấn này phóng lên cao giống như chòm sao thương long trên trời khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Nhìn bầu trời, ánh mắt hơn vạn người phía dưới sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ phía hậu sơn vang lên. Đồng thời bầu trời và mặt đất tức thì lắc lư. Dưới mấy những ngọn núi cao vót trong mây, tầm nhìn bị cản trở. Thế nhưng điều này cũng không duy trì được bao lâu. Trong không trung từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt có vô số yêu thú lăng không mà tới. Có khi là yêu thú lục giai, ngũ giai, còn có yêu thú phi hành đang vỗ cánh bay tới. Yêu thú đông nghịt kéo tới giống như một đám mây bảy màu tràn tới. Trong đám này còn có linh thú. Đám yêu thú phi hành, linh thú xuất hiện, núi non chung quanh rung động. Mặt đất lay động, một khắc sau từ sau những ngọn núi bốn phía có ngàn vạn yêu thú, linh thú chạy ra. Chi chi, giống giống, ô ô, từng đầu yêu thú, linh thú khổng lồ rít gào. Thanh âm hội tụ ly ai một chỗ giống như sấm sét vang vọng chấn nhiếp nhân tâm. Yêu thú. Linh thú ngũ giai, tứ giai, còn có tam giai, thậm chí ngay cả yêu thú, linh thú nhị giai và nhất giai đều có. Ngàn vạn yêu thú, linh thú khổng lồ xuất hiện, cảnh tượng đồ sộ bực này quả thực hiếm thấy. Trên những ngọn núi phía dưới, yêu thú, linh thú khổng lồ đông nghịt giống như con kiến bao phủ đỉnh núi, và vẫn còn đang ùn ùn chạy lên. Nhìn thấy cảnh này tất cả đệ tử Thánh Linh giáo đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía không trung. Nhìn tất cả chuyện này. Tất cả đệ tử ngây dại. Tứ Dực Linh Yến, Đại Địa Khiếu Lang, Liệt Hỏa Yêu Hùng, Phong Linh Yêu Hổ. Vạn thú xuất hiện, loại uy thế này không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn lúc này đã bắt đầu có chút biến hóa. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ trong chốc lát trong bầu trời đã có hơn 1.000 yêu thú phi hành bay tới, vô cùng trật tự đứng phía sau Tàng Thiên Báo. Hơn 1.000 đầu yêu thú, linh thú đông nghịt trên bầu trời giống như một đám mây đen che phủ thiên địa. Làm cho bầu trời xung quanh tối lại. Trên vạn yêu thú, linh thú bao phủ núi non bốn phía. Trong không gian chung quanh chỉ thấy toàn là đại quân yêu thú bao phủ khắp mặt đất, cực kỳ đồ sộ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt biến ảo. Nhìn gần 1.500 đầu yêu thú, linh thú trên bầu trời.
sợ rằng có hơn 1.000 đầu là yêu thú phi hành các giai. Mà gần 500 còn lại đều là yêu thú, linh thú đạt tới lục giai. Trong đó còn có thất giai hậu kỳ đỉnh phong chỉ ít có 5 đầu. Đây là thực lực của thánh thú bộ sao. Tâm cảnh của Lục Lâm Thiên vững chắc thế nhưng lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Thực lực của thánh thú bộ tuyệt đối kinh khủng, ánh mắt hắn khẽ đảo qua. Lúc này bên trong đám yêu thú, linh thú này không có yêu thú bát giai tồn tại. Yêu thú, linh thú càng lên cao đột phá càng khó. Huống chi không phải mỗi một đầu yêu thú, linh thú đều có thể đột phá tới bát giai. Giống như thiên phú của vũ giả, linh giả là có hạn. Trong yêu thú cũng có huyết mạch cao thấp. Ha ha, muốn đối phó với ta các ngươi còn chưa đủ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà có tư cách ngồi lên chức vị giáo chủ sao? Nhìn đại quân yêu thú của mình, Tàng Thiên Báo cười lớn. Thực lực của thánh thú bộ luôn là bộ mạnh nhất trong 4 bộ. Một đám yêu thú, linh thú tạo giao huyết mạch thấp thì tính cái rắm gì? Nhìn đám yêu thú, linh thú đông nghịt này. Trong lúc mọi người kinh hãi chỉ có Tiểu Long lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, hoàn toàn không đặt đám yêu thú này vào trong mắt. Thiên sĩ tuyết sư, Như Hoa cũng chỉ nhìn một cái rồi lập tức không đặt vào trong lòng. Trong yêu thú và linh thú, huyết mạch mới là tồn tại cao quý nhất. Huyết mạch quyết định tu vi, thực lực, đẳng cấp tương lai. Cảm nhận huyết mạch của đám yêu thú, linh thú này, huyết mạch của thiên sĩ tuyết sư và Như Hoa tuy rằng không bằng Tiểu Long. Thế nhưng thiên sĩ tuyết sư chính là vương giả trong đám yêu thú phi hành. Trên người Như Hoa lại có huyết mạch của long tộc cho nên lúc này hai người không đặt đám yêu thú, linh thú này vào trong mắt. Tàng Thiên Báo, người muốn làm gì? Nhìn đám yêu thú kinh khủng chung quanh, ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên trầm xuống. Đây chính là con bài chưa lật của Thánh Thú Bộ, nếu như hợp lại, mặc kệ kết quả sau này ra sao. Đối với Thánh Linh Giáo mà nói, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, ta muốn làm gì sao? Ta chỉ muốn thử xem thực lực của giáo chủ mà thôi. Ánh mắt Tàng Thiên Báo trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trên người Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, mau giao ra Thánh Linh sắc lệnh, chờ sau khi ta tra rõ thật hư sẽ cho ngươi một công đạo. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn hắn, lời nói thật là dễ nghe a. Sợ rằng mục đích của Tàng Thiên Báo này chính là Thánh Linh sắc lệnh, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống nói. Lẽ nào chỉ dựa vào đám yêu thú, linh thú này của ngươi sao? Sợ rằng còn chưa đủ. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tàng Thiên Báo lạnh lùng quát lên một tiếng, nói. Chúng thú nghe lệnh, người không phục ghét không tha. Ô ô, growl. Hơn 1.000 yêu thú, linh thú trên bầu trời giống lên. Khí thế kinh người tràn ra. Gần 100 đầu yêu thú, linh thú đứng gần Tàng Thiên Báo càng thêm kinh khủng. Bởi vì đám yêu thú, linh thú này đều đạt tới thất giai. Trong mắt cả đám tỏa ra hung quang, miệng rít gào dữ tợn. Quanh thân tràn ngập lân phiến, gợn sóng chung quanh đôi cánh rung động. Còn có yêu thú cự mãng xoay quanh trong không trung, thân thể cuồn cuộn giống như cự long khiến cho không gian run rẩy, khí thế kinh người. Siêu siêu, khí thế hung hãn của chúng thú bạo phát, phía Thánh Linh Bộ, trong lòng chúng đệ tử trầm xuống, nếu như hợp lại hậu quả khó mà nói được. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không ngờ trong lúc vô hình đã coi Lục Lâm Thiên là giáo chủ. Đây là ánh mắt hỏi ý, liên tiếp nhìn thấy thực lực của giáo chủ. Ngay từ đầu tuy rằng bọn họ thần phục, thế nhưng nghiêm túc mà nói, bọn họ chỉ thuần phục với Thánh Linh sắc lệnh, thần phục với giáo quy mà thôi. Mà lúc này liên tiếp nhìn thấy thực lực của giáo chủ, từ sâu trong nội tâm mấy người đã bắt đầu tiếp nhận, thuần phục vị giáo chủ này. Tuy rằng đều là hai chữ thuần phục, thế nhưng hai chữ thuần phục hiện tại lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Lục Lâm Thiên cảm nhận ánh mắt của ba người, khóe miệng mang theo nụ cười giống như bản thân đã sớm dự liệu chuyện này từ trước. So yêu thú, linh thú sao? Lục Lâm Thiên nhìn đám yêu thú, linh thú đang hung hăng rít gào, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nói. Tiểu Long, đám yêu thú, linh thú này giao cho đệ. Hắc hắc. Chuyện nhỏ. Tiểu Long vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, khóe miệng nở nụ cười hắc hắc nói. Rốt cuộc cũng tới phiên đệ xuất hiện. Thân thể Tiểu Long nhảy lên, lập tức đứng ở bên người lão đại, quay đầu nói với thiên sĩ tuyết sư và Như Hoa. Cùng nhau lên đi, lột ra đám nhiệt xúc này. Vâng. Ánh mắt Như Hoa run lên, thân thể tức thì nhảy lên phía trước,
quang mang quanh thân chợt lóe. Trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn giống như trâu giống. Thanh âm quanh quẩn trời cao. U u ồm. Tiếng rít gào này vang vọng thiên địa, thân hình như hoa bỗng nhiên hóa thành một đạo quang trụ phóng lên cao. Toàn bộ không gian lắc lư, đồng thời một đầu quái vật lớn xuất hiện trên bầu trời. Bản thể của như hoa vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ rực, giống như hai cái động màu đỏ. Gợn sóng trong không gian quanh thân không ngừng đi tới đi lui. Nhìn đầu quái vật lớn đang xoay quanh không trung, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Từ thân hình khổng lồ này tràn ra một cỗ uy áp bàng bạc khổng lồ, khiến cho toàn bộ không trung lúc này run rẩy. Bản thể của Như Hoa chính là quỳ long chính là một loại yêu thú gần với rồng nhất. Tuy rằng không phải rồng chân chính thế nhưng cũng được coi là một bàng chi. Nếu như tới cửu giai thì còn có thể trở thành rồng chân chính. Mà huyết mạch của quỳ long không cần phải nói nhiều. Giống. Đồng thời thiên sĩ tuyết sư rít lên một tiếng, cả người giống như bị tuyết trắng bao phủ, lông mao kéo dài tới vai và ngực. Cái miệng lớn giống như bồn máu rít gào một tiếng thật dài, hàn quang trên răng nanh không ngừng lóe lên, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đôi cánh trắng toát giống như trong suốt đánh văng gợn sóng trong không gian, làm lộ ra khí tức của một vương giả trong bầu trời. Đây tuyệt đối là tồn tại vương giả trong vạn thú. Nếu tính huyết mạch thì so với quỳ long như hoa còn cao hơn. Trừ phi quỳ long như hoa đạt tới cửu giai. Khí tức của hai đầu yêu thú có huyết mạch cao này thả ra tức thì tràn ngập không trung. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này vạn thú phía dưới bị ảnh hưởng tức thì sao động bất an. Những yêu thú có huyết mạch và tu vi không đủ trực tiếp run rẩy. U u ồm. Giống. Quỳ long như hoa, thiên sĩ tuyết sư không ngừng tản ra uy áp. Cỗ uy áp trên người nhị thú khiến cho mọi người phía dưới kinh ngạc. Tiếp theo. Hầu như là đồng thời tiểu long hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên cao. Thân ảnh rơi vào giữa thiên sĩ tuyết sư và quỳ long như hoa. Quang mang trên người nó lóe lên, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Ngũ trảo giống như thạch trụ, lân phiến trên người tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Gợn sóng trong không gian quanh thân trực tiếp động lại. Trên lưng có một lớp quy sắc bao phủ, bí văn quanh quẩn. Uy thế trên người mạnh tới cực hạn. Trong nháy mắt nhìn thấy thân thể to lớn của tiểu long, uy năng trên người khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo. Cảm nhận uy thế kinh người chân động nhân tâm kia, bên trong giường như có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động. Trời a! Hơn vạn người phía dưới trợn mắt líu lưỡi, kinh hãi run rẩy. Uy áp thật mạnh mẽ. Trong chớp mắt, sắc mặt đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Tàng Thiên Báo, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm cũng kinh hãi không kém. Cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bản thể của tiểu long. Đối với khí tức trên người tiểu long ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ khí tức áp chế. Long trảo, huyền vũ thần xác, lẽ nào? Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Tàng Thiên Bảo, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm cùng chúng cường giả Vũ Tôn, Linh Tôn đều là đám người thành tinh, đối với một ít chuyện cũng đã từng nghe nói qua. Lúc này nhìn thấy bản thể của tiểu long đồng thời cảm nhận khí tức trên người nó, hơn phân nửa đã biết thân phận của tiểu long. Yêu hoàng khí. Linh hoàng khí. Tại sao có thể như vậy? Thanh long linh hoàng tộc, huyền vũ yêu hoàng tộc. Thánh thú thiên tôn càng thêm hiểu rõ đối với linh thú, yêu thú cho nên lúc này càng thêm kinh ngạc. Mà vạn thú phía dưới lúc này mặc kệ là yêu thú hay linh thú bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người tiểu long, cả đám lập tức kinh hãi. Ngao. Hóa thành bản thể, con mắt thứ ba của tiểu long bỗng nhiên mở ra. Nó rít lên một tiếng rồi ngẩng đầu, tiếng rít gào này giống như long ngâm, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Tiếng long ngâm này vô cùng trầm thấp, thế nhưng chỉ trong chốc lát này, linh hồn của tất cả cường giả chung quanh đều run rẩy kịch liệt. Lúc này trên người tiểu long ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này phát ra từ linh hồn, lại phát ra từ huyết mạch. Khiến cho sâu trong linh hồn của bọn họ không thể phản kháng và chống đỡ. Trên không trung và mặt đất, máu trong cơ thể vạn thú giờ phút này bắt đầu sôi trào. Mặc kệ là yêu thú, linh thú có đẳng cấp ra sao. Ngay cả yêu thú, linh thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Dưới cảm giác máu huyết trong cơ thể sôi trào này, tất cả yêu thú, linh thú bắt đầu run rẩy, vạn thú lập tức phủ phục trên mặt đất. Bái kiến linh hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Từng tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong không gian cuối cùng truyền đi rất xa.
khắp không gian tức thì vang lên vô số tiếng rít gào. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến linh hoàng, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng yêu thú, linh thú rít gào. Trong thanh âm hiện lên vẻ cung kính, thuần phục phát ra từ trong nội tâm. Trong các ngọn núi, tất cả yêu thú phủ phục trên mặt đất. Dưới cỗ uy áp vô hình trong thiên địa khiến cho toàn bộ yêu thú run rẩy. Tất cả cường giả trong thánh linh giáo nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi, sợ hãi than. Yêu thú quỷ dị này sợ rằng có địa vị vô cùng lớn. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên âm thầm kinh ngạc, hắn vẫn luôn chú ý tới đầu yêu thú quỷ dị bên người giáo chủ, thế nhưng không ngờ nó lại có địa vị cao như vậy. Ánh mắt thánh pháp thiên tôn, thánh vũ thiên tôn lúc này không ngừng biến đổi. Địa vị của yêu thú này đương nhiên không thể gạt được bọn họ. Dù sao bọn họ cũng đã từng nghe nói qua mấy đại hoàng tộc kinh khủng kia. Ngao, thân hình tiểu long ở giữa thiên sĩ tuyết sư và tiểu long, uy áp từ trong cơ thể tràn ra liên tục. Toàn bộ không trung lúc này dường như đều run rẩy. Trong lúc thân hình cuồn cuộn, trên không trung lập tức gió nổi mây phun, dường như sắp vỡ nát. Một đám nhiệt xúc tạp giao, bổn hoàng ở đây còn không tới phiên các ngươi dương oai. Tiểu long rít gào quát lên một tiếng. Dưới thanh âm kia vạn thú run rẩy, thần phục không dám nhúc nhích. Còn không cút cho ta, nếu như không cút thì bổn hoàng sẽ lột ra, hủy xương cốt các ngươi. Cái miệng dữ tợn của tiểu long mở ra, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo cùng với kiêu ngạo vô hạn nói. Grau grau, giống giống, vạn thú rít gào chạy đi, không dám dừng lại. Thánh thú lệnh, chúng thú nghe lệnh. Ánh mắt tàng thiên báo kinh hãi, thánh thú lệnh trong tay lần nữa đánh ra. Một đạo huyết hồn ấn trong thánh thú lệnh bắn ra. Ngao. Dưới tiếng thú minh giống như rồng ngâm hổ gầm này một cỗ uy áp ngập trời từ bên trong huyết hồn ấn tràn ra. Thánh thú lệnh khiến cho vạn thú vô hình trung bị hai cỗ khí tức áp chế. Ngươi đã không phải thiên tôn của thánh thú bộ, thánh thú lệnh cũng nên thu hồi rồi. Cùng lúc đó huyễn ảnh thanh vũ rung động, thân ảnh lục lâm thiên phóng lên cao, trên thánh linh sắc lệnh có một đạo quang trụ bàng bạc bắn ra. Siêu. Tiếp theo, huyết hồn ấn trên không trung mang theo tiếng thú minh giống như rồng ngâm hổ gầm ầm ầm đánh vào đạo quang trụ bàng bạc của thánh linh sắc lệnh. Huyết hồn ấn lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy. Đồng thời quang mang trên thánh thú lệnh trong tay tàng thiên báo lờ mờ sau đó tự động thoát ra khỏi tay tàng thiên báo. Trong nháy mắt phủ phục dưới thánh linh sắc lệnh. Tiểu tử, đưa thánh thú lệnh cho ta. Tàng thiên báo hét lớn một tiếng tức thì lao thẳng về phía lục lâm thiên. Tàng thiên báo, ngươi không thay đổi được gì đâu, ngươi tỉnh lại đi. Cùng lúc đó, Tập Hạo Nhiên vừa dứt lời, thân ảnh lao tới, cánh tay vung lên, tức thì trong thiên địa có một cỗ năng lượng cường hãn kinh người hội tụ. Tiếp theo một đạo quang trụ màu trắng vô hình đột nhiên xuất hiện, dùng xu thế phá không trong nháy mắt hung hăng đánh về phía tàng thiên báo. Tập Hạo Nhiên, ta không để yên cho ngươi. Tàng thiên báo cả giận nói một tiếng. Trong tay ngưng tụ một đạo linh lực bàng bạc tinh luyện nhanh chóng đánh ra. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, không gian liên tiếp xuất hiện những cái khe, thân hình tàng thiên báo cũng lập tức bị đẩy lùi. Trên phương diện thực lực, bản thân hắn còn không bằng Tập Hạo Nhiên. Grau! Giống! Mất đi sự áp chế của thánh thú lệnh, tất cả yêu thú, linh thú tới nhanh mà đi cũng nhanh. Trong nháy mắt cả đám rời đi, một mảnh yêu thú, linh thú đông nghịt mang theo động tĩnh kinh người. Đất trời rung chuyển lập tức biến mất không thấy. Nhìn đám yêu thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh này hơn vạn người phía dưới kinh hãi không nói lên được lời nào. Chuyện ngày hôm nay bọn họ chứng kiến, chuyện sau so với chuyện trước còn kinh hãi hơn. Lão đại, một đám nhiệt xúc tạp sao mà thôi, để đuổi hết đi rồi. Tiểu Long thu hồi bàn thể, vỗ nhẹ hoàng bào trên người một chút. Bàn tay nhỏ bé vén sợi tóc che trước mặt, dường như đối với nó chuyện này vô cùng nhỏ nhặt. Trong mắt tràn ngập sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Thiên sĩ tuyết sư và quỳ long như hoa cũng thu hồi bản thể, thân ảnh rơi xuống phía sau tiểu long. Lục lâm thiên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu long, tiểu gia hỏa này càng lúc càng có một loại khí chất hoàng giả. Ánh mắt của hơn vạn người lần nữa nhìn về phía tiểu long, ánh mắt lúc này đa không giống khi trước. Nhớ tới uy áp ngập trời trên người tiểu long, trong lòng mọi người còn đang sợ hãi. Về phần thân phận của tiểu long càng khiến cho chúng cường giả khiếp sợ. Phía sau đầu yêu thú kinh khủng này chính là chủng tộc khổng lồ, quả thực quá mức chấn động. Giữa không trung, thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành, thánh linh thiên tôn Tiết Linh Phượng nhìn nhau, trong mắt lóe lên bất định,
không biết trong lòng hai người suy nghĩ cái gì. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là trong lòng hai người hiện tại vô cùng khiếp sợ. Tàng Thiên báo, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thuần phục, ta còn có thể tha cho ngươi, bằng không sẽ dựa theo hình phạt phản giáo mà trừng phạt. Trục xuất ngươi ra khỏi Thánh Linh giáo, ghét không tha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lần nữa nhìn vào trên người Tàng Thiên báo. Tàng Thiên báo nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, thật lâu không rời, ánh mắt này cực kỳ phức tạp. Một lát sau hắn cười lớn. Ha 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 ha. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Tàng Thiên báo lạnh lùng cười nói. Ghét không tha, nực cười, ta muốn đi ai có thể ngăn cản ta. Hơn nữa các ngươi cho rằng ta đã thua sao. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Tiểu tử, từ khi ngươi lộ ra Linh Vũ song tu, ta đã biết ngươi là ai rồi. Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, bên người còn có một đầu yêu thú tạp long. Vừa rồi lại thi triển thần khí này có lẽ chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên, người gần đây bên ngoài hay nói tới nhất. Ngươi đã là trưởng môn Phi Linh Môn thì có tư cách gì làm giáo chủ Thánh Linh giáo? Lời Tàng Thiên báo nói khiến cho không ít người lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Người Thánh Linh giáo dù sao cũng chưa biết thân phận chính thức của vị giáo chủ này. Trong giáo quy Thánh Linh giáo còn chưa có quy định làm trưởng môn sơn môn khác thì không được làm giáo chủ. Đối với việc Tàng Thiên báo nhận ra thân phận của mình, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thân phận của hắn cũng không phải rất bí mật, rất nhiều người đều biết. Thế nhưng Thánh Linh giáo này mấy nghìn năm vẫn không đi ra bên ngoài, thế nhưng Tàng Thiên báo lại biết được, điều này quả thực ngoài ý muốn. Bớt dùng miệng lưỡi đi, nói chung ngày hôm nay ngươi muốn ngồi lên chức vị giáo chủ, sợ rằng vô cùng khó khăn. Tàng Thiên báo lạnh lùng cười. Sợ rằng bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Một mình ta đương nhiên là không đủ, chỉ là sẽ có người thu thập ngươi. Hơn nữa nghe nói, gần đây có rất nhiều người đang tìm ngươi. Tàng Thiên báo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đoàn người phía dưới rồi nói. Ám ma pháp tôn, xem ra lần này chúng ta phải lập đại công rồi. Tàng Thiên báo nói xong, không ít người nhìn theo ánh mắt Tàng Thiên báo xuống phía dưới. Lúc này trong đệ tử Thánh Thú Bộ có một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Lục Lâm Thiên nhìn đạo thân ảnh kia tức thì trầm xuống. Tàng Thiên báo này không ngờ lại còn có thủ đoạn khác, lại cấu kết với người bên ngoài. Khặc khặc, không ngờ tới sau khi ta thu tin tức không được bao lâu lại gặp được chuyện này, xem ra vận khí của ta không tồi. Đạo thân ảnh này từ phía dưới nhảy dựng lên rồi đáp xuống bên người Tàng Thiên báo. Thanh âm vừa dứt, người này xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đây là một lão giả thấp bé thoạt nhìn chừng 50 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu nâu, thân thể có chút mập mạp, thoạt nhìn càng thêm thấp bé. Đại khái chỉ cao 1 thước 6, giáp vẻ bình thường, là loại người đặt vào trong đám người liếc mắt không thể tìm ra. Ồ, mà người này xuất hiện khiến cho không ít đệ tử trong Thánh Linh giáo kinh ngạc. Bởi vì người này đã ở trong Thánh Linh giáo nhiều năm. Đặc biệt là đệ tử Thánh Thú Bộ hầu như vô cùng quen thuộc với người này. Người này chính là một trong những chấp sự của Thánh Thú Bộ, tu vi linh tướng, mà khí tức trên người lúc này lại thâm bất khả chắc, ngay cả giọng nói cũng không giống khi trước. Trong giọng nói lão giả này hiện tại mang theo sự lạnh lẽo chứ không giống như bình thường ở trong Thánh Thú Bộ. Linh Tôn, người này cũng là Linh Tôn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn tới, khí tức của lão giả này thu liễm lại. Thế nhưng người này xuất hiện vô hình chung khiến cho không trung hội tụ năng lượng thiên địa. Người có thực lực mạnh một chút có thể nhìn thấy không gian quanh thân hắn hoàn toàn bị một vòng quang cháo trong suốt vô hình bao phủ, sát biên giới không gian có một cái khe không gian nhỏ bằng sợi tóc. Giáo chủ, người này sợ rằng đã đạt tới Linh Tôn lục trọng. Lúc này thanh âm của Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, thanh âm mang theo một tia kinh hãi. Sắc mặt đám người Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn cùng đông đảo cường giả của Thánh Linh giáo không ngừng biến hóa. Dương quá, Lục Tâm Đồng vẫn luôn đứng ở một bên bọn họ vẫn luôn yên bình, hai người nhìn về phía lão giả 50 tuổi trên bầu trời, trên người lão giả này vô hình trung tỏa ra một cỗ khí tức khiến cho bọn họ ngưng trọng. Ngươi là người Linh Vũ giới sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi âm thầm kinh hãi, trên mặt không có biểu hiện gì. Loại thủ đoạn có thể cài người này vào sợ rằng Nguyệt Long các cùng tứ các tứ đảo đều có, thế nhưng có thể phái ra người có thực lực như vậy,
hẳn chỉ có linh vũ giới kia mới có thể làm được như thế này. Khặc khặc, coi như ngươi thông minh, có người nói phó giới chủ tự mình xuất thủ thế nhưng lại có người cứu ngươi đi. Hôm nay không ai cứu được ngươi nữa rồi. Lão giả kia nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh một tiếng nói. Ta giới thiệu bản thân một chút, bản nhân chính là một trong 9 pháp tôn của linh vũ giới. Mấy trăm năm trước có người gọi ta là Ám Ma Thiên Vương. Hiện tại các ngươi có thể gọi ta là Ám Ma Pháp Tôn. Đúng là người của linh vũ giới, không ngờ đã âm thầm xâm nhập vào trong Thánh Linh Giáo. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, cực kỳ ngưng trọng. Lại thêm một lão quái không biết sống bao lâu. Linh vũ giới. Ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn biến đổi, tức thì nhìn về phía Tàng Thiên Báo nói. Tàng Thiên Báo, người cấu kết với thế lực bên ngoài chính là phản giáo. Tập Hạo Nhiên, đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ liên thủ với linh vũ giới mà thôi, cái gì mà cấu kết. Ngươi đừng có chụp tội danh lên đầu ta. Tàng Thiên Báo cười lạnh một tiếng. Tàng Thiên Báo, người cấu kết với người ngoài, thảo nào lại muốn ba bộ liên thủ đối phó với Thánh Linh Bộ, sợ rằng sau khi đối phó với Thánh Linh Bộ xong ngươi sẽ lại động tay động chân vào Thánh Vũ Bộ và Thánh Pháp Bộ A. Ánh mắt Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng trầm xuống, nhìn cường giả linh vũ giới đột nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức suy nghĩ ra vài thứ. Mặc kệ là liên thủ hay cấu kết, Tàng Thiên Báo, người muốn phản giáo thì đừng mong rời khỏi đây. Nguyễn Thượng Hành âm trầm nói. Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng, các ngươi phải hiểu rõ. Đối phó với Thánh Linh Bộ các ngươi cũng có phần, không bằng các ngươi cứ bàng quan đứng nhìn, về phần chức vị giáo chủ, sau đó ta nhường cho các ngươi cũng không sao. Tàng Thiên Báo nhìn chăm chú vào Tiết Linh Phượng và Nguyễn Thượng Hành rồi nói. Đối phó với Thánh Linh Bộ cũng là việc trong giáo chúng ta. Nếu như có người ngoài xen vào thì việc lại không giống như trước. Tàng Thiên Báo, người cấu kết với người ngoài đem người ngoài vào trong giáo, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Tiết Linh Phượng lạnh nhạt nói. Hừ, một đám cổ hủ, không có thành tựu lớn. Ám Ma Pháp Tôn lạnh lùng quát lên một tiếng sau đó lập tức nhìn về phía Tàng Thiên Báo nói. Trước tiên đối phó với tiểu tử này. Ngươi toàn lực bắt tiểu tử kia, đừng ghét hắn. Trên người hắn còn không ít thứ mà linh vũ giới ta muốn. Thần khí như tử lôi huyền đỉnh này ta nhất định sẽ cầu giáo chủ ban cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ để lại cho hắn một mạng. Tàng Thiên Báo lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khí tức bắt đầu tràn ra. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Tàng Thiên Báo lập lòe mang theo ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lục Lâm Thiên. Giáo chủ, cẩn thận. Ánh mắt Tập Hạo Nhiên lóe sáng. Thân ảnh lao thẳng về phía trước ngăn cản. Khặc khặc, linh tôn ngũ trọng, đối thủ của ngươi là ta. Ám Ma Pháp Tôn nói xong, thân ảnh đã xuất hiện trước người Tập Hạo Nhiên. Bàn tay khẽ động, một đạo quang mang vô thanh vô tức xuất hiện trong không gian, tức thì bao phủ quanh thân Tập Hạo Nhiên. Làm càn, Thánh Linh Giáo không phải là nơi mà ai cũng có thể tới dương oai. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyên Thượng Hành, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng nhìn nhau lập tức phóng về phía Ám Ma Thiên Tôn. Không ngờ trải qua mấy nghìn năm các ngươi vẫn đồng lòng, đoàn kết như vậy. Mắt thấy hai người đánh tới, ánh mắt Ám Ma Pháp Tôn trầm xuống. Thêm hai người Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyên Thượng Hành, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, cho dù hắn là linh tôn lục trọng tuyệt đối cũng không dám sơ ý. Một người linh tôn ngũ trọng, một vũ tôn ngũ trọng, còn có một linh tôn tứ trọng. Nếu như thực sự hợp lại sợ rằng hắn cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Thế nhưng hiện tại hắn không phải liều mạng. Hắn chỉ muốn ngăn cản ba người này để Tàng Thiên Báo bắt Lục Lâm Thiên kia mà thôi. Ẩn núp ở Thánh Linh Giáo vài thập niên là muốn nắm trong tay Thánh Linh Giáo này, thế nhưng hiện tại tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Nhưng mà nếu như có thể bắt được Lục Lâm Thiên này so với nắm trong tay Thánh Linh Giáo còn quan trọng hơn. Đoạn thời gian trước hắn thu được tin tức từ trong giới. Lục Thiếu Du chính là người mà Linh Vũ giới cần bắt nhất. Ám Ma phân thân. Ám Ma Pháp Tôn quát lên một tiếng. Thủ ấn trong tay được kết, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra. Tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện, quang mang bao phủ toàn thân Ám Ma Pháp Tôn, trong nháy mắt phân ra hai đạo thân ảnh này giống nhau như đúc trực tiếp đánh về phía Nguyễn Thượng Hành và Tiết Linh Phượng. Phanh phanh phanh, công kích giống như lưu tinh đánh về phía trước, thanh âm bạo liệt lập tức quanh quẩn trong không trung. Đừng có diễu võ dương oai ở trong Thánh Linh Giáo ta. Đồng thời trong Thánh Linh Giáo, vô số vũ tôn, linh tôn nhảy rơ ta. Đối mặt với ngoại địch,
phân tranh giữa các bộ tự động được gác lại để đối phó với ngoại địch. Lúc này Tàng Thiên Báo cũng đã tới trước người Lục Lâm Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Giáo chủ, cẩn thận! Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm hét lớn một tiếng đồng thời nhảy ra ngăn cản. Hai người các ngươi cũng đòi tiến lên sao? Tàng Thiên Báo dường như đã sớm có chuẩn bị, hai tay đánh ra hai đạo quang trụ bằng linh lực bàng bạc mang theo âm hưởng xé gió từ trong lòng bàn tay bạo phát, cuối cùng ầm ầm phá vỡ không gian. Lao về phía Viên Tự Thành và Quân Bất Phàm, đồng thời thân ảnh cũng xông thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long khẽ quát một tiếng, lúc này nó cũng cảm nhận được nguy cơ, bởi vì nó biết một khi lão đại dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh thì sẽ không còn bao nhiêu thực lực để xuất thủ lần nữa. Trong mắt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, Tàng Thiên Báo chính là cường giả linh tôn tứ trọng, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không làm gì được người này. Đừng nói hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, qua đây đi, để xem ngươi còn lực để thôi động thần khí nữa hay không. Thần khí rơi vào trong tay ngươi quả thực chính là lãng phí mà. Nói xong, một đạo chảo ấn trong tay Tàng Thiên Báo nhanh chóng được đánh ra. Gợn sóng trong không gian vặn vẹo, chảo ấn dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Thực sự phải thi triển thủ đoạn cuối cùng sao? Nhìn chảo ấn đang đánh tới, Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy không ít linh tôn và vũ tôn của các bộ đang lao tới, thế nhưng lúc này đã không còn kịp. Trong lúc nguy cấp Lục Lâm Thiên đang định dùng thủ đoạn cuối cùng để chạy trốn. Khắc khắc, Thánh Linh sắc lệnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh đều là của ta rồi. Ánh mắt Tàng Thiên Báo lạnh lẽo, chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo, hắn không tin Vũ Vương Lục Trọng trước mắt này có thể chạy trốn được. Ai? Lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này không lớn, lại yếu ớt vang vọng trên không trung, giống như là thanh âm từ trên 9 tầng trời. Lại như vang lên ngay bên tai mọi người. Ngay khi tiếng thở dài này còn chưa dứt, trước người Tàng Thiên Báo đang cười lạnh đột nhiên xuất hiện ba động. Không gian vặn vẹo, một thân ảnh đen kịt trong nháy mắt từ trong sóng gợn trong không gian nhảy ra. Siêu siêu. Cùng lúc đó đạo chảo ấn đang đánh về phía Lục Lâm Thiên cũng bị thân ảnh màu đen này ngăn cản. Chảo ấn trực tiếp đánh xuống, không gian chung quanh như bị nảy lên. Giáo quy của Thánh Linh giáo, người phản giáo chết. Từ trước tới nay ta đều mặc kệ tất cả mọi chuyện, chỉ ít các ngươi còn chưa phản giáo. Thế nhưng hiện tại ngươi ngày càng càn rỡ, ngươi thực sự cho rằng không ai có thể làm gì được ngươi sao? Thân ảnh màu đen kia nói xong, thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, quanh thân lập tức được một vòng quang cháo bao phủ. Siêu! Đạo chảo ấn này rơi vào trên quang cháo chỉ khẽ rung động một chút. Chảo ấn giống như là một viên đá nhỏ rơi xuống sông. Chỉ tạo thành một chút ba động nhỏ rồi lập tức biến mất không thấy, giống như là đột nhiên tiêu thất trong hư không vậy. Tiếp theo hai tay thân ảnh màu đen kia chém ra tạo thành một vòng tròn trong không trung. Cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ, có thể thấy được nơi ngón tay xẹt qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đao mang sắc bén chém làm đôi, khe nứt trong không gian xuất hiện. Họa địa vi lao. Người này nói nhỏ một tiếng, hai tay trong nháy mắt tạo một vòng tròn trước người. Mà ngay khi vòng tròn này được vẽ ra, sắc mặt Tàng Thiên Báo đại biến, không gian quanh thân hắn, chỉ ít phải tới trăm thước tức thì ngưng động. Không gian trăm thước chung quanh hoàn toàn bị phong tỏa. Phanh phanh phanh, Tàng Thiên Báo ầm ầm đánh ra từng đạo công kích, muốn phá vỡ không gian chung quanh. Thế nhưng từng đạo công kích liên tục đánh xuống trên bình cảnh không gian kia, lại không thể phá vỡ không gian trăm thước này. Không gian trăm thước kia lúc này giống như hoàn toàn ngưng động. Giống như là một nhà tù kiên cố. Linh thú bát giai. Nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía xa, Lục Lâm Thiên nhíu mày kinh ngạc. Suy tư một lát lập tức vui mừng. Phanh 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 phanh. Mấy cường giả đang giao thủ trên không trung lập tức dừng lại, tuy rằng bọn họ đều đang giao thủ thế nhưng tâm thần vẫn tỏa ra chung quanh, chuyện xảy ra trong nháy mắt vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy rõ. Sắc mặt cả đám mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đen kịt kia. Hơn 10 tôn lão hộ giáo tam bộ trong nháy mắt nhìn thấy cường giả xuất hiện, thân thể ổn định lại, ánh mắt mang theo sự kinh hãi. Người này xuất hiện không ngờ có thể trực tiếp vây khốn Tàng Thiên Báo, thực lực như thế tuyệt đối là kinh khủng. Mà từ khí tức khi xuất thủ của người này mọi người có thể đoán được bản thể của người này chính là một đầu linh thú bát giai. Siêu siêu. Phía xa, ám ma pháp tôn dừng tay, hai đạo phân thân quỷ dị cũng được thu vào trong cơ thể.
ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía thân ảnh đen kịt kia. Hắn ở trong Thánh Linh Giáo hơn 10 năm, đại bộ phận mọi chuyện của Thánh Linh Giáo đều bị hắn điều tra rõ ràng. Thế nhưng hắn không ngờ tới bên trong Thánh Linh Giáo này lại có linh thú bát giai. Đầu linh thú bát giai này dường như không giống như linh thú bát giai bình thường. Các hạ là người phương nào? Ám ma pháp tôn lúc này đã cảm thấy cố kỵ, tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trong Thánh Linh Giáo vì sao lại còn có một đầu linh thú kinh khủng như vậy? Ta là ai đối với ngươi không quan trọng, ta lại biết ngươi là ai, người linh vũ giới phái tới. Ta nhớ 37 năm trước ngươi mới tới Thánh Linh Giáo đầu tiên. Mỗi lần ngươi điều tra mọi thứ ở cấm địa ta đều đi theo phía sau ngươi. Chỉ tiếc ngươi cũng không biết, sau này ta mới biết được ngươi muốn giật dây các bộ trong Thánh Linh Giáo để cho tam bộ đại chiến cho ngươi thừa cơ nắm lấy Thánh Linh Giáo. Ta cũng không hiện thân ngăn cản, ta cũng muốn biết Thánh Linh Giáo rốt cuộc có thể phân ra được không. Đám vô liêm sỉ này có thể làm ra hành động phản giáo hay không? Có biết đường quay đầu lại hay không? Nói xong, ánh mắt thân ảnh đen kịt này nhìn Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn cùng với chúng tôn lão hộ giáo nói. May mà tới cuối cùng đám vô liêm sỉ còn biết hợp nhất đối phó với người ngoài, chỉ có một người phản giáo. Nghe thân ảnh đen kịt này nói, ánh mắt Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn đại biến. Từng đời Thiên Tôn một khi truyền ngôi đều đã tự mình dặn dò đời sau. Ngàn vạn lần không thể phản giáo, bằng không tự sẽ có người thu thập bọn họ. Từ trước cho tới nay bọn họ đã quên mất, cho dù có nhớ cũng không quá coi trọng. Lúc này nhìn thấy thân ảnh đen kịt này bọn họ mới bừng tỉnh. Sợ rằng người mà mỗi đời Thiên Tôn đều nhắc qua chính là người này. Mấy nghìn năm, linh thú bát giai ở trong Thánh Linh Giáo thế nhưng lại không có một ai trong bọn họ biết được. Điều này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới trong Thánh Linh Giáo lại còn linh thú bực này. Coi như ta không may. Sắc mặt ám ma pháp tôn trầm xuống, ánh mắt nhìn chung quanh rồi nói. Hắn hiểu rõ có đầu linh thú bát giai kinh khủng này xuất hiện đại thế của hắn đã mất. Toàn bộ kế hoạch đã tan vỡ. Vận khí ngươi không tốt, có thể nói là cực kém. Bởi vì ngươi không còn giá trị nào với ta nữa. Ta cũng đã biết những kẻ dám phản giáo, ngươi có thể chết đi được rồi. Thân ảnh đen kịt kia mở miệng nói. Hừ. Ta muốn đi sợ rằng bằng vào ngươi còn chưa ngăn được. Ám ma pháp tôn nhíu mày, ánh mắt nhìn về chung quanh. Ám ma pháp tôn, cứu ta, ngươi không thể đi một mình như thế được. Trong không gian bị phong tỏa Tàng Thiên Báo lớn tiếng nói. Đồng thời cũng điên cuồng công kích không gian bị phong tỏa, nhưng không thể phá vỡ được không gian quỷ dị này. Ngươi có thể nhìn xem, ta biết bản lĩnh linh hồn phân thân của ngươi. Thế nhưng chỉ bằng vào vậy còn chưa đủ. Thân ảnh đen kịt kia lạnh nhạt nói. Siêu siêu. Ngay khi thân ảnh đen kịt này vừa mới dứt lưỡi, thủ ấn trong tay ám ma pháp tôn vung lên, quang mang quỷ dị quanh thân lại xuất hiện. Thân hình lập tức chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng về ba hướng khác nhau. Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu. Thân ảnh đen kịt lạnh nhạt nói, cánh tay giương lên, hai tay vẽ một vòng tròn quỷ dị trong không trung. Đột nhiên. Ám ma pháp tôn bên trái biến sắc đẩy nhanh tốc độ. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Tiếp đó toàn bộ không gian chung quanh hắn bị phong tỏa. Giống y như không gian mà Tàng Thiên Báo bị nhốt. Siêu siêu. Ngay khi thân ảnh ám ma pháp tôn bị nhốt vào trong không gian. Hai ám ma pháp tôn đang nhanh chóng chạy kia đột nhiên tiêu tán trong không trung, vô cùng quỷ dị. Thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của người này. Y phục trên người đen kịt như mực, thân ảnh cao ngất, thoạt nhìn cực kỳ phóng khoáng. Mà thực lực của người này quá kinh khủng. Phong tỏa không gian, Lục Lâm Thiên mơ hồ nhìn ra được một chút. Cường giả này dường như trực tiếp nắm không gian trong tay, dùng lực lượng thiên địa phong tỏa không gian. Nói thì dễ thế nhưng muốn làm được điều này vô cùng khó khăn. Cũng đủ để chứng minh thực lực của người này cực mạnh. Làm sao ngươi có thể biết được thực thân của ta? Sắc mặt ám ma pháp tôn kinh hãi, bí pháp ám ma phân thân của hắn đối phương làm sao có thể liếc mắt nhìn ra được. Sao có khả năng a? Trong lúc kinh hoàng ám ma pháp tôn không ngừng toàn lực công kích không gian bị phong tỏa, muốn đột phá vòng vây. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả thủ đoạn đều không có bao nhiêu công dụng. Chết đi! Thân ảnh đen kịt như mực nói xong, cánh tay giơ lên khẽ bóp một cái. Không gian bị phong tỏa phía xa lập tức co rút lại. Không gian phong tỏa giống như một quả cầu bị dùng sức bóp, không gian bắt đầu vặn vẹo, nứt nẻ.
Ầm ầm. Ám ma pháp tôn toàn lực đột phá, giống như kiến bò trên chảo nóng, từng đạo linh lực ầm ầm đánh ra chung quanh. Thế nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Lúc này con người hắn co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, tim đập nhanh hơn. Sao có thể, thánh linh giáo làm sao còn có cường giả loại này? Phanh phanh. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả cường giả, không gian chung quanh ám ma pháp tôn đột nhiên nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như sấm rền, kình phong cuồng bạo khuếch tán. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một hắc động, kình khí ngập trời cùng với năng lượng trong thiên địa hóa thành một vòng cung rồi lập tức tản ra trong không trung tới một khoảng cách nhất định rồi biến mất không thấy. Thực lực thật mạnh mẽ. Tam đại thiên tôn, chúng tôn lão hộ giáo, còn có tàng thiên báo đang ở trong không gian bị phong tỏa đều kinh hãi, trợn mắt líu lưỡi. Ám ma pháp tôn kia có thực lực linh tôn lục trọng a. Không ngờ người này chỉ giơ tay nhấc chân là có thể đánh chết. Hồn anh cũng không thể chạy thoát, loại thực lực này làm sao không khiến cho mọi người khiếp sợ. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng kinh hãi. Cảnh cáo của Thiên Tôn đời trước quả nhiên không phải chuyện đùa. Trong Thánh Linh Giáo vẫn có người âm thầm quan sát bọn hắn. May mà cuối cùng bọn hắn không phản giáo. Bằng không tu vi mấy nghìn năm sợ rằng sẽ bị hủy ngày hôm nay, khó mà thoát chết. Ám ma pháp tôn bị đánh chết, kinh khí ngập trời biến mất. Cả không trung tĩnh lặng, ngay cả tàng thiên báo lúc này cũng dừng dãy giụa. Linh tôn lục trọng cũng bị đánh chết, ngay cả hồn anh không thể thoát ra thì hắn không cần phải phí sức làm gì. Lúc này trong lòng hắn lại nhớ tới lời cảnh cáo của thiên tôn đời trước. Hóa ra cảnh cáo này là sự thực, thực sự sẽ có người tới thu thập bọn họ. Trong không gian tĩnh lặng tất cả bình tĩnh trở lại, thân ảnh đen kịt kia lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lúc này hắn mới nhìn rõ người này. Người này mặc một bộ trường sam màu đen, thân ảnh cao ngất, lại mang theo vẻ phóng khoáng. Khí tức trên người không có bao nhiêu ba động, thân thể lơ lửng trên không trung phảng phất như hòa hợp thành một thể với không gian. Khí tức như vậy vô hình chung khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác bị áp chế. Dung mạo người này tuổi chừng 40, ngũ quan đoan chính, giống như điêu khắc khiến cho người ta có cảm giác sắc bén. Đồng thời lại mang theo cảm giác mềm mại, bộ dáng này nếu như tuổi trẻ hơn một chút tuyệt đối là một công tử tuấn lãng bất phàm. Đặc biệt là cặp mắt kia giống như ngọc, nhìn lâu sẽ khiến người ta không tự chủ được mà bị hãm sâu vào bên trong. Nhìn người này, ánh mắt Lục Lâm Thiên mang theo sự cung kính, từ giữa không trung lập tức hành lễ. Đệ tử Lục Lâm Thiên ra mắt Hắc Vũ Thúc. Lục Lâm Thiên hành lễ, chúng đệ tử Thánh Linh Giáo cùng chúng cường giả không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào Lục Lâm Thiên biết cường giả thần bí này sao? Đứng lên đi, ngươi biết sự tồn tại của ta. Xem ra hơn phân nửa là thật, thế nhưng ta cũng cần ngươi chứng minh thân phận của ngươi một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên, người này nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thủ ấn kết xuất, tay đánh ra một đạo lưu quang. Một cỗ linh hồn lực tức thì bạo phát, cả không trung run lên, đạo linh hồn lực này hóa thành thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này tuy rằng hư ảo thế nhưng có thể nhìn thấy rõ dung mạo. Thân thể già nua, trên người vô hình trung tản ra khí chất quân lâm thiên hạ, đây chính là thánh thủ linh tôn Đoan Mộc Khung Thiên. Ngay khi đạo thân ảnh này hiện ra, thân ảnh đen kịt như mực kia kích động, hai mắt đột nhiên có chút ướt át, phủ phục trên mặt đất nói. Hắc Vũ bái kiến chủ nhân. Là lão giáo chủ. Đây là tàn hồn của lão giáo chủ. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Thành, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng cùng chúng cường giả nhìn thấy thân ảnh này tức thì run rẩy. Tuy rằng bọn họ còn chưa gặp mặt lão giáo chủ, thế nhưng trong Thánh Linh Giáo có bức họa vẽ lão giáo chủ. Bái kiến lão giáo chủ. Bái kiến lão giáo chủ. Tam Đại Thiên Tôn ở trên không trung hành lễ, chúng tôn lão hộ giáo cũng lập tức phủ phục. Phía dưới. Trên vạn đệ tử thấy vậy cũng phủ phục hành lễ. Lão giáo chủ đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo, cho dù không có ai gặp mặt, thế nhưng sự uy nghiêm của lão giáo chủ đều đời đời truyền xuống trong Thánh Linh Giáo. Giáo chủ đời thứ nhất tương đương với lão tổ của một gia tộc. Loại uy nghiêm này khiến cho mọi người triệt để thần phục. Hắc Vũ, ngươi có thể nhìn thấy một đạo tàn hồn của ta đã chứng minh ngươi còn sống. Ta cũng yên tâm rồi, nó là đệ tử thân truyền của ta. Thực lực của nó còn chưa đủ, người giúp ta dạy dỗ nó chưa tốt. Tới khi mọi chuyện của nó xong xuôi thì ngươi theo nó tới tìm ta. Nói xong, thân ảnh hư ảo này lập tức biến mất trong thiên địa. Chủ nhân, nam tử trung niên này ngẩng đầu nhìn đạo tàn hồn,
kích động tới mức mãi một lúc lâu còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này trong lòng Tam Đại Thiên Tôn cuộn sóng, đặc biệt là Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn. Hai người chưa từng nghĩ tới giáo chủ đời thứ nhất còn đang tại thế. Hắc Vũ ra mắt thiếu chủ. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, lập tức đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi cung kính hành lễ. Đệ tử thân truyền của chủ nhân chính là thiếu chủ của hắn. Hắc Vũ thúc, người đừng dọa ta, tiểu tử ta không thể chịu được chuyện này đâu. Sư phụ đã từng nói qua với ta, nếu như ta bất kính với Hắc Vũ thúc thì sẽ lột da ta. Lục Lâm Thiên vội vã vào tới trước mặt nam tử trung niên này, cung kính nâng hắn dậy. Đối với thân phận của người này, ngay khi người này xuất thủ Lục Lâm Thiên đã suy đoán ra. Trước khi đi tới Thánh Linh Giáo, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn đã nói qua, khi trước rời khỏi Thánh Linh Giáo, tọa kỵ Hắc Vũ của người đang chuẩn bị đột phá cho nên không thể đi theo. Mà người cũng nhắc nhở Hắc Vũ trông chừng Thánh Linh Giáo. Lần này tới đây Thánh Thủ Linh Tôn từng nói qua, có thể Thiên Tôn đời đầu đã tới đạn hạn. Mấy nghìn năm rồi, Thánh Linh Giáo ít nhiều sẽ có biến cố. Muốn hoàn toàn tiếp thu Thánh Linh Giáo tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mà Hắc Vũ thân là linh thú, thọ mệnh so với nhân loại còn lớn hơn nhiều. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra hẳn còn ở trong Thánh Linh Giáo. Thực lực sợ rằng cũng đột phá tới một cấp độ cực cao. Đến lúc đó có Hắc Vũ tương trợ, muốn nắm Thánh Linh Giáo trong tay cũng không thành vấn đề. Nhìn Hắc Vũ, cảm nhận khí tức khi Hắc Vũ xuất thủ Lục Lâm Thiên cũng suy đoán ra được thân phận của đối phương. Mấy nghìn năm rồi, tọa kỵ của sư phụ vẫn đang âm thầm trông coi Thánh Linh Giáo. Tọa kỵ của sư phụ lại là cường giả bát giai, có thể trực tiếp đánh chết ám ma pháp tôn kia, Lục Lâm Thiên suy đoán Hắc Vũ đã đột phá tới bát giai hậu kỳ. Cường giả như vậy Lục Lâm Thiên cũng không dám vô lễ. Tọa kỵ của sư phụ tính ra chính là người cùng thế hệ với sư phụ. Nhìn thấy thái độ của Lục Lâm Thiên như vậy, trong mắt Hắc Vũ hiện lên sự thỏa mãn, cung kính nói. Người là đệ tử thân truyền duy nhất của chủ nhân, đương nhiên sẽ là thiếu chủ của ta. Nói xong, ánh mắt Hắc Vũ đảo qua không trung nói với chúng cường giả Thánh Linh Giáo. Đám vô liêm sỉ các ngươi còn chưa phục sao? Mấy nghìn năm tranh chấp nội bộ, nếu không phải Thánh Linh Giáo là tâm huyết của chủ nhân và tứ đại thiên tôn thì ta đã sớm thu thập đám vô liêm sỉ các ngươi rồi. Mấy năm nay các ngươi thực sự cho rằng Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các không ai mơ ước tới Thánh Linh Giáo sao? Nếu không có ta âm thầm làm cho bọn hắn kinh sợ các ngươi cũng không sống tốt lành như hiện tại. Đám vô liêm sỉ các ngươi còn không mau bái kiến giáo chủ. Mấy đại thiên tôn cùng với đám người tôn lão hộ giáo bị Hắc Vũ nói cho một trận khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không ai dám phản bác. Đối phương nói không sai, mấy nghìn năm nay Thánh Linh Giáo luôn tranh đấu nội bộ. Bây giờ còn có thế lực bên ngoài mơ ước Thánh Linh Giáo, thiếu chút nữa Thánh Linh Giáo trở thành vật trong tay của kẻ khác. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đời thứ ba tham kiến giáo chủ. Thánh Pháp Thiên Tôn đời thứ ba Tiết Linh Phượng bái kiến giáo chủ. Hai đại thiên tôn nhìn nhau lập tức hành lễ. Đám tôn lão hộ giáo phía sau cũng lập tức hành lễ. Bái kiến giáo chủ. Hơn vạn đệ tử phía dưới đương nhiên sẽ không có ai không thuần phục. Thanh âm thuần phục quanh quẩn trong không trung. Chỉ có Tàng Thiên Báo đang ở trong không gian bị phong tỏa kia uể oải, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Thiếu chủ, Tàng Thiên Báo phản giáo chúng ta nên xử trí như thế nào? Ánh mắt Hắc Vũ quét nhìn không trung, thân thể cao lớn run lên, một đạo hàn mang rơi vào trong không gian phong tỏa. Cái này, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không gian bị phong tỏa. Một cường giả linh tôn tứ trọng A, nếu như đánh chết thì sẽ làm tổn hại tới thực lực của Thánh Linh Giáo. Muốn bồi dưỡng một linh tôn tứ trọng quả thực vô cùng khó. Giáo chủ tha mạng, ta biết sai rồi. Ta không nên bị ma quỷ che mắt, giáo chủ tha mạng. Trong không gian bị phong tỏa, Tàng Thiên Báo quỳ gối giữa không trung cầu xin tự tha thứ. Tu vi linh tôn tứ trọng, ngoài tài nguyên tu luyện của Thánh Linh Giáo hỗ trợ ra hắn hoàn toàn dựa vào sự tu luyện cực khổ của mình, trải qua mấy nghìn năm mới tới được bước này. Con đường này tuyệt đối không bằng phẳng, cho nên hắn không muốn chết. Tuyệt đối không muốn chết. Trong không trung, mọi người cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không biết Lục Lâm Thiên sẽ xử lý Tàng Thiên Báo thế nào. Một cường giả linh tôn tứ trọng, lẽ nào giáo chủ đành lòng đánh chết sao? Một lần không trung ngàn lần không tin, bất luận chuyện gì ta cũng có thể tha cho ngươi. Duy chỉ có tội phản giáo là không thể tha thứ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, bản tính của đại bộ phận nhân loại là vậy.
Có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Tàng Thiên Báo cấu kết với Linh Vũ giới cho nên tuyệt đối không thể giữ lại. Tuy rằng đánh chết một linh tôn tứ trọng đối với Thánh Linh giáo mà nói là tổn thất cực lớn. Thế nhưng vì lâu dài, người này không thể giữ lại, đây cũng là cảnh cáo đối với những kẻ phản giáo. Nói xong, Lục Lâm Thiên nhìn về phía Hắc Vũ nói. Hắc Vũ thúc, dựa theo môn quy xử lý người này đi. Niệm tình đồng môn cho hắn toàn thây. Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên hơi gật đầu một cái, năm ngón tay hướng về phía xa bóp chặt một cái, không gian tức thì vặn vẹo. Phanh phanh. Tiếp theo, trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp bạo liệt, gợn sóng bốn phía trong không gian phong tỏa nổ tung. Lực lượng cuồng bạo phóng lên cao. Khục khục. Tàng Thiên Báo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình kia, không gian trong đầu hắn trực tiếp bị phá hủy, hồn anh đang muốn chạy trốn thì ngay lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Thu. Ngay khi thân thể Tàng Thiên Báo rơi xuống, Lục Lâm Thiên liền thu thi thể hắn vào trong nhẫn chữ vật. Thân thể linh tôn tứ trọng có thể nói là bảo vật. Ánh mắt mọi người biến đổi, nhìn thấy Tàng Thiên Báo bị đánh chết, trong lòng mọi người không khỏi lạnh lẽo. Linh tôn tứ trọng a, không ngờ nói đánh chết là đánh chết. Đây chính là lời cảnh cáo với bọn họ. Chư vị nghe rõ rồi chứ? Thánh Linh giáo tuyệt đối không cho phép phản giáo. Người phản giáo tuyệt không thể tha thứ. Thanh âm của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong không trung. Đệ tử ghi nhớ. Hơn vạn đệ tử bản quyền Upsilon âm kính trả lời. Lời cảnh cáo như vậy đã in sâu vào trong lòng mọi người. Còn có ngươi, ngươi biết tội chưa? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn sang Vũ Tôn Nhị Trọng đang bị hắn cấm chế, thanh âm lạnh lùng vang lên. Đệ tử biết tội, giáo chủ tha mạng. Trong mắt Vũ Tôn Nhị Trọng này tràn ngập sự kinh hoàng, sợ hãi. Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo cũng bị đánh chết, hắn đã nghĩ tới kết cục của mình. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, bản thân hắn không nên hoài nghi giáo chủ, không nên phạm thượng. Ánh mắt Thánh Pháp Thiên Tôn khẽ đổi. Vũ Tôn Nhị Trọng này dù sao cũng là người của Thánh Pháp Bộ, lúc này hắn muốn nói gì đó thế nhưng lại không dám nói ra. Thánh Pháp Thiên Tôn, ngươi nghĩ ta nên xử trí người này như thế nào? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng rồi lạnh nhạt nói. Giáo chủ, La Hộ giáo chỉ nghe mệnh lệnh của ta cho nên mới phạm thượng như vậy, ta cũng có tội. Tiết Linh Phượng tiến lên cúi đầu hành lễ với Lục Lâm Thiên rồi nói. Giáo chủ. Ngay từ đầu ta cũng không dám khẳng định thân phận của giáo chủ, cho nên mới phạm thượng. Tội phạm thượng không thể tha thứ, mong giáo chủ cho ta cơ hội lập công chuộc tội. Xin giáo chủ cho chúng ta chuộc tội. Chúng cường giả nhìn nhau lập tức tiến lên cầu tình, thứ nhất là vì đồng môn cầu tình. Thứ hai cũng là vì bản thân mình, chuyện phạm thượng bọn họ đều có phần a. Vô tâm nên mới phạm thượng sao? Lẽ nào các ngươi đã quên, thấy thánh linh sắc lệnh như thấy giáo chủ? Lẽ nào cái này các ngươi đã quên rồi? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói một tiếng. Nói xong, mọi người không dám nói nữa. Còn ai muốn nói gì không? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người trong không trung. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi, lập tức tiến lên một bước nhìn Vũ Tôn Nhị Trọng kia rồi nói. La Vạn Võ, ngươi có thật lòng biết tội hay không? Thánh Linh Thiên Tôn, đệ tử đã biết tội. Lần sau không dám tái phạm. Vũ Tôn Nhị Trọng kia nhìn thấy Thánh Linh Thiên Tôn dường như đang cầu tình vì mình cho nên lập tức cảm kích, vội vã trả lời. Giáo chủ, La Vạn Võ đã thật lòng biết tội, không bằng tạm tha cho hắn. Trừng phạt nặng một chút là được rồi. Thánh Linh Thiên Tôn cầu tình nói. Nếu như Thánh Linh Thiên Tôn đã mở miệng, vậy thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống nói. Tội chết có thể miễn. Thế nhưng tội sống khó tha, bởi vì phạm thượng cho nên phạt. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì xử phạt 5 trượng, không được vận công chống lại. Do Thánh Pháp Thiên Tôn tự mình chấp hành, người có phục không? Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tôn Nhị Trọng. Phục, đệ tử tâm phục khẩu phục. Vũ Tôn Nhị Trọng sửng sốt, còn tưởng rằng mình sẽ bị trừng phạt nặng một chút, thế nhưng không ngờ lại chỉ đánh 5 trượng. Xem ra giáo chủ cũng chỉ phạt qua loa mà thôi cho nên hắn lập tức đáp. Chúng cường giả chung quanh thất kinh, vốn tưởng rằng vị La Hộ giáo này phạm thượng, bằng vào sát khí trên người giáo chủ sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều, thế nhưng không ngờ lại là như thế này. Hắc Phú ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Trong mắt Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên lộ ra tinh quang,
vị giáo chủ này tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng thủ đoạn cao minh tới cực điểm. Một ghét một thả, đạo lý bên trong xử lý vô cùng nhuần nhuyễn a. Lục Lâm Thiên giải cấm chế trên người Vũ Tôn Nhị Trọng. Vũ Tôn Nhị Trọng này lập tức cảm kích hành lễ, cảm kích với Thánh Linh Thiên Tôn không ngớt. Hai ngày sau, trong Thánh Linh Bộ, từ sáng sớm vạn vật như sống lại dưới ánh nắng đầu tiên trong ngày. Lục Lâm Thiên cũng thở ra một ngụm chọc khí từ trong đan điền. Chọc khí thở ra, hai mắt nhắm chặt mở ra, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên tinh quang rồi biến mất không thấy. Cảm nhận chân khí và linh lực hồi phục tới 7-8 phần trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên chút tiêu ý. Rốt cuộc cũng thu phục được Thánh Linh Giáo. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút mừng rõ, Thánh Linh Giáo mà sư phụ lưu lại có thực lực tuyệt đối kinh khủng. Hơn 100 vũ vương cùng linh vương, hơn 10 đầu yêu thú, linh thú thất giai. Trong tứ bộ ngoại từ một tôn lão hộ giáo vũ tôn nhất trọng kia còn có 12 tôn lão hộ giáo khác. Đây đều là vũ tôn cùng linh tôn. Mặt khác thực lực của tam đại thiên tôn đều đạt tới một trình độ kinh khủng. Quan trọng nhất chính là còn có hắc vũ tồn tại, loại thực lực này càng thêm kinh khủng. Lục Lâm Thiên nhớ tới lời nói của sư phụ. Nếu như Thánh Linh Giáo còn tồn tại, thu phục được Thánh Linh Giáo, bằng vào thực lực của Thánh Linh Giáo, coi như là hắn đi ngang Đông Hải cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thực lực như vậy tuyệt đối không chỉ là nói mạnh miệng. Bằng vào thực lực hiện tại của Thánh Linh Giáo, bất luận một thế lực nào trong tứ các tứ đảo cũng không dám trêu vào Thánh Linh Giáo. Linh Vũ Giới. Lục Lâm Thiên thì thào một tiếng. Có thực lực của Thánh Linh Giáo trong tay, sau này hắn chống lại Linh Vũ Giới cũng không có cảm giác thực lực thiếu thốn nữa. Một lát sau Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long Dương Quá đi về phía hậu sơn. Hắc Phú Thúc, ta tới rồi. Trong một cái động khẩu bị cấm chế, bên trong bày biện vô cùng đơn giản. Lúc này Lục Lâm Thiên đi vào bên trong nhìn Hắc Vũ rồi nói. Nhìn Hắc Vũ khiến cho Lục Lâm Thiên vô hình chung cảm nhận được sự áp chế, đây là thực lực của cường giả, vô thanh vô tức tạo thành áp chế. Thiếu chủ nhân hiện tại đang ở nơi nào? Sốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong hang, ánh mắt Hắc Vũ mang theo vẻ khẩn trương hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đem chuyện của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói qua với Hắc Vũ một lần. Tọa kỵ của sư phụ đương nhiên hắn có thể tuyệt đối tin tưởng cho nên mọi chuyện về sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn hắn không cần phải giấu giếm. Chủ nhân thiên phú tuyệt đại, không ngờ lại không thể vượt qua bước cuối cùng kia. Nghe xong Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ khẽ thở dài nói. Sư phụ vẫn có cơ hội khôi phục, ngày sau đột phá cũng không phải là không có cơ hội. Lục Lâm Thiên nói, đột phá linh đế. Muốn đột phá tới cấp bậc này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Có thể tu luyện tới vũ vương, linh vương thì đều là người có thiên tư bất phàm, nhân trung chi long. Mà tới vũ tôn, linh tôn thì chính là lông phượng sừng lân. Về phần đột phá vũ đế, linh đế thì đâu chỉ là thiên phú tuyệt đại có thể miêu tả hết được. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên không khỏi lo lắng, sau này nếu như hắn tu luyện tới bước đó liệu có thể đột phá được hay không? Lục Lâm Thiên cười khổ. Hiện tại hắn còn chưa tới vũ tôn cùng linh tôn mà đã nghĩ muốn đột phá vũ đế, linh đế quả thực còn hơi sớm. Chủ nhân có thể khôi phục thì tốt nhân, khi trước chủ nhân mãi không về ta đã đi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng tìm toàn bộ đại lục cũng không tìm thấy được chủ nhân. Trong linh hồn ta vẫn còn liên hệ với chủ nhân cho nên cũng biết chủ nhân không ngã xuống. Những năm này ta đều ở trong Thánh Linh Giáo chờ chủ nhân trở về. Thế nhưng thật không ngờ chủ nhân đã trở thành thân thể hồn anh. Ở trong Ngọc Linh Sàng, khó trách ta không thể tìm được. Càng không nghĩ tới chủ nhân có duyên phận nhận được một đệ tử như ngươi. Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, thiên phú kinh người, quả thực không tồi. Có tư cách trở thành đệ tử của chủ nhân. Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì, khóe miệng nhếch lên do dự một lát rồi hỏi. Hắc Vũ thúc, ta thấy thúc thi triển họa địa vi lao vô cùng cường hãn. Không biết có phải là năng lực thiên phú của Hắc Vũ thúc hay không? Lục Lâm Thiên từ khi nhìn thấy Hắc Vũ thi triển họa địa vi lao luôn hiếu kỳ, không những nắm không gian trong tay còn câu dẫn năng lượng trong thiên địa phong tỏa không gian. Có chút tương tự với không gian thuộc tính mà hắn thi triển. Thế nhưng lại có chút không giống. Nếu như bản thân hắn có thể tham ngộ một phen mà nói, không chừng còn có thể nhận được không ít chỗ tốt. Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Họa địa vi lao này chính là một loại công kích ta sáng tạo ra trong mấy ngàn năm nhàn rỗi. Uy lực không nhỏ, có không ít tác dụng,
đương nhiên chuyện này cũng có chút quan hệ với năng lực thiên phú của ta. Ngươi muốn học nó sợ rằng có chút khó khăn. Nghe Hắc Vũ nói vậy, Lục Lâm Thiên có chút thất vọng. Ngươi cũng đừng thất vọng, họa địa vi lao này ngươi không học được bởi vì có liên quan tới thiên phú của ta. Thế nhưng ta có thể đem một chút tâm đắc nói cho ngươi. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn vào thiên phú của ngươi rồi. Hắc Vũ nói, họa địa vi lao của ta dùng thiên phú không gian lực của bản thân ta lại thêm năng lượng trong thiên địa phong tỏa không gian. Khác với không gian thuộc tính của người khác ở chỗ ta đem năng lượng thiên địa dung hợp vào bên trong. Cho nên người bị nhốt ở bên trong họa địa vi lao của ta vô luận phản kháng thế nào đều giống như phản kháng lại thiên địa. Đều không thể thoát ra. Coi như là ám ma pháp tôn kia nếu như ta không dùng họa địa vi lao này muốn ghét hắn cũng không dễ. Không gian lực, dung hợp năng lượng thiên địa. Lục Lâm Thiên nhíu mày lẩm bẩm nói. Không sai, không gian lực, phong tỏa không gian. Thế nhưng uy lực cũng có mạnh có yếu, điều quan trọng nhất là ở chỗ thực lực cùng với lĩnh ngộ của bản thân. Theo quan sát của ta, sự lĩnh ngộ của ngươi đối với năng lượng thuộc tính cũng không tồi. Vũ Vương Lục Trọng đã có thể thi triển vô số vũ kỹ địa cấp đủ để chứng minh trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính không kém. Ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp trên năng lượng thuộc tính một phen, suy nghĩ nhiều một chút, có lẽ sẽ có biện pháp. Hắc Vũ cười nói. Lục Lâm Thiên giật mình, thực lực của hắn hiện tại không ngờ Hắc Vũ chỉ cần liếc mắt đã nhìn rõ. Vốn bản thân hắn cho rằng không gian thuộc tính thổ của mình đã rất không tồi, uy lực bất phàm rồi. Thế nhưng nhìn thấy họa địa vi lao của Hắc Vũ thì Lục Lâm Thiên mới nghĩ tới, nếu có thể đem không gian thuộc tính thổ của hắn lĩnh ngộ tới giai đoạn như họa địa vi lao của Hắc Vũ, sau này không gian thuộc tính này sẽ có không ít tác dụng với hắn. Nhớ kỹ, dựa vào bản thân lĩnh ngộ mới là vương đạo, được người khác dạy, người không thể lĩnh ngộ tới áo nghĩa chân chính. Cuối cùng chỉ biết bắt chước người khác mà thôi, coi như có chút thành tựu thì cũng khó có được thành tựu lớn. Hắc Vũ nói xong nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ta đoán không sai, trên phương diện tu luyện chủ nhân không dạy dỗ qua ngươi cái gì, cũng không dạy ngươi cái gì. Hắc Vũ thúc, sao thúc biết được? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn quả thực đã đem Thiên Linh Lục giao cho hắn, sau đó hoàn toàn buông tay mặc kệ. Căn bản không dạy dỗ qua cái gì, đây quả thực chính là buông thả a. Lại nói, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác Nam Thúc cũng như vậy. Sau khi Nam Thúc dạy dỗ hắn bước vào trên con đường tu luyện lập tức mặc kệ, không quan tâm tới hắn, cũng buông thả như vậy. Một sư phụ tốt không phải lúc nào cũng kè kè dạy dỗ đệ tử của mình. Trừ phi ngươi chỉ là một kẻ bình thường, tài trí bình thường thì mới cần giáo dục. Chỉ có dựa vào bản thân lĩnh ngộ và rèn luyện thì mới có thể bước càng xa trên con đường cường giả. Giống như là vẽ một bức tranh vậy, ngươi nhìn bức tranh khác rồi vẽ lại. Cho dù vẽ giống như đúc thế nhưng vĩnh viễn chỉ có vẻ ngoài mà không có thần hồn. Mà chỉ có bản thân ngươi tự mình lĩnh ngộ ra, tạo ra một bức tranh của riêng bản thân ngươi thì mới có thể coi là trò giỏi hơn thầy, có thể tiến xa được hơn nữa. Ngươi có hiểu không? Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đã tạ Hắc Vũ thúc chỉ điểm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, mỗi một câu một chữ lọt vào trong tai đều cực kỳ chấn động. Hắn lập tức đứng dậy thi lễ với Hắc Vũ. Nói chuyện một phen khiến cho hắn thu được không ít chỗ tốt. Rốt cuộc lúc này hắn cũng biết sư phụ và Nam Thúc khổ tâm vì hắn ra sao. Trẻ nhỏ dễ dạy, chủ nhân đã thu một đệ tử tốt. Hắc Vũ mỉm cười, trường sam trên người run lên nói. Chủ nhân có lẽ cũng không đưa cho ngươi một bộ vũ kỹ, linh kỹ gì đúng không? Bẩm Hắc Vũ thúc, trên người sư phụ quả thực cũng không có cái gì. Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Từ đầu tới bây giờ sư phụ chỉ có hắn một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, sư phụ không ngờ lại nghèo như vậy. Lúc sinh tiền là một cường giả linh tôn cửu trọng đỉnh phong, có lẽ cũng được coi là đỉnh phong trong đỉnh phong a. Sao có khả năng, người bị lừa rồi. Hắc Vũ mỉm cười nói. Trên người chủ nhân không có vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp. Thế nhưng cũng có không ít vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Có lẽ chủ nhân cố ý không đưa cho ngươi mà thôi. Khi trước chủ nhân cũng tự mình sáng tạo ra không ít linh kỹ, vũ kỹ. Cái gì? Lục Lâm Thiên sửng sốt, hắn đi khắp nơi tìm linh kỹ, vũ kỹ, không ngờ sư phụ lại giấu hàng như vậy. Chủ nhân cũng vì nghĩ tốt cho ngươi. Ngươi tu luyện vũ kỹ đẳng cấp cao tới đâu thì cũng là vũ kỹ của người khác. Tu luyện tới mức tận cùng thì cũng không bằng người sáng tạo ra vũ kỹ. Vì vậy vũ kỹ, linh kỹ hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra.
cố gắng lĩnh ngộ, suy nghĩ, đây mới là mục đích mà chủ nhân không đưa vũ kỹ, linh kỹ cho ngươi. Sợ rằng ngươi sẽ quên lĩnh ngộ. Hắc Vũ nói. Sáng tạo vũ kỹ, linh kỹ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, chuyện này quả thực hắn chưa từng nghĩ qua. Sáng tạo vũ kỹ, linh kỹ, hiện tại hắn muốn phục chế linh kỹ, vũ kỹ vô cùng dễ dàng. Thế nhưng sáng tạo quả thực còn chưa nghĩ tới. Vũ kỹ, linh kỹ đều là của kẻ khác sáng tạo ra. Vũ kỹ linh kỹ bản thân tự sáng tạo mới là thứ thích hợp nhất với mình. Sáng tạo vũ kỹ cũng khiến cho ngươi lĩnh ngộ thiên địa lực tới trình độ nhất định nào đó. Hắc Vũ lại nói. Đệ tử thụ giáo. Lục Lâm Thiên nói, ngày hôm nay hắn thu hoạch tương đối lớn. Nhẫn chữ vật của ám ma pháp tôn giao cho ngươi, ta đã xem xét qua, bên trong có một bộ linh kỹ không tồi. Bằng tu vi hiện tại của ngươi, không cần vội vã sáng tạo linh kỹ, vũ kỹ. Trước tiên tu luyện một chút vũ kỹ, linh kỹ uy lực khá chút thì thích hợp hơn. Hắc Vũ mỉm cười, đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Lục Lâm Thiên. Đa tạ Hắc Vũ thúc. Lục Lâm Thiên tiếp nhận nhẫn chữ vật của ám ma pháp tôn do Hắc Vũ đánh chết. Trong nhẫn chữ vật của linh tôn lục trọng thế nào cũng có một ít thứ tốt ha. Nhanh chóng xử lý chuyện ở đây, sau đó mang ta đi gặp chủ nhân. Hắc Vũ nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện của Thánh Linh Giáo kỳ thực cũng không nhiều lắm. Công việc trọng trấn Thánh Linh Giáo có chút rườm rà mà thôi, có lẽ cần không ít thời gian. Sau khi rời khỏi động đã là buổi chiều. Trong đại điện cổ xưa của Thánh Linh Bộ, Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Tam Đại Thiên Tôn ngồi hai bên, chỉ là ở vị trí Thiên Tôn Thánh Thú đã trống. Bái kiến giáo chủ. Mọi người cung kính hành lễ, người có tư cách tiến vào đại điện này đều là người có tu vi đạt tới trưởng lão. Tổng cộng có 129 người, cả đám đều là Linh Vương, Vũ Vương, còn có tổng cộng 14 tôn lão hộ giáo của Tứ Bộ và Tam Đại Thiên Tôn. Mọi người nhìn thanh niên áo xanh trên chủ vị. Lúc này không có bất luận kẻ nào dám khinh thị. Vị giáo chủ này tuy rằng còn trẻ tuổi thế nhưng thực lực đã vô cùng kinh khủng. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Đánh chết một vũ tôn nhất trọng dễ dàng, vũ tôn nhị trọng cũng bị bắt giữ. Thực lực như vậy không ai dám khinh thị, tuyệt đối đã làm cho bọn họ kinh sợ. Mới ngày hôm trước vị giáo chủ này còn mới sát khí ngập trời, tới hiện tại nghĩ lại không ít trưởng lão cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Vị giáo chủ này tuy rằng không phải là người bất cận nhân tình thế nhưng tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Thánh thú thiên tôn phản giáo nói đánh chết lập tức đánh chết. Bốn người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa nhìn thấy thực lực của Thánh Linh giáo trong lòng chấn động. Ai có thể nghĩ tới trong vạn đảo nhai lại cất giấu một thế lực kinh khủng như vậy. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười thỏa mãn. Thánh Linh giáo có thực lực như vậy đã vượt quá dự đoán của hắn. Có cỗ thế lực này sau này hắn cũng có một con bài chưa lật khổng lồ. Giống như hai vị nhạc phụ của hắn, người đại lục tuy rằng đều cố kỵ thực lực của hai người. Thế nhưng thứ chân chính khiến cho mọi người sợ hãi chính là thực lực kinh khủng phía sau Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Hạ Hầu hộ giáo. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Linh Tôn Tam Trọng trong đám tôn lão hộ giáo Tứ Bộ. Đệ tử có mặt. Hạ Hầu Khải tiến lên, sắc mặt có chút nghi hoặc. Người này ước chừng lục tuần. Vóc người lực lưỡng, tu vi linh tôn tam trọng tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Chức vị thiên tôn thánh thú bộ trống sẽ do ngươi đảm nhiệm. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn linh tôn tam trọng này rồi nói. Đa tạ giáo chủ. Hạ Hầu Khải sửng sốt một lát lập tức vui mừng, vội vã hành lễ. Không ít người trong đại điện hít sâu một hơn, từ tôn lão hộ giáo tăng lên thiên tôn, quả thực không giống như khi trước nữa. Một lát sau đại điện mới yên tĩnh lại, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người một vòng rồi nói. Tình huống của Thánh Linh giáo ta đã biết một chút, mấy nghìn năm qua phát triển đình trệ, nội loạn không ngừng. Thế nhưng từ hôm nay trở đi tất cả sẽ tốt trở lại. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người lại nói. Tất cả những trưởng lão có mặt hiện tại đi theo ta mở mật thất. Mở mật thất? Mở ra mật thất sao? Con mắt mọi người đỏ lên. Toàn thân kích động tới mức run rẩy. Tất cả mọi người đều biết, những năm gần đây số người trong Thánh Linh giáo tăng lên, tài nguyên tu luyện không ít, hơn nữa lại có đám người Nguyệt Long các giở trò cho nên muốn kiếm tài nguyên tu luyện càng lúc càng khó khăn. Cũng vì như vậy cho nên Tứ Bộ mới nội loạn, và cũng bởi vì vậy nên mọi người muốn mạnh mẽ mở ra mật thất. Tất cả mọi người từng nghe nói qua,
trong mật thất của Thánh Linh giáo có không ít tài nguyên tu luyện. Mọi người kích động, tứ đại thiên tôn, đám người tôn lão hộ giáo cũng không tránh khỏi kích động. Một lát sau, dưới một ngọn núi cao V Upsilon T trong mây trong Thánh Linh bộ, nơi này lúc đầu Lục Lâm Thiên đã tới một lần. Chỉ là lúc đó là buổi tối cho nên cũng không quan sát được kỹ. Lúc này tỉ mỉ quan sát, ngọn núi khổng lồ trong mây này giống như chòm sao thương long trên trời, tràn ra một cỗ khí thế nguy nga hùng hậu. Mọi người kích động đi tới cấm địa trong sườn núi, đi qua 36 đại trận huyễn ảo, trước mắt mọi người xuất hiện một gian thạch thất lớn. Thạch thất này giống như được người khác đào ra, diện tích vô cùng lớn, thạch bích bốn phía bắn ra quang mang bức nhân, bên trên khắc không ít bí văn. Nhìn thạch thất này, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu lúc này mới tiến lên, thủ ấn trong tay được kết. Một đạo lưu quang đảo qua thạch thất, thạch bích lớn phía trước tức thì nứt nẻ. Cạch cạch. Dưới âm hưởng này, trên thạch bích có một cỗ khí tức khiến cho người khác áp lực truyền ra. Bí văn quanh quẩn, trên thạch bích hiện lên 5 cái lỗ nhỏ. 5 lỗ nhỏ này tương liên với nhau, có bí văn quanh quẩn. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, trong tay xuất hiện 3 khối lệnh bài, nhìn 5 lỗ nhỏ trên thạch bích, Lục Lâm Thiên đem thánh linh sắc lệnh đặt ở giữa, sau đó lại đem thánh thú lệnh đạt được từ tay Tàng Thiên Báo và thánh pháp lệnh của Đại trưởng Lão Thánh Pháp Bộ đặt hai bên. Đại trưởng Lão Thánh Linh Bộ tiến lên, thân hình mang theo sự khẩn trương đem thánh linh lệnh trong tay đặt vào trong vòng tròn trên thạch bích. Cuối cùng đại trưởng lão của Thánh Vũ Bộ tiến lên, người này dáng vẻ chừng lục tuần, hai mắt như sao, khí tức đã đạt tới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ đem thánh vũ lệnh trong tay đặt vào lỗ nhỏ. Thạch bích tức thì ầm ầm lay động, từ trên 5 khối lệnh bài tràn ra quang mang chói mắt. Ầm ầm, thạch thất lay động, trong ánh mắt kinh ngạc và chờ mong của mọi người, trên thạch bích tức thì có vô số cái khe lan tràn ra chung quanh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một cánh cửa đá xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Nhìn vào bên trong cả đám đều khiếp sợ mãi không phục hồi tinh thần lại. Mọi người trợn mắt líu lưỡi, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, cả đám nuốt nước bọt, thì thào nói. Tài nguyên tu luyện, quá nhiều tài nguyên tu luyện. Đan dược, quá nhiều đan dược. Trời ạ, đây là vũ khí, còn có linh khí. Không ngờ lại nhiều như vậy, phát tài rồi. Vũ linh khí, còn có hồn khí. Từng tiếng chấn động truyền tới, tất cả các trưởng lão lúc này đã không nhịn được mà tiến lên. Lúc này khóe miệng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nhếch lên, nhìn thạch thất trước mặt. Thạch thất trước mặt hắn hiện giờ có diện tích chừng ngàn thước. Bên trong có vô số linh khí, vũ khí, dược liệu, đan dược, tài liệu luyện khí chồng chất như núi. Nói chung, tất cả những thứ mà vũ giả, linh giả cần dùng tới nơi này đều có. Từ đê giai tới cao giai, số lượng đa dạng, giống như một ngọn núi nhỏ đặt ở trong thạch thất. Lục Lâm Thiên nhớ lại sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói qua, tài nguyên trong Thánh Linh giáo so với bên trong Huyền Thiên bí cảnh còn nhiều hơn. Chỉ là không có thần khí mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn tất cả trước mắt cũng không khỏi hoảng sợ. Nơi này so với mọi thứ bên trong Huyền Thiên bí cảnh tuyệt đối phải hơn phân nửa. Hơn nữa có không ít vật giá trị cực cao. Chỉ tính riêng vũ khí mà nói, từng ngọc giản linh khí, vũ khí giống như một ngọn núi nhỏ trồng chất. Trong đó có không ít vũ khí, linh khí, huyền cấp sơ kỳ và hậu kỳ. Còn có đan dược, tài liệu luyện khí, linh dược, dược liệu đều trồng chất như ngọn núi nhỏ. Lấy tâm cảnh của Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, khi nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi kích động. Không nghĩ tới sư phụ hắn lại để lại nhiều thứ tốt như vậy. Không biết người cướp đoạt từ đâu. Thật nhiều tài nguyên, Thánh Linh giáo ta có thể lần nữa chấn hưng rồi. Linh dược cao giai, linh dược luyện chế đan dược bát phẩm. Tài liệu luyện chế khôi lỗi bát giai. Tứ đại thiên tôn, chúng tôn lão hộ giáo nhìn thấy một đống tài nguyên tu luyện khổng lồ trước mặt không còn bình tĩnh được nữa. Cả đám kích động không ngớt. Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi tới mật thất cũng không khỏi khiếp sợ. Đống tài nguyên tu luyện kia khiến cho bọn họ trợn mắt lè lưỡi. Thế nhưng Tiểu Long lúc này lại đang không ngừng nhìn đông nhìn tây, thứ để nó coi trọng lúc này cũng không có mấy thứ. Lão đại, đây mới là thứ tốt. Không biết từ khi nào Tiểu Long đã xuyên thủ trung tâm thạch thất, nơi này rõ ràng còn có bảo vật khác. Sư phụ cướp đoạt những thứ này từ đâu tới a? Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt đống bảo vật tức thì im lặng. Bởi vì trước mặt hắn không phải là bảo vật bình thường. Liếc mắt nhìn lại có trên 100 vũ linh khí và hồn khí.
chỉ là tất cả đều là hoàng cấp và huyền cấp, địa cấp cũng không nhìn thấy linh khí nào đạt được tới đẳng cấp này. Vũ khí địa cấp, linh khí địa cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn vào đống ngọc giản, nơi này có chừng hơn 30 khỏa. Từ khí tức bên trên Lục Lâm Thiên có thể nhận ra tất cả đều đã đạt tới địa cấp. Sau khi kiểm kê từng cái, Lục Thiếu Du lập tức mừng như điên. Tổng cộng có 18 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, 14 bộ linh khí địa cấp sơ giai. Chỉ tiếc là, vũ khí, linh khí địa cấp trung giai trong chờ mong của Lục Thiếu Du lại không thấy xuất hiện. Thế nhưng giá trị của hơn 30 bộ vũ khí, linh khí địa cấp sơ giai này tuyệt đối đã đủ khổng lồ. Khi Lục Lâm Thiên thu thập xong tất cả, ánh mắt lập tức nhìn vào một hộp gấm màu trắng trong một đống hộp gấm. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói qua, hổ âm yêu tinh nằm ở bên trong một hộp gấm màu trắng. Là cái này sao? Lục Lâm Thiên cầm lấy hộp gấm màu trắng, không có bao nhiêu do dự trực tiếp mở ra. Ngay khi hộp gấm hé mở, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức tràn ra. Giống. Đồng thời từ bên trong hộp gấm mơ hồ có tiếng hổ gầm truyền ra làm kinh động tất cả mọi người trong thạch thất. Vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không biết giáo chủ lại đang tìm được thứ tốt gì. Lúc này hộp gấm màu trắng đã được mở ra, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn trong hộp gấm. Bên trong có một tinh thạch màu trắng trong suốt, giống hình một con hổ, bên trên tràn ngập năng lượng bàng bạc. Hổ âm yêu tinh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ, đây chính là hổ âm yêu tinh, đồn rằng hổ âm yêu tinh chính là bảo vật chỉ có bộ tộc Bạch Hổ mới có. Đây chính là bảo vật ở trong mộ địa vạn thước dưới đất của Bạch Hổ bộ tộc phối hợp với địa tâm linh khí mới có thể tạo ra. Giá trị tuyệt đối không thể đong đếm. Rốt cuộc cũng xong, Nam Thúc có cơ hội khôi phục rồi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười rồi thu thập hổ âm yêu tinh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó hắn lại lập tức kiểm tra đống hộp ngọc còn lại. Trong hộp ngọc có không ít thiên tài địa bảo khó gặp. Lục Lâm Thiên há hốc mồm, cũng không quên thu lấy vài thứ. Bốn vị thiên tôn, các vị hộ giáo, những thứ này giao cho các ngươi. Sau khi thu hồi mấy bảo vật, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía bốn thiên tôn. Giáo chủ, tất cả đều giao cho chúng ta sao? Bốn vị thiên tôn và tôn lão hộ giáo có chút nghi hoặc hỏi lại. Lẽ nào các ngươi không phải là người Thánh Linh giáo sao? Những thứ này đều là tài nguyên tu luyện của Thánh Linh giáo lưu lại. Đương nhiên là của mọi người, những thứ này giao các ngươi. Dựa theo tu vi của các đệ tử trong giáo mà phân phát cho bọn họ. Ta đi trước một bước. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn không có thời gian phân bảo với mọi người. Có bốn vị thiên tôn cùng tôn lão hộ giáo ở đây, những thứ này cũng không đi đâu được. Nói xong Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi mật thất. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư đi theo sau, chỉ trong chốc lát không nhìn thấy bóng dáng. Chúng cường giả nhìn nhau, trong lòng có chút cảm thán. Xem ra vị giáo chủ này rất tín nhiệm bọn hắn, cũng không vì chuyện ngày hôm trước mà trong lòng bất mãn. Có thể đem một đống lớn tài nguyên tu luyện như vậy giao cho bọn họ xử lý là minh chứng tốt nhất. Ca ca, bảo vật trong Thánh Linh giáo này quả thực rất nhiều a. Dưới chân núi, mọi người một đường đi về, Lục Tâm Đồng không nhịn được mà sợ hãi than nói với Lục Lâm Thiên. Thực lực của Thánh Linh giáo cũng rất kinh khủng. Dương Quá nói. Tâm Đồng, đại ca. Bên trong có bảo vật mà hai người coi trọng không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với hai người. Không có, chỉ cần thiên độc kinh cũng cho muội tu luyện rồi. Lục Tâm Đồng nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi Dương Quá. Đại ca, huynh thì sao? Ta cũng không, vũ khí ta tu luyện cũng đã đủ rồi, cũng không thiếu thứ gì. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, hai người này cũng không cần hắn lo a. Lục Lâm Thiên lại quay đầu nói với Tiểu Long. Tiểu Long, hộ pháp cho lão đại, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Trên một ngọn núi khổng lồ, Lục Lâm Thiên tiến vào trong một mật thất. Từ trong miệng Hắc Vũ Lục Lâm Thiên biết được đây chính là nơi mà sư phụ từng bế quan khi trước. Cũng là nơi bế quan tuyệt hảo cho hắn lần này. Trong mật thất, tất cả vô cùng đơn giản, sau khi nói với Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư vài câu, Lục Lâm Thiên lập tức đóng cánh cửa đá lại chuẩn bị bế quan. Mà lần bế quan này Lục Thiếu Du cũng đã có dự định từ trước. Chuyện trong Thánh Linh giáo hắn cũng đã xử lý gần xong. Một ít chuyện rườm rà thì đã có Tứ Đại Thiên Tôn và chúng tôn lão hộ giáo đi xử lý. Lúc này hắn đã thu được hổ âm yêu tinh, cũng nên mau trở về Phi Linh môn nghĩ biện pháp giúp Nam Thúc khôi phục. Nhưng mà trước khi trở về, Lục Lâm Thiên muốn đề thăng thực lực của mình một chút.
tuy rằng lần này trở về có Hắc Vũ bên cạnh, độ an toàn sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Thế nhưng thực lực của hắn tăng cường cũng rất quan trọng. Dù sao đi nữa cũng phải chờ sau khi xử lý xong mọi chuyện trong Thánh Linh Giáo mới có thể rời đi được. Có lẽ có thể đột phá không ít. Trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một hộp ngọc. Bên trong chính là chân linh thánh quả mà Lục Tâm Đồng và Tiểu Long thu được từ thiên đảo. Sau khi ăn vào chân linh thánh quả, Lục Lâm Thiên đoán có lẽ thực lực của hắn lần nữa có thể đột phá. Chỉ là chân linh thánh quả này đối với người khác có thể giúp bọn họ đột phá không ít. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói có thể đột phá tới trình tự gì Lục Thiếu Du thực sự không biết. Thứ này đối với người khác chỉ có thể hóa thành chân khí hoặc là linh lực để đột phá tới một tầng thứ khác. Thế nhưng sau khi hắn ăn vào chân linh thánh quả sẽ hóa thành hai cỗ lực lượng là chân khí và linh lực. Đồng thời đan điền và không gian trong đầu hắn đều cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là đan điền càng thêm khổng lồ không gì sánh được. Vì vậy sau khi dùng chân linh thánh quả này có thể đột phá tới đâu bản thân Lục Lâm Thiên cũng không thể đoán ra. Chỉ là năng lượng của chân linh thánh quả này, có âm dương linh vũ quyết, hắn có thể tối ưu hóa số năng lượng bên trong để bản thân sử dụng. Ăn vào. Chân linh thánh quả trong tay Lục Lâm Thiên trong suốt không ngừng tỏa ra mùi hương thơm ngát mang theo năng lượng bàng bạc khuếch tán. Toàn bộ mật thất lúc này tràn ngập dưới năng lượng bàng bạc này. Chân linh thánh quả tuy rằng có thể thích rất nhỏ, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ bàng bạc. Sau khi loại bỏ tạp niệm, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống há mồm nuốt vào chân linh thánh quả. Cùng với cảm giác mát mẻ, chân linh thánh quả sau khi bị Lục Lâm Thiên nuốt vào trong bụng hầu như ngay lập tức hóa thành một cỗ năng lượng ấm áp khuếch tán trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng này bàng bạc không gì sánh được, Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc phát hiện ra cỗ năng lượng này không cuồng bạo trùng kích thân thể của hắn mà cực kỳ ôn hòa di chuyển trong cơ thể. Kinh ngạc một lát Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Lạc Kiến Hồng từng nói qua, năng lượng bên trong chân linh thánh quả cực kỳ bàng bạc, thế nhưng lại rất ôn hòa. Bằng không vũ suất cùng linh suất cũng không dám dùng nó. Cỗ năng lượng cực kỳ bàng bạc này đang ôn hóa hóa thành từng tia năng lượng khuếch tán ra chung quanh cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Năng lượng lập tức đi vào trong kinh mạch. Luyện hóa. Theo cỗ năng lượng này tiến vào trong kinh mạch, Lục Lâm Thiên lập tức vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Từng tia năng lượng trong kinh mạch lập tức bị luyện hóa sau đó hóa thành chân khí và linh lực tiến vào trong đan điền và không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Tuy rằng năng lượng của chân linh thánh quả cực kỳ ôn hòa, thế nhưng cỗ năng lượng này thực sự quá lớn, năng lượng bàng bạc tràn ngập kinh mạch khiến cho kinh mạch bàng trướng làm thân thể Lục Lâm Thiên mơ hồ có cảm giác đau đớn. Năng lượng thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời càng thêm mướng rỡ luyện hóa số năng lượng này. Cỗ năng lượng bàng bạc này tuyệt đối có thể khiến cho tu vi vũ giả và linh giả của hắn tăng lên một tầm cao mới. Theo luyện hóa, một lát sau năng lượng bàng bạc do chân linh thánh quả biến thành dùng tốc độ Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn phân biệt hóa thành chân khí và linh lực chạy ào ào vào trong đan điền và không gian trong đầu hắn. Năng lượng bàng bạc như vậy trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng. Cỗ năng lượng này sau khi luyện hóa hóa thành không ít chân khí và linh lực. Đám chân khí, linh lực này không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong đan điền và không gian trong đầu của hắn. Năng lượng sau khi luyện hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền to lớn của Lục Lâm Thiên. Trong đan điền bắt đầu có chút ba động, vũ đan ngũ sắc trong đan điền chậm rãi xoay tròn. Quang mang ngũ sắc nhàn nhạt quanh quẩn, huyết lục đang lơ lửng trên vũ đan cũng chậm rãi xoay tròn, hấp thu năng lượng từ trong vũ đan chuyển ra. Về phần huyễn ảnh thanh vũ và tử lôi huyền đỉnh đều đang được chân khí tẩm bổ, chúng nó cũng không phải là bản mạng linh khí của Lục Lâm Thiên, cho nên không thể tiếp tục hấp thu chân khí mà tấn chức. Chân khí tinh thuần rót vào không ngừng, vũ đan ngũ sắc đang dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được mà tăng cường. Độ sáng bóng bên ngoài càng thêm rực rỡ, tiểu hồn anh trong đầu lúc này đang không ngừng hấp thu linh lực tiến vào trong đầu. Xương cốt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng. Thậm chí cả cơ thể đều được cỗ năng lượng này rèn rũa. Cảm nhận năng lượng bàng bạc do chân linh thánh quả biến thành, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sợ rằng hắn phải cần thời gian không ngắn mới có thể luyện hóa được. Về phần chỗ tốt sau khi hoàn toàn luyện hóa hết năng lượng của chân linh thánh quả ra sao, cuối cùng hắn đột phá tới tình trạng gì thì hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết. Đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chờ mong. Cứ như vậy Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện vong ngã. Quanh thân có một cỗ năng lượng nhàn nhạt khuếch tán.
Năng lượng nhàn nhạt tràn ngập, ngay cả trong không gian cũng xuất hiện gợn sóng nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác hư ảo. Khống chế năng lượng do chân linh thánh quả biến thành trong cơ thể mà luyện hóa. Sau khi luyện hóa thành chân khí và linh lực tinh thuần tiến vào trong đan điền và không gian trong đầu. Đan điền và không gian trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này giống như một cái động không đáy, đang không ngừng hấp thu số chân khí và linh lực mà Lục Thiếu Du luyện hóa. Hai mắt nhắm chặt, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Mà ở trong vòng quang mang nhàn nhạt này còn có một vòng quang cháo màu trắng như ẩn như hiện. Mơ hồ có năng lượng khuếch tán ra, sau đó lại bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể tạo thành một vòng tuần hoàn, cực kỳ huyền ảo. Lúc này nếu như có cường giả ở đây nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên không ngờ trong bắt đầu đang chậm rãi kéo lên. Mặc kệ là chân khí hay linh lực đều chậm rãi được tăng cường. Tốc độ tăng lên có thể không nhìn thấy rõ, thế nhưng trên thực tế cũng rất kinh người. Tới cấp độ như Vũ Vương Lục Trọng và Linh Vương Lục Trọng, khí tức có thể kéo lên với tốc độ bằng mắt thường như vậy tuyệt đối kinh khủng, khiến cho người khác trợn mắt líu lưỡi. Mà kỳ thực, từ trước tới nay bởi vì có âm dương linh vũ quyết thôn phệ, cho nên dùng chân linh thánh quả, chỗ tốt mà Lục Lâm Thiên nhận được so với những người khác còn nhiều hơn. Đây cũng là tác dụng biến thái của âm dương linh vũ quyết. Mà mặt khác, thể chất kinh khủng của Lục Lâm Thiên cũng có liên quan rất lớn. Chính vì thể chất kinh khủng của Lục Thiếu Du và kinh mạch dày rộng, số chân khí có thể vận chuyển qua kinh mạch so với người khác cũng được hơn rất nhiều. Đồng thời số chân khí có thể chảy vào trong đan điền cũng cực kỳ khổng lồ. Cùng với Lục Lâm Thiên luyện hóa, trong mật thất, quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên ngày càng chói mắt. Cỗ khí tức từ trong cơ thể tràn ra từ từ tăng cường. Một cỗ khí tức như biển không ngừng từ trong cơ thể khuếch tán ra. Dường như không cần bao lâu nữa là có thể đột phá. Cứ như vậy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Mà lúc này trong Thánh Linh Giáo đã có một bộ mặt khác. Toàn bộ đệ tử đều được gọi tới cỗ chấp sự hoặc hộ pháp nhận chỗ tốt. Dựa theo tu vi của bản thân, cả đám đều nhận được không ít thì nhiều. Đan dược, vũ khí, linh dược, binh khí, tất cả đều có. Khuôn mặt các đệ tử tươi cười như hoa, mừng rỡ không thôi. Tới trưởng lão hộ pháp, chỗ tốt đám người này nhận còn nhiều hơn. Nếu như không có linh khí thì trực tiếp được phân phát linh khí. Trên 100 trưởng lão, chỉ có một số ít không có linh khí. Thánh Pháp Thiên Tôn của Thánh Pháp Bộ từng nói, các trưởng lão không có linh khí trong thời gian nhanh nhất sẽ được luyện chế một món linh khí theo yêu cầu. Bởi vì hiện tại Thánh Pháp Bộ nhận được không ít tài liệu luyện chế linh khí. Trong Thánh Thú Bộ, hơn vạn yêu thú cũng nhận được không ít yêu linh đan. Phương pháp luyện chế yêu linh đan cũng không biết vì nguyên nhân gì mà không lưu lại. Vì vậy rất nhiều yêu thú đều dựa vào bản thân mà tu luyện, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ chậm đi. Thoáng cái đã tới mùa đông, khí trời bắt đầu lạnh lẽo. Tại một ngọn núi, nơi này bớt đi vẻ xanh ngắt nhiều thêm vẻ nguy nga, hùng vĩ. Trời chạng vạng tối, mây khói mang theo màu vàng của ánh nắng mặt trời chiếu rọi, những ngọn núi xung quanh dường như trở nên đẹp đẽ hơn. Ở một đình viện yên tĩnh trên một ngọn núi nọ, tuy rằng bây giờ đang là mùa đông, nhưng ở đây lại được trồng rất nhiều cây hoa, thậm chí còn có không ít những bông hoa đang nở rộ nữa. Lúc này trong một đình viện có một nữ tử mặc cẩm bào ưu nhã đang đứng đó, thân ảnh thướt tha đủ để khiến cho người ta mơ màng. Bên cạnh nữ tử này là một thanh niên mặc áo bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, khóe miệng mang theo tiểu ý đủ để khiến cho vô số nữ nhân trong thiên hạ si mê. Mà hai người này chính là thánh nữ tử Yên và thánh tử Lam Thập Tam của Thiên Địa Các. Trên thiên đảo ở Đông Hải xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc ở bên trong có cái gì? Lam Thập Tam nghi hoặc nói, quan mang trên hỏa ngọc giản tin tức trên tay hắn dần dần biến mất. Căn cứ vào tin tức trong các, rất có thể là trọng bảo. Cũng có thể là lục địa thượng cổ, cũng rất có thể là di tích viễn cổ. Nói chung bất luận cái gì cũng vậy, đều là thứ bất phàm. Tử Yên ưu nhã ngồi xuống, trong con người đen nhánh hiện ra ánh mắt như nước. Khuôn mặt xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo như ngọc lộ ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Quả thực đúng là bất phàm, ý tứ trong các là gì? Lam Thập Tam hỏi. Ý tứ trong các là hy vọng chúng ta tới đó xem xét mộ phen, sẽ có trưởng lão địa cấp đi theo chúng ta. Tử Yên khẽ nói, nhất cử nhất động đều giống như câu hồn đoạt phách, cực kỳ quyến rũ ưu nhã. Động tĩnh lớn như vậy, mặc kệ là trọng bảo hay là di tích viễn cổ, lục địa thượng cổ, chỉ sợ sắp xảy ra một hồi long tranh hổ đấu a.
Lam Thập Tam nói. Vì vậy ý tứ trong các chính là hy vọng chúng ta đi tới học hỏi một chút. Các chuyện kia ngày càng gần, đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu. Tất cả cường giả tham dự đều là siêu cấp cường giả. Tất cả cường giả lánh đời có lẽ đang vì chuyện đó mà chuẩn bị, cho nên chúng ta đi tới học hỏi một phen cũng tốt. Tử Yên nói. Cũng được. Lam Thập Tam nhíu mày, lập tức nói. Không biết lần này Lục Lâm Thiên có đi tới hay không? Sợ rằng Phi Linh Môn còn chưa biết tin a. Coi như là biết, từ Phi Linh Môn chạy tới thiên đảo trên Đông Hải cũng không còn kịp nữa. Đương nhiên không còn kịp. Cho dù là nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cùng tam tông tứ môn sợ rằng sau khi nhận được tin tức cũng không tới kịp. Tử Yên cười yếu ớt nói. Nhưng mà trong các đã sớm nhận được tin tức, Lục Lâm Thiên đã sớm tới Đông Hải, còn làm ra không ít động tĩnh ở trong Đông Hải này. Không ngờ hắn đã tới Đông Hải. Cũng tốt, ta cũng muốn biết trong khoảng thời gian này ta liên tục bế quan tu luyện có thể đuổi kịp được hắn không. Trong mắt Lam Thập Tam hiện lên chiến ý nói. Không biết Lục Lâm Thiên hiện tại đã đột phá tới Vũ Vương mấy trọng, ta thực sự chờ mong trận chiến thứ hai với hắn. Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Tử Yên biến ảo, trong đầu không khỏi nhớ tới thanh niên áo xanh trên người luôn mang theo nụ cười tà khí, lại có chút kiêu ngạo kia. Không hiểu sao bình thường nàng hay nhớ tới hắn, muốn quên cũng không thể quên được. Chẳng lẽ là vì hắn là nam nhân duy nhất trong bao nhiêu năm qua mạnh hơn nàng. Dưới những áng mây đỏ ngập trời, trên một sân rộng liên miên. Đạm Đài Tuyết Phi đứng đó, vóc người linh lung lồi lõm, ánh mắt giống như minh châu, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo toát ra một loại cảm giác không nói nên lời. Mà Đạm Đài Tuyết Phi hiện tại lại có thêm một cỗ khí chất cao quý. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói cũng không phải là ngày bình thường mà là ngày nàng ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo. Trên Thiên Vân Đảo, thế lực bốn phương tới đây chúc mừng rất đông. Cảnh tượng náo nhiệt phi phàm diễn ra trên toàn bộ Thiên Vân Đảo. Chúc mừng Đạm Đài đảo chủ. Chúc mừng, Thiên Vân đảo dưới sự dẫn dắt của Đạm Đài đảo chủ tuyệt đối sẽ mạnh mẽ lên một tầm cao mới. Sau này mong Đạm Đài đảo chủ chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Đạm Đài đảo chủ tuổi còn trẻ mà đã là đảo chủ Thiên Vân đảo, chúc mừng a. Trên Thiên Vân đảo, những thế lực đứng đầu đều vây quay Đạm Đài Tuyết Phi nói lời chúc mừng. Đạm Đài Tuyết Phi chậm rãi đi tới, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười. Nhất cử nhất động. Một nụ cười khiến cho những thanh niên đệ tử của các thế lực lớn đi theo tới giống như mất hồn. Gật đầu đáp lễ một cái, Đạm Đài Tuyết Phi đi vào trong điện. Lúc này trong điện đã có rất nhiều trưởng lão đang đợi. Đảo chủ, chúng ta thu được tin tức, Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục Các cùng các sơn môn khác đều đã có động tĩnh. Đám người này đang chạy tới thiên đảo. Một trưởng lão đi tới, mà người này chính là Cao Trường Cung. Thông báo oi cho Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát. Đạm Đài Tuyết Phi khẽ nói. Trên thiên đảo sợ rằng cũng có thứ bất phàm. Vô luận thế nào chúng ta cũng không thể để cho Nhật Sát Các độc chiếm một mình được. Tại một không gian khác trong thiên địa có một ngọn tháp lớn đứng sừng sững giống như cột chống trời. Ngọn tháp này khổng lồ không gì sánh được, cao vót trong mây khiến cho người ta có cảm giác nguy nga, đồ sộ, lại có một cỗ khí tức cổ xưa. Ngoài ngọn tháp lớn này có năm ngọn núi xanh tươi. Trên núi có vô số cây cối, thác nước từ bên trên chảy xuống, chung quanh có mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Lúc này trước ngọn tháp lớn này có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Người đứng trước khí thế phi phàm, thân hình to lớn tỏa ra khí phách quân lâm thiên hạ tràn ra. Đây chính là người đứng đầu Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kình Thương. Lúc này bên người Bắc Cung Kình Thương còn có mấy lão giả, không có ai không phải là cường giả, khí tức bất phàm. Cả đám lẳng lặng đứng đò. Dường như đã hòa thành một thể với không gian. Tộc trưởng, tiểu thư đã đi vào 3 tháng rồi. Không biết cần bao lâu thì truyền thừa mới hoàn tất. Bắc Cung Nhất nhìn về ngọn tháp phía trước rồi nói. 3 tháng, thời gian vẫn còn rất sớm. Bắc Cung Kình Thương nói. Bằng thiên phú của tiểu thư lúc tiếp thu truyền thừa không biết có thể ổn định ở Mộc Hoàng khí thiên cấp hay không. Nếu như có thể ổn định ở thiên cấp thì chính là may mắn của Bắc Cung gia tộc chúng ta. Một lão giả dường như là trưởng lão lên tiếng. Hy vọng là thế. Bắc Cung Kình Thương nói. Tộc trưởng, có người nói trong Độc Cô gia cũng xuất hiện một nha đầu bất phàm, thiên phú không tệ. Bắc Cung Nhất nói. Người ngươi nói tới có phải là nữ nhi Độc Cô Cảnh Văn của lão gia Hỏa Độc Cô kia không? Bắc Cung Kình Thương khẽ nhíu mày nói. Không sai,
có người nói lúc ở trên Vân Dương Tông quan hệ của tiểu thư và Độc Cô Cảnh Văn này cũng không tệ lắm. Bắc Cung Nhất nói, không chỉ có Độc Cô gia, mấy đại gia tộc khác đều có hậu nhân bất phàm xuất hiện. Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu nhìn vào ngọn tháp lớn đứng sừng sừng trong mây nói. Chuyện đó sắp đến, phong vân lại sắp xảy ra. Đến lúc đó trong thiên địa tự nhiên sẽ có hạng người yêu nghiệt xuất hiện. Thời gian giống như cát chảy trôi qua. Lục Lâm Thiên bế quan, đảo mắt cũng đã trôi qua 3 ngày. Phù! Ngoài mật thất, trên ngọn núi khổng lồ truyền ra năng lượng ba động. Giờ phút này, Hắc Vũ đang khoanh chân ngồi ở phía xa mở mắt, lẩm bẩm nói. Không ngờ lại đột phá nhanh như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực cường hãn, chủ nhân quả thực đã thu được một đệ tử tốt. Trong mật thất, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt. Từ cơ thể đang tràn ra một cỗ linh lực đậm đặc, làm cho toàn bộ mật thất tràn ngập dưới năng lượng linh lực bàng bạc. Quang mang trên người Lục Lâm Thiên ngày càng chói mắt, linh lực từ trong lỗ chân lông tràn ra, sau khi hít thở một cái lại chui vào trong cơ thể, có vẻ vô cùng huyền ảo. Mà khí tức trên người lúc này đang nhanh chóng kéo lên. Thời gian duy trì cảnh tượng này cũng không dài, sau khi một tiếng trầm muộn vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Khí tức quanh thân hắn tức thì phá tan bình cảnh tăng lên một độ cao mới. Trong không gian mật thất bắt đầu có năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngưng tụ, giống như hình thành một vòng xoáy quanh thân Lục Lâm Thiên. Cuối cùng theo lỗ chân lông trên người hắn mà tiến vào trong thân thể. Loại năng lượng này tiến vào trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đạt tới linh vương thất trọng. Mà khi năng lượng trong thiên địa tiêu tán thì quang mang chói mắt quanh thân Lục Lâm Thiên cũng tiêu tán. Mượn việc linh lực đột phá, tốc độ luyện hóa của âm dương linh vũ quyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên lại tăng lên. Năng lượng trong chân linh thánh quả sau khi được chuyển thánh chân khí tinh thuần giống như hồng thủy chút vào trong đan điền của Lục Thiếu Du. Lúc này vũ đan ngũ sắc trong đan điền Lục Lâm Thiên cấp tốc xoay tròn, chân khí tinh thuần bàng bạc không ngừng bị đan điền hấp thu. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, cơ thể hắn lần nữa được rèn rũa. Luyện hóa tròn 1 ngày. Cùng với chân khí rót vào trong đan điền, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được đan điền của mình có chút đau đớn. Không biết từ khi nào trong mật thất lần nữa có năng lượng trong thiên địa kéo tới sau đó tạo thành một vòng xoáy bằng năng lượng chung quanh Lục Lâm Thiên. Cuối cùng tiến vào thân thể hắn. Phanh! Khi trong đan điền Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm muộn, không gian chung quanh tức thì ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, sau đó giống như từng sợi tóc lượn lờ bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên, cuối cùng theo hô hấp mà tiến vào trong cơ thể hắn. Cực kỳ huyền ảo! Dưới năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể, ba động trong mật thất này càng kịch liệt. Toàn bộ mật thất một lúc sau tràn ngập năng lượng bàng bạc. Mà thân thể Lục Lâm Thiên thì giống như một vòng xoáy đang tham lam thôn phệ tất cả năng lượng chung quanh vào trong cơ thể. Ngoài mật thất, trong không gian có một cỗ khí tức bàng bạc dị thường chậm rãi tràn ngập ra, khiến cho không ít cường giả trong Thánh Linh Giáo đều cảm giác được sự biến hóa. Tu vi linh giả và vũ giả đồng thời đột phá. Linh vũ song tu quả nhiên có thiên phú bất phàm. Trong hang động của mình, Hắc Phú thì thào nói rồi lập tức chìm vào tu luyện. Thời gian năng lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể cũng không dài. Một lát sau năng lượng thiên địa chung quanh Lục Lâm Thiên đã yếu bớt, mà vòng xoáy chung quanh Lục Lâm Thiên cũng từ từ trở nên hư ảo. Khi một đám năng lượng thiên địa cuối cùng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, trong mật thất liền trở nên yên ắng. Từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ sau đó lập tức thu vào trong cơ thể, không có chút khí tức nào tiết ra ngoài. Ngay sau đó Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện, không có ý tứ đình chỉ việc tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, giống như cát chảy lần nữa trôi qua 5 ngày. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, miệng phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời hai mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt tràn ngập tinh quang. Một cỗ khí thế từ trong cơ thể bạo phát. Phù! Cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát ra chỉ trong chớp mắt bị Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể. Cảm nhận chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể mang tới cảm giác sảng khoái, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi nhếch lên mang theo nụ cười thỏa mãn. Trong nụ cười mang theo một tia tà khí. Chỉ tiếc không thể đột phá tới Vũ Vương và Linh Vương bát trọng, vẫn còn kém một chút a. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã đạt tới Vũ Vương thất trọng hậu kỳ, tiếp cận tới đỉnh phong. Mà tu vi linh lực lại đã đạt tới Linh Vương thất trọng đỉnh phong.
sợ rằng không cần bao nhiêu lâu nữa là có thể đột phá. Chỉ tiếc là số năng lượng trong chân linh thánh quả lúc này đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa hoàn toàn, không thể giúp hắn đột phá thêm nữa. Có thể giúp tu vi vũ giả và linh giả đột phá lên vũ vương thất trọng và linh vương thất trọng Lục Lâm Thiên đã không còn gì để nói nữa rồi. Dù sao hiện tại không gian trong đầu và đan điền của hắn cực kỳ khổng lồ. Chân linh thánh quả có thể đạt được tới bước này tuyệt đối đã là thiên tài địa bảo bất phàm rồi. Mà chân linh thánh quả có thể giúp hắn đột phá như vậy, Lục Lâm Thiên cũng biết chuyện này có liên quan tới âm dương linh vũ quyết. Có âm dương linh vũ quyết, hắn sẽ không lãng phí bất kỳ một tia năng lượng nào của chân linh thánh quả. Nếu như đổi lại là người khác cũng không thể có hiệu quả như vậy. Cảm nhận mọi thứ trong cơ thể, Lục Lâm Thiên phát hiện ra linh hồn lực trong đầu tăng cường không ít. Linh lực, chân khí đều đạt tới một cấp bậc mới. Siêu siêu. Tâm thần Lục Lâm Thiên rót vào trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật Lục Lâm Thiên lập tức chú ý tới hai thứ. Một là thi thể tàng thiên báo, tu vi linh tôn tứ trọng. Thi thể cường giả như vậy, Lục Thiếu Du phỏng đoán, nếu như luyện chế thành khôi lỗi cũng có thể miễn cưỡng tạo ra khôi lỗi cấp 8. Nhưng mà khôi lỗi cao giai như vậy bằng vào tu vi của hắn hiện tại mà muốn luyện chế hơn phân nửa sẽ thất bại. Đồng thời cũng mất khá nhiều thời gian, việc này có thể tạm thời gác lại một đoạn thời gian. Chờ sau khi thực lực hắn đột phá lần nữa rồi mới luyện chế cũng không muộn. Sau khi quyết định như vậy, Lục Lâm Thiên liền móc ra nhẫn chữ vật của ám ma pháp tôn mà Hắc Vũ giao cho hắn. Nhẫn chữ vật của linh tôn lục trọng, bảo vật bên trong hẳn cũng không phải là ít. Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ chờ mong, đặc biệt là Hắc Vũ cũng từng nói qua, trong nhẫn chữ vật này có một bộ linh kỹ không kém. Tâm thần rót vào, cấm chế bên trong có lẽ đã bị Hắc Vũ luyện hóa cho nên không có bất luận một sự ngăn cản nào. Lục Lâm Thiên có thể đơn giản xem xét, diện tích bên trong nhẫn chữ vật cũng không nhỏ. Quả nhiên thu hoạch cũng không ít a. Tâm thần nhìn thấy tất cả mọi thứ trong nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật không ít, đan dược, linh kỹ, vũ kỹ đều có vô số, cấp bậc còn không thấp. Đây là linh kỹ địa cấp sao? Tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét một khối ngọc giản. Ngọc giản này giống như là linh kỹ, lại có chút không giống. Lục Lâm Thiên nhướng mày lấy nó ra. Ngay lập tức trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một khối ngọc giản. Khí tức khối ngọc giản này không kém linh kỹ địa cấp. Thế nhưng lại có chút không giống. Lục Thiếu Du có cảm giác, khí tức này dường như giống bí pháp cửu chuyển thiên linh của hắn. Chẳng lẽ không phải là linh kỹ mà là bí pháp? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Lập tức trích vào trên ngọc giản một giọt máu. Tâm thần dò xét, quả thực không thể mở được. Lục Lâm Thiên lập tức đưa vào trong ngọc giản một đám linh lực. Linh lực tiến vào trong ngọc giản, trên ngọc giản tức thì vang lên một tiếng cạch rất nhỏ. Linh lực bàng bạc của Lục Lâm Thiên tiến vào, một đạo quang mang chói mắt từ trong ngọc giản tức thì bắn vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Mà lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên, đoàn quang mang màu trắng kia tiến vào lập tức hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác đầu mình như nứt ra. Một lát sau mới khôi phục lại bình thường. Một lát sau, sau khi đem cỗ tin tức này ghi tạc trong đầu, Lục Lâm Thiên mới chậm rãi mở mắt ra trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bí pháp ám ma phân thân. Lục Lâm Thiên thì thào nói, đây quả thực không phải là linh kỹ mà là một loại bí pháp. Có lẽ Hắc Vũ cũng không nhìn kỹ nên cho rằng ngọc giản này là một loại linh kỹ. Cấp bậc của bí pháp này sợ rằng cũng không kém bí pháp cửu chuyển thiên linh bao nhiêu. Nếu xem xét kỹ, bí pháp này có không ít chỗ kỳ lạ. Khi trước ám ma pháp tôn xuất thủ, thân ảnh chia ra làm ba khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ khiếp sợ, lúc đó Lục Lâm Thiên đã cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đồn rằng chỉ có vũ đế, linh đế mới có thể có thân ngoại hóa thân. Ám ma pháp tôn còn chưa đạt tới cấp bậc này mà đã có thể làm được như vậy. Hóa ra là do ám ma pháp tôn thi triển bí pháp ám ma phân thân này. Từ trên tin tức tu luyện Lục Lâm Thiên biết được, một khi tu luyện thành công bí pháp ám ma phân thân này có thể đem thân ảnh chia ra làm ba. Đồng thời đem chân thân giấu vào bên trong. Điều quỷ dị nhất chính là, ba đạo phân thân này đều có thực lực giống nhau như đúc, không khác bản thể chút nào. Nếu như thi triển bí pháp ám ma phân thân này đối địch, phân thân xuất hiện, thực lực giống nhau như đúc, ba đạo công kích liên thủ tương đương với ba người vây công. Uy lực không những tăng lên gấp bội mà còn khiến cho đối phương luống cuống tay chân, khó lòng phòng bị. Đồng thời cũng có thể che mắt đối phương để chân thân chạy thoát. Bí pháp này cũng không tệ,
ám ma pháp tôn này coi như đã tặng một bảo vật cho ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vốn hắn đang cảm thấy đáng tiếc ám ma pháp tôn kia tan tành thành từng mảnh nhỏ. Bằng không thi thể của linh tôn lục trọng tuyệt đối là bất phàm. Còn có hồn anh của người này đối với đại hồn anh của hắn cũng có không ít chỗ tốt. Coi như đem cho kim đao màu vàng thôn phệ cũng không tệ. Nhưng bây giờ nhìn thấy bí pháp cường hãn bậc này, Lục Lâm Thiên cảm thấy không còn đáng tiếc nữa. Tốt xấu gì hắn cũng chiếm được một ít chỗ tốt, không cần thiết phải nhớ thương thi thể của ám ma pháp tôn. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên thật không ngờ, ám ma pháp tôn vô cùng oan uổng. Hắn âm thầm nằm vùng trong thánh linh giáo vài thập niên, đang âm thầm sắp xếp tất cả, hắn đang nghĩ mình sắp thành công. Thế nhưng không ngờ tất cả những việc hắn làm đều nằm trong sự quan sát của người khác. Hắn lại giống như một thằng hề diễu võ dương oai. Điều này còn chưa tính, không ngờ bí pháp hắn tu luyện thời gian không ngắn thế nhưng không gạt được Hắc Vũ, một chiêu bị Hắc Vũ đánh chết, hồn anh cũng không thoát. Hắn quả thực vô cùng oan uổng, đâu như Lục Lâm Thiên, không lấy được chỗ tốt từ trên người kẻ khác liền lập tức than vãn. Nếu như ám ma pháp tôn biết mình chết cũng bị Lục Thiếu Du nhớ thương thi thể của mình nhất định sẽ nhảy dựng lên. Không ngừng nghiên cứu tin tức tu luyện bí pháp ám ma phân thân trong đầu. Bí pháp này dựa vào việc tu luyện linh hồn lực là chính, dựa vào bí pháp đem linh hồn lực ngưng tụ thành hình dáng giống như bản thể như đúc. Trong nháy mắt tuyệt đối có thể khiến cho đối thủ khó nhìn ra thật hư. Coi như là nhìn ra thực hư cũng không sao, bởi vì thực lực của bản thể và phân thân giống nhau như đúc. Mà sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, từ trên bí pháp ám ma phân thân này Lục Lâm Thiên còn phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Linh hồn lực quyết định số lượng phân thân của bí pháp này. Linh hồn lực càng mạnh thì càng có thể làm ra được nhiều phân thân. Uy lực tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, dưới trạng thái linh hồn bình thường thì chỉ có được một phân thân. Nếu như linh hồn lực mạnh hơn người có tu vi đồng cấp gấp 2 lần thì sẽ tạo ra được 2 phân thân. Mạnh hơn gấp 3 là có thể có 3 phân thân, mà mạnh hơn gấp 4 trên lý luận là có thể có được 4 phân thân. Chuyện này đối với Lục Lâm Thiên mà nói là một tin tức tốt, linh hồn lực của hắn không có vấn đề, thế nhưng không biết hắn có thể tạo ra được mấy đạo phân thân. Ám ma pháp tôn kia có thể tạo ra được 2 phân thân chứng minh linh hồn lực của hắn cũng không tồi. Gấp đôi linh tôn lục trọng bình thường tuyệt đối đã là bất phàm. Chỉ tiếc là hắn lại rơi vào trong tay Hắc Vũ. Lại thêm tuyệt kỹ họa địa vi lao, quả thực chết quá oan uổng. Lục Lâm Thiên lập tức khẽ nhíu mày, ám ma phân thân này cũng không phải là không có khuyết điểm và di chứng. Thứ nhất, ám ma phân thân này lợi dụng linh hồn lực mà ngưng tụ ra phân thân. Nếu như một đạo phân thân trong đó bị hao tổn, đối với linh hồn lực mà nói tuyệt đối là thương tổn không thể tránh khỏi. Linh hồn lực bị thương tổn, hậu quả không cần nói cũng biết. Cho nên tùy tiện thi triển ám ma phân thân này. Một khi linh hồn lực bị thương thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà mặt khác, mỗi một đạo phân thân tuy rằng có thực lực giống như bản thể, thế nhưng di chứng cũng không ít. Ví dụ như một người có 2 đạo phân thân, linh lực vốn có thể thi triển 3 lần linh kỹ địa cấp, thế nhưng 2 đạo phân thân và bản thể đồng thời công kích một lần thì chỉ có thể tiêu hao hầu như không còn. Biết những di chứng này, Lục Lâm Thiên cũng phải bận tâm một chút. Muốn thi triển bí pháp ám ma phân thân này phải chú ý một chút. Thứ này giống như bí pháp cửu chuyển thiên linh. Bí pháp cửu chuyển thiên linh mỗi một lần thi triển đều tiêu hao rất nhiều. Nhưng vì bản thân hắn là linh vũ song tu, có thể giảm thiểu được vấn đề này xuống mức thấp nhất. So với những linh giả khác thì mạnh hơn nhiều. Lão đại, có người của thánh linh giáo tới tìm huynh. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Tiểu Long. Trên ngọn núi, đại trưởng lão thánh linh bộ mang theo vẻ mặt sốt ruột đang đứng ngoài mật thất. Ra mắt giáo chủ, một thanh niên áo xanh từ trong mật thất đi ra, đại trưởng lão lập tức hành lễ. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, đại trưởng lão tự mình tới, có lẽ đã xảy ra chuyện không nhỏ. Địa Viêm đảo, Khôn Dương đảo, Thần Kim các, Nguyệt Long các. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn ý nói. Tới bao nhiêu người? Từ tin tức mà đệ tử trong giáo tra được thì 4 sơn môn này mỗi sơn môn mang theo 1 vạn người. Tổng cộng có 4 vạn người. Còn có đám người Phong Dong binh đoàn và Thẩm Minh Tông mà giáo chủ cùng Lô trưởng lão đánh chết mấy ngày trước. Có lẽ cũng bị rượt dây mà tới. Nếu tính đám người này ước chừng cũng có 2 vạn. Tổng cộng có 6 vạn người đang đi về phía thánh linh giáo chúng ta. Đại trưởng lão nói. Quả thực không ít a.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đội ngũ 6 vạn người tuyệt đối không nhỏ. Giáo chủ, ta đã thông chi đệ tử tam bộ khác. Trưởng lão và tôn lão hộ giáo tam bộ cùng với thiên tôn đều đã tới thánh linh bộ. Đại trưởng lão nói, thiếu chủ, địa viêm đảo, khôn dương đảo, thần kim các, nguyệt long các lần này dẫn cường giả tới không nhiều. Trong mỗi sơn môn chỉ có 2 người có tu vi cấp tôn, người có tu vi linh vương, vũ vương cũng không mạnh cho lắm, chỉ có 50-60 người. Cách mỗi 200 năm, nhị các nhị đảo này đều phái người tới thử ta một chút xem ta chết chưa. Có lẽ hiện tại đám người này đều mang theo mục đích như vậy. Mấy ngày hôm trước có cường giả tôn cấp của thần kim các tới thử qua, ta không để ý tới. Nếu như là trước đây ta đã trực tiếp làm cho hắn kinh sợ rời đi. Có lẽ bọn họ lại muốn thử xem ta chết chưa. Đội hình này không giống như tới công kích. Lúc này Hắc Phú truyền âm tới tai Lục Lâm Thiên. Đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói. Lục Lâm Thiên suy tư một chút rồi ngẩng đầu nói với đại trưởng lão. Lập tức cùng với Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới đại điện của Thánh Linh Bộ. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên biết được đám người nhị các nhị đảo kia luôn mơ ước tới vạn đảo nhai. Khi trước thiên tôn đời thứ nhất và thứ hai đều đã đại chiến với người của nhị các nhị đảo này. Nhị các nhị đảo này lại tới nữa rồi, khinh người quá đáng, nghĩ thánh linh giáo ta dễ bắt nạt sao? Không phải chỉ có mấy vạn người thôi sao? Đánh cho bọn chúng chạy trối chết, con mẹ nó. Chư vị trưởng lão, chờ giáo chủ tới rồi mới quyết định đi. Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão đi tới cửa điện đã nghe thấy không ít trưởng lão đang lớn tiếng oán giận. Trong đó có thanh âm của Lô trưởng lão kia. Ra mắt giáo chủ. Chúng trưởng lão, tôn lão hộ giáo, tứ đại thiên tôn nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ. Chư vị trưởng lão miễn lễ. Lục Lâm Thiên nói xong, y phục tung bay ngồi ở trên chủ vị. Ánh mắt đảo qua mọi người rồi nói. Chuyện tình nhị các nhị đảo luôn mơ ước tới vạn đảo nhai ta đã nghe trưởng lão nói qua. Chư vị thấy thế nào không ngại cứ nói ra. Giáo chủ, nhị các nhị đảo kia khinh người quá đáng. Tuyệt đối không thể tha cho đám người này. Lô Vượng Đạt nói, tuy rằng tuổi của hắn lớn nhất thế nhưng cho dù sống 200 năm, 300 năm hay thậm chí mấy trăm năm tính tình vẫn như vậy. Giáo chủ, nhị các nhị đảo này luôn mơ ước tới vạn đảo nhai của chúng ta. Lần này ít nhiều cũng phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Một vị trưởng lão linh vương bát trọng trong thánh thú bộ nói. Không ít trưởng lão oán hận, cục nghẹn này đã mấy nghìn năm. Bởi vì 4 bộ nội loạn cho nên thánh linh giáo vẫn luôn tử thủ bên trong. Hiện tại 4 bộ trở về, mọi người không muốn nhịn nữa. 4 vị thiên tôn, các người có ý kiến gì không? Lục Lâm Thiên quay sang hỏi 4 vị thiên tôn hai bên. Giáo chủ. Thiên tôn đời thứ nhất, thứ hai đều đã đại chiến qua với nhị đảo nhị các. Thiên tôn đời thứ ba như chúng ta không thể thua bọn họ. Nhị các nhị đảo khinh người quá đáng, lần này chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành nói. Từ trước tới nay 4 bộ của Thánh Linh giáo ta phân tán cho nên mới để cho nhị các nhị đảo được đà lấn tới. Lần này phải cho bọn chúng nhìn xem thực lực của Thánh Linh giáo chúng ta một chút. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng nói. Giáo chủ, thánh thú bộ ta tuyệt đối có thể khiến cho nhị các nhị đảo tổn thương nghiêm trọng. Thiên Tôn thánh thú bộ mới lên là Hạ Hầu Khải nói. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên vẫn không nói gì, mọi người nói xong hắn mới nhìn Lục Lâm Thiên nói. Có lẽ giáo chủ đã có quyết định, ta đợi nghe giáo chủ ra lệnh. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người nói. Mấy nghìn năm nay. Thánh linh giáo phân làm mấy phần mới khiến cho đám người nhị các nhị đảo được đà lấn tới. Bằng không thánh linh giáo ta làm sao có thể sợ hãi nhị các nhị đảo. Ta rất xấu hổ. Lục Lâm Thiên nói xong, mọi người trong đại điện nhìn nhau, có một ít trưởng lão lắc đầu không ngớt, 4 bộ phân tán. Bọn họ thân là trưởng lão đương nhiên cũng khó thoát khỏi liên quan. 4 vị thiên tôn lúc này cũng cực kỳ xấu hổ, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nói. Sự tình đã qua, chư vị cũng không cần quá tự trách. Lần này thánh linh giáo ta kiên quyết phải cho mọi người biết, thánh linh giáo ta tuyệt đối không phải là thứ mà ai muốn mơ ước cũng được. Bất kể là ai, cho dù là không địch lại tứ các tứ đảo này chúng ta cũng phải khiến cho bọn chúng tử thương động tới gân cốt. Huống chi chúng ta thực sự không địch lại được bọn chúng sao? Sao lại không thể địch lại? Cường giả thánh linh giáo ta như mây, đủ để đối chiến với bọn họ. Nhị các nhị đảo thì tính là cái gì? Chúng ta cũng có đệ tử tứ bộ.
Chúng trưởng lão tức thì sôi trào. Thực lực của nhị các nhị đảo tuy rằng mạnh, thế nhưng lẽ nào bọn họ yếu sao? Thực lực của Thánh Linh giáo tuyệt đối không kém. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ nghe lệnh. Lục Lâm Thiên đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ vốn đã bị đánh chết. Đại trưởng lão vừa mới tấn chức chính là nhị trưởng lão trước đó. Cũng chính là một lão giả tuổi chừng lục tuần tu vi linh vương cửu trọng. Nghe giáo chủ lên tiếng, người này tức thì đi ra nói. Thánh Pháp Bộ Lâm Thanh Bách nghe lệnh. Thánh Pháp Bộ đi trước bố trí cửu tinh khốn long trận, chuẩn bị khôi lỗi. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người. Đại trưởng lão Thánh Thú Bộ nghe lệnh, xuất lĩnh vạn thú mai phục trong trận. Đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ nghe lệnh, triệu tập đệ tử Thánh Vũ Bộ, tụ tập ở bên ngoài chờ mệnh lệnh. Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ nghe lệnh, thông báo các đệ tử tụ tập với Thánh Linh Bộ. Tứ bộ phối hợp, lần này nhất định phải khiến cho đám người dám phạm Thánh Linh giáo chúng ta chết ở trên vạn đảo nhai. Lục Lâm Thiên nói xong, một cỗ hàn ý gập trời tràn ra. Phi Linh Môn khi trước chính là một tiểu thế lực cũng dám trực tiếp đối đầu với Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, còn có Hóa Vũ Tông. Lúc này nhìn thấy thực lực của Thánh Linh giáo hắn hà tất phải cố kỵ gì nữa. Người xâm phạm Thánh Linh giáo so với xâm phạm Phi Linh Môn không có gì khác biệt. Cũng chỉ có đánh phủ đầu đám người này mới khiến cho bọn chúng nhớ đời. Ghét, ghét không để lại một manh giáp. Trong đại điện, chúng trưởng lão xôi trào đứng lên. Nhiều năm như vậy, Thánh Linh giáo ẩn thân trong trận vẫn bị nhị các nhị đảo âm thầm dò xét. Lần này rốt cuộc có thể thở ra ngụm uất khí này rồi. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên chớp động, từ trong lời Hắc Vũ mà xem xét, thực lực của nhị các nhị đảo tới đây lần này cũng không được tốt lắm. Chỉ có 8 cường giả tôn cấp, từ trong khẩu khí của Hắc Vũ mà thấy, có lẽ đẳng cấp của 8 cường giả tôn cấp này cũng không cao. Muốn thắng đám người này có lẽ cũng không khó. Đánh chết cường giả tôn cấp tuyệt đối tạo thành thương tổn đối với đối phương. Đánh chết cường giả tôn cấp, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới, sợ rằng chuyện này sẽ làm cho đối phương triệt để tức giận. Đến lúc đó rất có khả năng nhị các nhị đảo sẽ điên cuồng trả thù Thánh Linh giáo. Thế nhưng so sánh hai chuyện này với nhau, Lục Lâm Thiên tình nguyện lựa chọn việc làm cho đối phương bị tổn thương nặng. Nhị các nhị đảo kia rất mạnh, nếu như hoàn toàn liên thủ trả thù, Thánh Linh giáo tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà Thánh Linh giáo cũng có thể khiến cho bọn họ phải trả một cái giá đắt. Điểm này có lẽ nhị các nhị đảo cũng biết, lại nói trong Đông Hải có 8 thế lực lớn. Nếu như nhị các nhị đảo triệt để điên cuồng công kích Thánh Linh giáo thì sân nhà sẽ trống. Đến lúc đó nhị các nhị đảo còn lại nhất định sẽ thừa cơ đối phó với nhị các nhị đảo. Tứ các tứ đảo không hòa thuận như bề ngoài. Vì vậy Lục Lâm Thiên quyết định cho dù đả thương nặng nhị các nhị đảo này thì tỷ lệ nhị các nhị đảo điên cuồng trả thù cũng không lớn. Hơn nữa, Thánh Linh giáo có hộ sơn đại trận, không phải là trận pháp có thể đơn giản công pháp. Phải trả một cái giá lớn như vậy nhị các nhị đảo kia tuyệt đối không gượng dậy nổi. Trên vạn đảo nhai, chung quanh có vô số hòn đảo liên miên. Lúc này trời đã vào đông, lá cây khô vàng, một mảnh tiêu điều. Chỉ có vạn đảo nhai này bởi vì vị trí đặc thù mà vẫn xanh ngắt một màu, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lục địa trên vạn đảo nhai cực kỳ khổng lồ. Mà mấy ngày gần đây trên vạn đảo nhai cực kỳ náo nhiệt, không biết có một tin tức từ đâu truyền ra. Trong vài ngày ngắn ngủi hầu như tất cả mọi người đều biết một tin tức kinh người. Địa Viêm đảo, Khôn Dương đảo, Nguyệt Long các, Thần Kim các liên thủ với Ám Minh Tôn và Thiên Phong Dòng binh đoàn chuẩn bị đối phó với một thế lực thần bí tồn tại đã lâu trên vạn đảo nhai. Đối với thế lực thần bí này rất nhiều người không biết tới sự tồn tại của nó. Mấy ngày nay bọn họ mới biết được. Nơi cấm kỵ trên vạn đảo nhai không ngờ lại là địa bàn của thế lực thần bí kia. Thảo nào lại nguy hiểm như vậy, người đi vào trên cơ bản đều một đi không trở lại. Mà lúc này nhị các nhị đảo liên thủ bao vây khiến cho không ít người âm thầm suy đoán. Cỗ thế lực thần bí kia rốt cuộc có địa vị gì? Không ngờ lại làm kinh động tới mấy quái vật lớn như Địa Viêm đảo, Nguyệt Long các, Thần Kim các, Khôn Dương đảo. Nghe nói lần trước Thiên Phong Song Vương và Ám Minh Tam Quỷ đều bị Thánh Linh giáo kia đánh chết. Có thể đánh chết Thiên Phong Song Vương và Ám Minh Tam Quỷ, thực lực của Thánh Linh giáo kia quả thực bất phàm. Không ngờ trên vạn đảo nhai còn ẩn giấu một cỗ thế lực thần bí như vậy mà không ai biết tới nó. Cũng không phải là không có ai biết, chỉ có chúng ta không biết mà thôi. Lần này nhị các nhị đảo liên thủ bao vây, có lẽ cho dù thực lực Thánh Linh giáo không yếu thì cũng sẽ chết chắc. Trên vạn đảo nhai,
đám người ngoài cuộc hiện tại vô cùng hứng thú nghị luận việc này. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối với đại bộ phận mọi người mà nói, chỉ là đề tài nói ở Tửu Lâu mà thôi. Đối với một ít tiểu gia tộc, thế lực nhỏ, thương nhân thì lại có quan hệ lớn hơn. Trong quần sơn xanh ngắt, lúc này trên không trung có mấy trăm đầu yêu thú phi hành dựng cánh lên rồi thong thả bay đi. Mà ở phía dưới có mấy vạn thân ảnh đang gấp rút đi về phía trước. Mục tiêu chính là nơi cấm kỵ trong vạn đảo nhai. Đoàn người quy mô đi tới như thế khiến cho vô số yêu thú, linh thú cùng với dã thú kinh hoàng mà chạy. Trong rừng cây xanh biếc có một con chim nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Tất cả mọi người chú ý, phía trước chính là cấm địa. Có người nói nơi cửa tiến vào thánh linh giáo ở chung quanh đó. Lần này chúng ta cùng nhau liên thủ công kích vào trong đó, có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn. Trong tầng trời thấp, trên lưng yêu thú phi hành lục giai hệ phong, có một thân ảnh mặc trường bào chắp tay mà đứng mở miệng nói. Người này có hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, khí thế bất phàm. Trong không trung, thậm chí là chung quanh người này không ngờ lại có khí tức thiên địa như có như không. Không cần nghi ngờ, thực lực của người này chắc chắn đã tới vũ tôn hoặc linh tôn. Triệu trưởng lão, hà tất phải để ý như vậy. Một thánh linh giáo chỉ biết co đầu rụt cổ mà thôi, cần gì phải sợ. Nếu như có thực lực ta thấy bao nhiêu năm qua bọn chúng cũng không co đầu rút cổ ở trong đại trận rồi. Trên lưng một đầu yêu thú phi hành trên không trung có một thân ảnh mập mạp đứng đó. Dáng vẻ chừng 50 tuổi, trên mặt mang theo sự khinh thường nói. Hoàng bàn tử, người đừng quên, mấy nghìn năm trước chúng ta từng đại chiến một trận với bọn họ mà cũng không thể làm gì được thánh linh giáo kia. Thần kim các ngươi còn tổn thất không ít, trận pháp kia của thánh linh giáo, khôi lỗi, còn có yêu thú đều cực kỳ kinh khủng. Trên lưng một đầu chim ưng màu trắng, một lão giả lục tuần mặc một bộ y phục màu nâu mở miệng nói. Khí tức trên người lão giả này cũng cực kỳ bất phàm. Nhất cử nhất động đều khiến cho sóng gợn trong không gian quanh người rung động. Thánh linh giáo này quả thực vô cùng quỷ dị, tinh thông khôi lỗi, trận pháp, còn có khống thú thuật. Nếu như rơi vào trong tay chúng ta, thế lực Đông Hải chúng ta so với đại lục linh vũ còn mạnh hơn nhiều. Một lão bà lục tuần nói, khí tức trên người già nua giống như là vừa mới từ trong quan tài chui ra vậy khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Mau chóng giải quyết thánh linh giáo này đi, ta quả thực muốn nhìn xem trong thánh linh giáo này rốt cuộc có bí mật gì. Giải quyết xong việc này ta còn muốn đi tới thiên đảo nhìn xem một chút. Không biết lần này có thể khai quật được bảo vật gì trên thiên đảo. Nói không chừng sơn môn ba người các ngươi cũng đã sớm biết chuyện này. Một lão giả cười nói. Chuyện lớn như vậy Nguyệt Long Các của ngươi đã biết chúng ta đương nhiên sẽ biết. Ta có nghe nói Nguyệt Long Các cũng có không ít người chạy tới thiên đảo, ngươi còn đi làm cái gì? Nực cười, ba sơn môn các ngươi lẽ nào không phái người đi sao? Sợ rằng cường giả cũng không ít. Lão giả này mỉm cười nói tiếp. Có người nói động tĩnh trên thiên đảo hiện tại cũng không ít. Có lẽ bên trong tuyệt đối có trọng bảo. Nói không chừng lại là di tích viễn cổ hoặc là lục địa thượng cổ. Ha ha, vậy thì sau khi giải quyết xong thánh linh giáo thì chúng ta cùng nhau đi được không? Trung quy không thể để cho Nhật Sát Các độc chiếm. Nói không chừng lần này cũng có không ít lão gia hỏa đi vào giúp vui. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể thiếu mặt được. Chuyện kia sắp tới, chúng ta cũng nên bồi dưỡng chút cảm tình. Một khi chuyện kia tới cũng có thêm một minh hữu. Lão giả tóc dài lục tuần nói. Siêu siêu, yêu thú phi hành cấp tốc bay đi, mấy vạn người nhanh chóng đi về phía cấm địa trên vạn đảo nhai. Nhị các nhị đảo liên thủ, đối với đệ tử bình thường mà nói, thánh linh giáo kia tuyệt đối là cái tên xa lạ. Nếu đã xa lạ thì đệ tử nhị các nhị đảo sẽ không đặt vào trong mắt. Trong mắt đệ tử nhị các nhị đảo hiện tại chỉ có 8 sơn môn lớn ở Đông Hải mới có thể đánh đồng được với bọn họ. Những thực lực khác còn chưa đủ để bọn họ đặt vào trong mắt. Mà lúc này sâu trong vạn đảo nhai, tại một hạp gốc lớn truyền ra thanh âm rung động, gợn sóng trong không gian chớp động. Từng đạo thân ảnh giống như thiên quân vạn mã lao ra. Con mẹ nó, mai phục tại Kình Thiên Sơn mạch cho ta. Hạ Hầu Khải, ngươi mang yêu thú đại quân, còn ta bố trí cửu tinh khốn long trận cùng với đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ ta, lần này nhất định phải đánh cho đám người nhị các nhị đảo không còn manh giáp. Không thành vấn đề. Thánh thú bộ ta cũng đủ để cho bọn hắn không chịu được rồi. Hạ Hầu Khải, Lâm Thanh Bách, hai người các ngươi để lại một phần cho thánh vũ bộ ta, đừng có ghét sạch.
Thánh Vũ Bộ ta cũng không phải ngồi không. Còn có Thánh Linh Bộ của ta, lần này nhất định ta phải cho đám người nhị các nhị đảo kia không còn manh giáp nào. Đại trưởng lão bốn bộ hội tụ, ngàn vạn cường giả Thánh Linh giáo phía sau từ trong gợn sóng không gian chen chúc đi ra rồi biến mất trong không trung. Sơn mạch Kình Thiên, đây chính là một sơn mạch rộng lớn cách cửa vào của Thánh Linh giáo 10 vạn dặm. Từng dãy núi trọng điệp cho nên tất cả các cường giả Thánh Linh giáo đều biết tới nó. Nơi này chính là địa phương mà Đại Thiên Tôn đời thứ hai xuất lĩnh cường giả tứ bộ giao thủ với nhị các nhị đảo. Chỉ vì khi trước tứ bộ bất hòa, hoàn toàn không phối hợp với nhau, hơn nữa khi trước nhị các nhị đảo cũng phái không ít cường giả tới đây cho nên tứ bộ bị tiêu diệt từng bộ phận, tử thương thảm trọng. Tới thời khắc cuối cùng Thiên Tôn đời thứ hai mới tỉnh ngộ, bắt đầu liên thủ phá vòng vây. Cuối cùng hộ tống đệ tử còn lại lui về Thánh Linh giáo rồi mở ra hộ sơn đại trận. Thế nhưng trận chiến kia cũng khiến cho nhị các nhị đảo thương vong thảm trọng. Siêu siêu! Trong không trung không ngừng vang lên tiếng xé gió. Mấy vạn thân ảnh cùng thú ảnh lập tức xuất hiện trên sơn mạch Kình Thiên. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ Lâm Thanh Bách phất tay, chúng cường giả Thánh Pháp Bộ tiến lên. Từng đạo thủ ấn được kết, Thánh Pháp lệnh xuất hiện, quang mang chói mắt từ trên Thánh Pháp lệnh bắn ra. Siêu siêu! Chín đạo lưu quang chói mắt xuất hiện. Trong đó có 8 đạo phân 8 ra 8 phía trong thiên địa, một đạo còn lại bắn thẳng tận trời sau đó lập tức hóa thành 9 đạo quang mang, từ 9 đạo quang mang hóa thành 81 đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Siêu siêu! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư khổng lồ, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong bầu trời, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày, toàn bộ không gian tràn ngập sát khí nhàn nhạt. Đại hồn anh trong đầu cảm nhận được cỗ sát khí này bắt đầu mừng rỡ. Giáo chủ! Khi trước Thiên Tôn đời thứ hai xuất lĩnh đệ tử Thánh Linh giáo đại chiến với nhị các nhị đảo trong sơn mạch Kình Thiên này. Trận chiến ấy đệ tử trong giáo tử thương gần 3 vạn. Tình cảnh khi ấy cực kỳ thảm thiết. Nghĩ đến khi trước, trong mắt Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên bắn ra hàn ý khiến cho nhiệt độ trong không trung giảm xuống. Có cừu thì báo cừu, có oán thì báo oán. Lần này phải để cho bọn hắn trả giá đắt. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, cảm nhận sát khí trong sơn mạch. Lục Lâm Thiên cũng có thể suy đoán ra trình độ thảm thiết của trận chiến khi trước ra sao. Yêu thú của Thánh Thú Bộ báo lại, người của nhị các nhị đảo còn cần một ngày đêm nữa mới tới được đây. Thánh Thú Thiên Tôn nói, toàn bộ vạn đảo nhai đều nằm trong sự quản chế của yêu thú phi hành Thánh Thú Bộ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta cứ chờ một chút là được. Lục Lâm Thiên nói. Một lát sau, trên một ngọn núi cao chót vót, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống một tảng đá trơn nhẵn. Nhìn sơn mạch Kình Thiên, ánh mắt hắn tràn ngập hàn ý. Lần này Thánh Linh giáo phải đánh cho nhị các nhị đảo một kích thật mạnh mẽ. Lĩnh ngộ, hít sâu một hơi, nhìn Dương Quá và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư bên cạnh. Tâm thần Lục Lâm Thiên thu lại, trong đầu bắt đầu lĩnh ngộ. Mà lần này thứ Lục Thiếu Du lĩnh ngộ không phải năng lượng thuộc tính mà là muốn thử lĩnh ngộ không gian như lời Hắc Vũ nói. Họa địa vi lao kinh khủng do Hắc Vũ thi triển khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng hứng thú. Không gian thuộc tính của hắn hiện tại tuy rằng có uy lực không thấp, thế nhưng uy lực kia cũng không mạnh mẽ cho lắm, không thực sự nằm trong tay mình. Nếu như có thể đạt được hiệu quả như họa địa vi lao của Hắc Vũ, sau này tuyệt đối là sự trợ giúp lớn cho hắn. Không gian lực, thuộc tính không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đầu Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hắc Phủ đã từng nói qua, họa địa vi lao chính là một loại thiên phú cùng với lĩnh ngộ không gian lực hợp lại mà thành. Điều này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có không ít linh cảm, suy nghĩ kỹ về phương diện này một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua, tứ đại thiên tôn, chúng trưởng lão, tôn lão hộ giáo, đông đảo cường giả Thánh Linh giáo lúc này đều ẩn nấp trong sơn mạch này. Chờ đợi người của nhị các nhị đảo tới. Máu trong cơ thể tất cả đệ tử Thánh Linh giáo sôi trào. Đã bao nhiêu năm qua, lúc này Thánh Linh giáo rốt cuộc cũng chủ động xuất kích. Ẩn tàng mấy nghìn năm, lần này cũng nên mượn cơ hội này mà xuất thế. Không cần tiếp tục ẩn giấu trên vạn đảo nhai nữa. Màn đêm bao phủ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi. Thời gian trôi đi. Ánh trăng theo hướng tây mờ dần, ánh nắng ban mai thấp thoáng, phía đông bắc mặt biển đã xuất hiện ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng tới sơn mạch Kình Thiên. Sương mù mờ nhạt đang dần tan biến. Trong không khí ướt át buổi sớm vẫn đượm mùi thơm ngát. Siêu siêu. Giữa không trung, tiếng xé gió vang lên không ngừng, trong nháy mắt vang vọng trên bầu trời sơn mạch.
không bao lâu nữa là có thể tới rồi. Trên lưng yêu thú phi hành, lão giả tóc dài nói. Lần này nhất định phải phá được thánh linh giáo. Một lão giả có khuôn mặt hồng nhuận nói. Tới rồi. Trên ngọn núi, hai mắt nhắm chặt của thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên mở ra. Trong mắt có một cỗ hàn ý, thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành, thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng, thánh thú thiên tôn Hạ Hầu Khải cũng mở mắt ra. Ánh mắt chúng cường giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi. Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, không có một cường giả nào khinh thị vị giáo chủ trẻ tuổi này. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, lúc này hắn mới mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm nói. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lão đại, người tới còn không ít à? Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước. Bầy binh bố trận. Lục Lâm Thiên nhíu mày lạnh nhạt nói. Trong núi non rộng lớn đột nhiên có một đám yêu thú phi hành bay tới, mấy vạn thân ảnh phía dưới bắt đầu có động tác. Ồ, vì sao ta cảm thấy hôm nay có chút là lạ? Trên lưng đầu yêu thú phi hành ở giữa, người mặc trường bào màu đen đứng chắp tay, ánh mắt đột nhiên biến đổi, khí tức như có như không trên người tức thì trở nên sắc bén. Có chút không thích hợp, cẩn thận. Lão giả có khuôn mặt hồng nhuận chừng 50 tuổi kia tức thì trầm xuống, sau đó có chút khinh thường nói. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ thánh linh giáo mai phục sao? Hoàng bàn tử, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trên lưng một đầu phi hành yêu thú giống như chim ưng màu trắng, lão giả tóc dài nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Quả thực có mai phục, tất cả cẩn thận một chút. Lão bà Lục Tuần nói, khí tức quanh thân lúc này càng khiến cho người ta có cảm giác âm lãnh, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước mơ hồ có một đoàn sương mù dày đặc xuất hiện. Trong đám sương mù dày đặc này không ngừng truyền đến khí tức ba động. Cẩn thận, có mai phục. Chúng cường giả tức thì nhìn về phía trước, lúc này trong sương mù dày đặc truyền đến từng đợt khí tức ba động. Khí tức ba động ngày càng đậm, trong nháy mắt trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như trong lúc mọi người vừa dứt lời, trong sương mù dày đặc phía trước đột nhiên khuếch tán. Chín đạo quang trụ chói mắt từ bốn phía phóng lên cao. Toàn bộ không trung run lên. Một đám sương mù không thấy điểm cuối xuất hiện trên bầu trời. Sương mù dày đặc bàng bạc trực tiếp che trời, đem mấy vạn thân ảnh bao phủ vào bên trong. Không tốt, là trận pháp của Thánh Linh Giáo. Chúng ta bị nhốt vào bên trong, mau, nhanh chóng phá trận. Sắc mặt lão giả áo đen phía trước tức thì biến đổi. Nói xong người này lập tức nhảy ra, chân khí bạo phát. Một đạo chân khí trực tiếp bắn về phía chân trời. Nhanh, đại trận này bất phàm. Toàn lực phá trận. Lão giả có khuôn mặt hồng nhuận kia lúc này cũng không dám sơ ý. Trong tay đem theo một đạo quang trụ bằng chân khí bắn thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, mấy đạo khí tức cường hãn, chân khí và linh lực bàng bạc bắt đầu bạo phát. Không gian run rẩy, trực tiếp bắn về phía mấy đạo quang trụ trong sương mù. Phanh phanh phanh, từng đạo quang trụ trong nháy mắt đánh vào trên quang mang. Không gian vô tận tức thì vặn vẹo, giống như đang uốn lượn. Phanh phanh, hơn 10 vũ vương, linh vương thấy thế lập tức phóng lên cao. Công kích cuồng bạo trực tiếp đánh vào trên quang trụ trong sương mù. Một cỗ khí tức vô hình cuồn cuộn trong nháy mắt khuếch tán mang theo không gian rung động. Dưới sự rung động này, gợn sóng trong không gian liên tiếp nổ tung. Trong phạm vi rung động, không gian nứt nẻ, từng cái khe đen kịt trong không gian lan tràn ra chung quanh. Hừ! Đại trận chấn bộ của một trong tứ bộ thánh linh giáo há là thứ mà các ngươi có thể phá vỡ. Dám động tới thánh linh giáo chúng ta, ngày hôm nay các ngươi nhất định sẽ không còn mạng mà về. Phía xa, thanh âm lạnh lẽo của đại trưởng lão thánh pháp bộ Lâm Thanh Bách vang lên. Siêu siêu. Nói xong, trong không trung có một cỗ năng lượng như biển tuôn ra, sương mù mơ hồ nứt nẻ, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo bí văn huyền ảo. Chín đạo quang trụ chói mắt bỗng nhiên từ phía chân trời bắn ra. Cuối cùng hội tụ trên cao. Chín đạo quang trụ chói mắt hội tụ, toàn bộ không gian như sơn băng địa liệt. Một đạo quang mang chói mắt bắn ra, trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ không gian, đem vòng quang mạc ra cố lại. Cái khe trong không gian vừa mới bị chúng cường giả tạo ra lập tức lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, những người bị nhốt trong trận lập tức trở lên ngưng trọng. Đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh này vẻ mặt kinh hãi, bối rối không ngớt. Thiên Phong Dòng Binh Đoàn và Ám Minh Tông bị giật dây tới càng thêm kinh hoàng.
Nếu đã tới thì các ngươi cũng nên nếm thử cửu tinh khốn long trận đi. Thanh âm của Lâm Thanh Bách lần nữa vang ác lên, ngay lúc đó trong quang mạc run rẩy giống như trời long đất lở. Ầm ầm. Giữa không trung lúc này có từng đạo năng lượng chói mắt giống như lôi điện xé rách không gian mang theo uy thế kinh người đánh xuống. Từng đạo năng lượng này cường hãn không gì sánh được, tổng cộng có 81 đạo năng lượng, mà những năng lượng này vừa mới hình thành từ trong trận giác của đại trận, trực tiếp phá không đánh xuống. Tất cả đệ tử cẩn thận. Có cường giả hét lớn một tiếng, thân ảnh đi qua gợn sóng trong không gian trong tay mang theo một đạo chân khí bàng bạc tức thì nghênh đón 5 đạo năng lượng đang đánh tới. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh cường giả trực tiếp nhảy lên trên cao, đem từng đạo năng lượng kia ngăn cản lại. Ầm ầm. Tuy rằng đại bộ phận những đạo năng lượng này đều bị ngăn cản. Thế nhưng còn có không ít vẫn bắn về phía trước, xé rách không gian hung hăng đánh vào đám người đông nghịt phía dưới và đám yêu thú phía trên không trung. Ngăn cản, nhanh. Trên yêu thú phi hành, cả đám vũ xuất, linh xuất cùng liên thủ bố trí cương cháo phòng ngự. Phía dưới, những người thực lực yếu không khỏi hoảng hốt lo sợ. Đây không phải là trận pháp bình thường. Cho dù trận pháp này yếu hơn tinh nguyệt thiên sát đại trận thế nhưng tuyệt đối không kém quá nhiều. Cường giả vũ tôn cũng đừng mong có thể đơn giản phá vỡ nó. Phanh phanh phanh. Một cỗ năng lượng như hủy diệt hung hăng đánh xuống. Trong không trung có không ít linh xuất, vũ xuất trên lưng yêu thú phi hành liên thủ bố trí cấm chế. Thế nhưng đối mặt với công kích mang tính hủy diệt như vậy, trong nháy mắt cả đám bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Ầm ầm. Không gian bỗng nhiên bành trướng rồi nổ tung. Kinh khí ngập trời tràn ra khiến cả không gian không ngừng run rẩy giống như sơn băng địa liệt. Từng đạo năng lượng đánh vào trên mặt đất khiến cho một ngọn núi dưới mặt đất trực tiếp nổ tung. Âm hưởng nặng nề giống như ngày diệt vong tới vang vọng. Một đám lớn người phía dưới trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Khục khục. Giữa không trung, không ít vũ vương, linh vương đơn độc có thực lực hơi thấp một chút trực tiếp phun máu. Dưới đạo năng lượng này, bọn họ không thể chống lại. Đáng chết. Lão giả có khuôn mặt hồng nhuận, trong sơn môn hắn có không ít đệ tử vừa rồi bị đánh chết. Phá cho ta. Lão giả có khuôn mặt hồng nhuận này quát lớn một tiếng. Thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên một thanh trường đao lớn xuất hiện trong tay hắn. Từ khí tức có thể thấy được thanh trường đao này là vũ linh khí huyền cấp. Một đao được đánh xuống, trực tiếp xé rách không trung tạo thành một cái khe trong không gian. Lực lượng bàng bạc trực tiếp bổ vào vòng quang mạc. Siêu siêu. Trên quang mang xuất hiện một cái khe dài thế nhưng ngay lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Ầm ầm. Trong bầu trời, lần nữa có từng đạo năng lượng đánh xuống mang theo lực lượng hủy diệt. Uy thế kinh người khiến cho những người có thực lực thấp trực tiếp ngây ra. Căn bản không có ý định phản kháng. Phanh phanh. Sắc mặt cả đám cường giả tức thì xấu xí, vội vàng xuất thủ. Từng đạo năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ trong không trung rồi trực tiếp bao phủ không trung. Đem đệ tử sơn môn mình bảo vệ vào bên trong. Đáng chết. Trong nhị các nhị đảo, thủ ấn trong tay các cường giả không ngừng được kết, cầu dẫn năng lượng trong thiên địa kéo tới. Trực tiếp ngăn cản mấy đạo năng lượng kia lại. Phanh phanh. Vô số đạo năng lượng kia đánh xuống, hơn phân nửa không thể tạo thành rung động, không gian trở nên vặn vẹo. Phía xa, trong bầu trời có hơn 100 thân ảnh mang theo khí tức cường hãn lăng không mà đứng. Người đứng trước chính là Lục Lâm Thiên, nhìn không gian mông lung che trời trước mặt, Lục Lâm Thiên khẽ cười nhạt một tiếng. Giáo chủ, lực phòng ngự của cửu tinh khốn long trận này vô cùng cường hãn thế nhưng lực công kích hơi kém một chút. Trong nhị các nhị đảo này có 6 vũ tôn tới, trong đó có 2 linh tôn, người thực lực mạnh nhất là vũ tôn tứ trọng. 7 người còn lại đều có thực lực giống nhau, nếu dựa vào cửu tinh khốn long trận muốn vây khốn bọn họ cũng không khó. Thế nhưng muốn đánh chết thì có chút khó khăn. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng nói. Đại quân yêu thú của Thánh Thú Bộ xuất kích, đại quân khôi lỗi của Thánh Pháp Bộ cũng gia nhập đi, ghét không tha. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, làm nhị các nhị đạo tổn thương nặng thì mới có thể làm cho mọi người kinh sợ. 6 vũ tôn, 2 linh tôn, thực lực như vậy sợ rằng trước khi tới đây nhị các nhị đạo cũng không định khách khí với Thánh Linh Giáo. Vâng. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng kết xuất thủ ấn, một đạo quang trụ bắn về phía trước. Trong cửu tinh khốn long trận, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Từng đạo năng lượng bàng bạc được đá ra thế nhưng không thể nào phá được trận pháp. Sắc mặt 8 cường giả tôn cấp lúc này xấu xí tới cực điểm.
Muốn mạnh mẽ phá trận sợ rằng rất khó. Nhanh nghĩ biện pháp khác phá trận, bằng không sợ rằng chúng ta khó có thể đi ra được. Một linh tôn nhất trọng tuổi chừng thất tuần mang theo sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng nói. Dò xét trận pháp này một lát, hắn lập tức cảm thấy trận pháp này không giống bình thường, hắn hoàn toàn không tìm được một chút manh mối nào. Nếu như ta đoán không sai, đây hình như là cửu tinh khốn long trận, uy lực cực kỳ cường hãn. Một linh tôn tam trọng kinh ngạc nói. Thánh linh giáo chó chết này, đám người này không dám cùng chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Lão giả có khuôn mặt hồng nhuận nói. Quang minh chính đại đánh một trận sao? Sợ rằng bằng vào thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Có bản lĩnh thì cứ phá trận đi. Giữa không trung, tiếng quát lạnh lẽo của Lâm Thanh Bách truyền ra. Thử xem đại quân yêu thú của thánh thú bộ chúng ta đi. Một tiếng quát lạnh vang lên. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Tiếng quát vừa dứt, trong bầu trời lập tức có huyết quang lan tràn. Một tiếng thú minh giống như rồng ngâm hổ gầm mơ hồ truyền ra. Ngao! Một cỗ uy áp ngập trời không ngừng khuếch tán, tiếng thú minh giống như rồng ngâm hổ gầm tức thì phóng lên cao, đánh văng gợn sóng trong không gian hóa thành tiếng gầm khuếch tán. Cẩn thận, đồn rằng đây chính là thủ đoạn khống chế yêu thú của Thánh Linh giáo. Linh tôn tam trọng lớn tiếng nói. Chúng cường giả bị nhốt trong không trung tức thì nhìn chăm chú vào bầu trời. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Đồng thời giữa không trung và mặt đất nhẹ nhàng lắc lư. Trong sương mù dày đặc bao phủ không gian không ai có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ phía xa, bốn phương tám hướng trong nháy mắt có vô số yêu thú, linh thú chạy tới. Còn có không ít yêu thú phi hành, linh thú phi hành kéo tới. Một mảnh yêu thú, linh thú đông nghịt. Chi chi. Giống giống. Ô ô. Núi non phía dưới rung động, mặt đất rung chuyển, từng tiếng yêu thú, linh thú rít gào vang lên. Thanh âm hội tụ lại một chỗ giống như sấm sét vang vọng chấn động nhân tâm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người có mặt, từ núi non phía sau có ngàn vạn yêu thú, linh thú khổng lồ chạy tới. Cảnh tượng đồ sộ như vậy quả thực hiếm thấy. Trên núi non, yêu thú giống như vô số con kiến đông nghịt bao phủ đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử nhị các nhị đảo, tàn quân của Thiên Phong Dòng Binh Đoàn và Ám Minh Tông không khỏi kinh ngạc nhìn về đám yêu thú, linh thú bốn phía. Cả đám người ngây ra. Trên vạn yêu thú, linh thú bao phủ khắp núi non. Thú ảnh đông nghịt tràn ngập núi non. Đại quân yêu thú bao phủ dại địa, cực kỳ đồ sộ. Loại uy thế này quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Yêu thú thất giai. Yêu thú lục giai. Linh thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tất cả vũ xuất, linh xuất, vũ vương, linh vương trực tiếp kinh hãi. Tám cường giả tôn cấp lúc này đại biến. Ngàn vạn yêu thú. Linh thú này trong đó có gần trăm đầu yêu thú thất giai. Đệ tử thần Kim Các, nhanh gọi ra khôi lỗi hộ thân. Đối mặt với ngàn vạn yêu thú, linh thú, đệ tử thần Kim Các lập tức đánh ra thủ ấn, trên vạn đệ tử thần Kim Các, trong đó có 2.000 người, mặc kệ là vũ giả hay linh giả, mỗi một người đều có khôi lỗi trong người. Người yếu thì móc ra một cỗ khôi lỗi, người thực lực cao hơn thì móc ra mấy đầu khôi lỗi đem bản thân bảo vệ vào bên trong. Mà đẳng cấp của những khôi lỗi này cũng không đồng đều với nhau. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 thì ít hơn một chút. Cấp 6 càng thêm ít. Về phần cấp 7 chỉ có mấy vũ vương, linh vương móc ra 2 cỗ. Thần Kim Các có khôi lỗi thánh linh giáo chúng ta không có sao. Thử xem đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ chúng ta. Chúng ta sẽ cho các người biết, khôi lỗi của thần Kim các người trước mặt khôi lỗi của thánh pháp bộ chúng ta chỉ là trò cười mà thôi. Một tiếng quát lạnh vang lên, từng đạo lưu quang tức thì phóng lên cao, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Growl! Lưu quang bạo phát, từng tiếng rít gào vang lên, từng đầu khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Chừng vạn đầu khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Có khôi lỗi hình thú, có khôi lỗi nham thạch, nhân loại, khôi lỗi luyện chế từ người sống. Không ngờ còn có khôi lỗi dùng xương cốt yêu thú luyện chế thành. Đủ loại khôi lỗi. Khôi lỗi nào cũng có. Trên vạn đầu khôi lỗi xuất hiện, khí tức bàng bạc tràn ngập ra khiến cho trong lòng sinh ra sự lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn lại, khôi lỗi cấp 7 có gần 80 đầu. Khôi lỗi cấp 6 gần 800 đầu. Số khôi lỗi còn lại đều là cấp 5, cấp 4. So sánh với đại quân khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, khôi lỗi của thần Kim Các quả thực chỉ là trò hề. Khôi lỗi cấp 7 cao giai. Khôi lỗi cấp 7 trung giai.
khôi lỗi cấp 6 cao giai. Đệ tử thần kim các kinh hoàng, thứ thần kim các bọn họ kiêu ngạo nhất chính là khôi lỗi. Thế nhưng hiện tại so sánh với thánh linh giáo mà nói quả thực chính là đệ tử gặp sư phụ. Khôi lỗi của thánh linh giáo trên vạn đầu, yêu thú, linh thú trên vạn đầu, chỉ bằng hai cỗ thực lực này, hôm nay cũng đủ dọn dẹp bọn họ rồi. Nhìn trên vạn đầu yêu thú, linh thú và khôi lỗi khiến cho tim tất cả mọi người đập nhanh hơn. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng mà tới, thế nhưng không ai nghĩ tới, thánh linh giáo này lại kinh khủng như vậy. Vì sao lại có nhiều khôi lỗi như vậy? Trong bầu trời, lão giả có khuôn mặt hồng nhuận đang ngăn cản mấy đạo quang mang công kích tức thì biến sắc. Nhiều khôi lỗi như vậy quả thực là hiếm thấy. Trên phương diện nào đó mà nói, khôi lỗi so với yêu thú còn kinh khủng hơn nhiều. Giữa không trung, tâm thầm Lục Lâm Thiên dò xét tất cả rồi phất tay nói. Chư vị trưởng lão, chúng ta xuống phía dưới được rồi. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Thân ảnh mọi người chợt lóe, mang theo sự kích động tiến vào trong trận. Chư vị, hôm nay sợ rằng chúng ta gặp phiền phức rồi. Nhanh tập trung vào khu vực Đông Nam mà mạnh mẽ phá trận. Bằng không chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi. Một linh tôn tam trọng nhìn chằm chằm về bốn phía, dường như bởi vì cảm thấy phía Đông Nam có chút ba động cho nên lập tức nói với mọi người. Muốn phá trận sao? Dùng thực lực các ngươi sợ rằng còn chưa đủ. Nếu đã tới thánh linh giáo ta thì tội gì phải đi. Trong không gian ba động kia trong nháy mắt có một đạo thân ảnh nhảy ra. Sau mấy cái lắc mình người này lập tức xuất hiện rõ ràng trong bầu trời. Năng lượng bàng bạc trên bầu trời cũng biến mất không thấy. Người vừa xuất hiện chính là một thanh niên áo xanh, trên khuôn mặt cương nghị mang theo tà khí như có như không. Trong đôi mắt có một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong ánh mắt này mang theo sát khí không hề che giấu. Siêu siêu. Thanh niên áo xanh này xuất hiện, tức thì phía sau lập tức có gần 200 đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng tới. Mười mấy cường giả vũ tôn, hơn 100 cường giả vũ vương, linh vương. Mọi người xuất hiện, vô hình chung khiến cho không gian run lên, sắc trời trở nên âm trầm một chút. Dưới cỗ khí tức này, cường giả nhị các nhị đảo nhìn thấy đám người đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là mười mấy cường giả tôn cấp kia tức thì biến sắc, khuôn mặt xấu xí tới cực độ. Hơn chục đạo khí tức tôn cấp kia vô hình chung khiến cho bọn họ bị áp chế. Đặc biệt là có mấy đạo khí tức hoàn toàn mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Vũ tôn, linh tôn, không ngờ lại có nhiều vũ tôn và linh tôn như vậy. Kinh ngạc, tám cường giả tôn cấp của nhị các nhị đảo ngoại trừ kinh ngạc ra chính là khiếp sợ. Thực lực của thánh linh giáo đã khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Lục Lâm Thiên, người này chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của phi linh môn trong cổ vực. Trong đám người nhị các nhị đảo lúc này có từng tiếng kinh hô truyền ra. Không ít trưởng lão và đệ tử lập tức nhận ra Lục Lâm Thiên. Khi trước trên bình nham đảo, bọn họ đều đã nhìn thấy qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, hắn là Lục Lâm Thiên của phi linh môn. Giữa không trung, trong đệ tử thần kim các có một thanh niên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung. Người này chính là thanh niên mà bị Lục Lâm Thiên cướp ba đầu khôi lỗi trên bình nham đảo. Người thanh niên này đương nhiên sẽ không quên được Lục Thiếu Du. Lục Lâm Thiên. Từng đạo ánh mắt của các cường giả lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo sự nghi hoặc cùng đánh giá. Dường như bọn họ đều biết không ít. Trong lòng các cường giả có chút kinh ngạc, không ngừng suy đoán nhân vật phong vân trong cổ vực này vì sao lại ở trên vạn đảo nhai, còn tới trong thánh linh giáo. Hóa ra là Lục trưởng môn, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong đoàn người có một đạo thân ảnh lóe lên, một vũ vương ngũ trọng nhảy lên không trung đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi ôm quyền hành lễ cười nói. Ta chính là trưởng lão Nguyệt Long Các, lần này chúng ta tới đây là vì muốn thương nghị một chuyện với Thánh Linh Giáo. Không ngờ Lục trưởng môn cũng ở chỗ này. Lão giả này đã đem chuyện vây công Thánh Linh Giáo đổi thành thương nghị, biến hóa quả thực rất nhanh. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua người này, dường như có chút ấn tượng. Khi trước trên bình nham đảo dường như trong đám người Nguyệt Long Các có người này. Ngươi là trưởng lão Nguyệt Long Các sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào người này rồi lãnh đạm hỏi. Không sai. Cẩn thận. Ngay khi Vũ Vương Ngũ Trọng kia âm thầm vui vẻ vì Lục Lâm Thiên còn nhận ra hắn thì bỗng nhiên cảm thấy phía trước người mình chợt lóe. Một đạo chảo ấn nóng bỏng mang theo khí tức bàng bạc không gì sánh được đánh xuống.
Trong nháy mắt Vũ Vương ngũ trọng này đang muốn thối lui thì phát hiện ra không trung chung quanh bản thân đã bị phong tỏa. Hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong sát na, một đạo trưởng ấn vô cùng nóng bỏng mang theo lực lượng bàng bạc xé rách không gian đánh xuống. Tiểu tử, ngươi dám! Một tiếng quát lớn âm trầm vang lên. Một lão phụ nhân mang theo không gian run rẩy nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ so với Lục Lâm Thiên còn nhanh hơn nhiều. Chỉ là phía sau Lục Thiếu Du cũng vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Lùi về cho ta. Trong bầu trời nơi Lục Lâm Thiên đứng, lão phụ nhân kia vừa mới đánh tới, trong tay đem theo chân khí bạo phát. Chân khí như biển trong cơ thể dẫn dắt năng lượng vô hình trong thiên địa, một đạo quang trụ tức thì được bắn ra. Đồng thời, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng cũng phi thân lên, linh lực tràn ra. Một đạo công kích mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng lập tức ngưng tụ. Phanh! Hai đạo công kích tức thì ầm ầm va chạm với nhau mang khí tức hủy diệt hung hăng khuếch tán trên không trung. Hai đạo thân ảnh trong năng lượng cuồng bạo đều bị đẩy lui. Thân thể Thánh Pháp Thiên Tôn hơi run lên, đánh lùi lão phụ nhân kia thế nhưng trong nháy mắt yết hầu của nàng vang lên một tiếng trầm muộn. Phanh! Thân ảnh lão phụ nhân này bị đẩy lùi, gợn sóng không gian quanh thân trực tiếp bị đánh nát. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này đã bị thiệt không ít. Trưởng lão Nguyệt Long Các thì sao? Dám động tới thánh linh giáo của ta, mặc kệ là ai cũng ghét không tha. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên vang lên, chảo ấn nóng bỏng trong tay xé rách không gian tạo thành một cái khe. Năm đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất hung hăng đánh vào trên người Vũ Vương ngũ trọng. Cạch cạch! Trong khí thế cuồng bạo ngập trời kia, hộ thân cương khí do Vũ Vương ngũ trọng bố trí trong nháy mắt bị bóp nát giống như đậu hũ. Chảo ấn chụp xuống, thân thể người này lập tức hóa thành huyết vụ tiêu tán trong không trung. Siêu! Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, kinh khí vừa biến mất. Liệt Thiên xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, hàn quang khiến cho tim đập nhanh tràn ra. Hắn lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo mà âm trầm nhìn chung quanh. Nhìn cảnh này, đệ tử nhị các nhị đảo chấn động cùng kinh ngạc. Vũ Vương ngũ trọng, dưới một chiêu không hề có năng lực phản kháng đã bị đánh chết. Mà người này không ngờ lại không đặt Nguyệt Long Các vào trong lòng. Mà cảnh này lọt vào trong mắt tất cả đệ tử Thánh Linh giáo thì lại không giống nữa. Máu tươi trong cơ thể mọi người sôi trào. Giáo chủ chỉ dùng một chiêu giải quyết trưởng lão Vũ Vương ngũ trọng của Nguyệt Long Các thì bọn họ cần phải sợ gì nữa. Ánh mắt tứ đại thiên tôn, chúng tôn lão hộ giáo, trưởng lão khẽ đổi. Vị giáo chủ này hạ thủ quả thực còn độc ác hơn bọn họ. Hoàn toàn không có ý định lưu tình. Không nói không rằng lập tức trực tiếp đánh chết đối thủ, không chút rườm rà. Đối mặt với nhị các nhị đảo, cũng không có một chút e ngại nào. Gan dạ, khí độ như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Phía sau lão phụ nhân bị đẩy lùi có một linh tôn tam trọng đi lên phía trước. Ánh mắt mang theo hàn ý tuyệt đối nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh rung động. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn đông đảo cường giả phía sau Lục Lâm Thiên tràn ngập vẻ cố kỵ, cũng không dám kiêu ngạo quá. Nếu đã biết thì hà tất phải hỏi, không phải là vô ích sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, cảm nhận khí tức người này hẳn là linh tôn tam trọng, tu vi không kém Hạ Hầu Khải. Thế nhưng so với Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành mà nói lại kém xa. Hai đại thiên tôn này đều là tôn cấp ngũ trọng, ngay cả Tiết Linh Phương cũng là linh tôn tứ trọng. Bị Lục Lâm Thiên quát, sắc mặt linh tôn tam trọng này biến đổi. Tu vi linh tôn tam trọng trong Nguyệt Long Các cũng là thái thượng trưởng lão, ngay cả các chủ gặp hắn cũng phải cung kính. Thế nhưng lúc này không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên quát tháo như vậy. Sắc mặt lão giả này ngày càng âm hàn, nhìn Lục Thiếu Du nói. Hảo tiểu tử, đánh chết trưởng lão Nguyệt Long Các ta, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Nguyệt Long Các không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc. Lão già kia, lão già rồi nên hồ đồ sao? Ngươi nhìn tình huống hiện tại xem, là ai không thể trêu vào ai? Ngươi không biết đỏ mặt nhưng ta lại thấy đỏ mặt thay ngươi. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long tiến lên, nhìn Linh Tôn Tam Trọng kia rồi hừ lạnh nói. Ngươi! Linh Tôn Tam Trọng trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra quả thực lời của Tiểu Đồng đúng là như vậy. Đối phương tổng cộng có 16 cường giả tôn cấp. Thực lực lại áp đảo hoàn toàn cường giả tôn cấp bên bọn hắn. Số lượng lại nhiều hơn, trong cửu tinh khốn long trần này bọn hắn hoàn toàn không thể trêu vào đối phương. Các ngươi muốn thế nào? Một lão giả mặc trường bào màu đen nói,
ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đồng thời cũng mang theo sự cảnh giác nhìn về phía chúng cường giả tôn cấp của Thánh Linh Giáo. Thực lực người này là mạnh nhất trong các cường giả của nhị các nhị đảo, thực lực đạt tới vũ tôn tứ trọng. Chúng ta muốn thế nào sao? Vậy thì phải hỏi các ngươi tới Thánh Linh Giáo làm gì? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói một tiếng, sát ý bắt đầu tràn ra. Nhị các nhị đảo mang theo 8 cường giả tôn cấp đến đây, mục đích không cần phải nói cũng biết. Cho dù có thả 8 người này, sợ rằng 8 người này ngày sau sẽ trở thành đại địch của Thánh Linh Giáo, thậm chí là địch của hắn. Lục Lâm Thiên, lẽ nào chuyện này có liên quan tới ngươi sao? Lão giả mắc hắc bào Vũ Vương Tứ Trọng nói, sắc mặt trầm xuống. Ta là giáo chủ Thánh Linh Giáo, ngươi nói xem việc này có liên quan tới ta hay không? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Cái gì, ngươi chính là giáo chủ Thánh Linh Giáo sao? Đối với thân phận của Lục Lâm Thiên mọi người đều biết, thế nhưng lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Giáo chủ của thế lực thần bí, cường hãn này không ngờ lại là Lục Thiếu Du. Hắn không phải là trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Ngươi không phải trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Một vũ vương kinh ngạc lên tiếng. Lẽ nào trưởng môn Phi Linh Môn không thể trở thành giáo chủ Thánh Linh Giáo sao? Lục Lâm Thiên nói xong, vẻ mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía trước. Cánh tay giương lên, phất tay lạnh nhạt nói. Ghét không tha, một người cũng không để lại. Cánh tay hạ xuống thì thanh âm cũng dứt. Ghét. Thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí quanh quẩn trong không gian. Trong mắt tất cả trưởng lão tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa giờ phút này ba động kịch liệt. Vạn thú nghe lệnh, ghét. Vạn khôi nghe lệnh, ghét không tha. Growl. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.